Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tập 186. Dương Nghị Vân biết không có thể làm tam yêu hội tụ, nếu là hội tụ ở bên nhau lúc sau, muốn từng cái đánh bại tuyệt đối sẽ khó khăn tăng nhiều, vội vàng xuất kiếm chém ra, đồng thời hạ lệnh Tiểu Phượng Hoàng cùng Tạ Gia tam huynh đệ mãnh công kích. Nhưng lại chung quy đã muộn một bước, hoặc là nói không tính muộn, mà là này đầu đại con cua sát ngoài quá mức kiên cố, công kích trong người ảnh hưởng không đến. Nháy mắt tam đại hải yêu liền hội tụ ở cùng nhau. Hải thần hiến tế đi. Ngay sau đó lại là Lươn Điện Vương phát ra một tiếng giống to, nói cái gì hải thần hiến tế. Lúc này Dương Nghị Vân mạc danh trong lòng cả kinh, không biết có ý tứ gì, nhưng lại cảm thấy không ổn. Hắn vội vàng nhắm mắt cảm giác, trong đầu xuất hiện một bộ hình ảnh, lại là thấy được tam đại hải yêu liên hợp ở bên nhau hộc ra yêu hạch, triệu hồi ra một đầu thấy không rõ bộ mặt. Lại là hình người cầm trong tay tam xoa pháp khí thân xuyên khôi giáp hư ảnh, vô cùng khổng lồ, mà tam đại hải yêu còn lại là Lươn Điện ở yêu cầu phần đầu, con cua vương ở bên trong ngực, hải xà là hình người yêu cầu nửa người dưới. Tam đại hải yêu vương hợp thành một cái khác loại hợp thể. Đây là Dương Nghị Vân ở trong óc nhìn đến một màn, hắn không biết đây là thứ gì, có lẽ chính là tam đại hải yêu vương trong miệng hải thần hư ảnh, mặc kệ là cái gì, dù sao hắn biết rất nguy hiểm. Không thể làm cho bọn họ hợp thể, nếu không liền sẽ xuất hiện không biết. Bỗng nhiên mở hai mắt hét lớn, toàn thể công kích, tam đại hải yêu muốn hợp thể, ngăn cản các nàng. Này ra lệnh một tiếng, nơi xa cấp cá trạch hộ pháp Điêu Nhi cùng huyết ưng từ từ đại yêu cũng không rảnh lo cá trạch, trực tiếp vọt lại đây. Hừ, nhân loại tưởng ngăn cản chúng ta, chậm. Lại là Lươn Điện Vương thanh âm. Ra ngoài Dương Nghị Vân đoán trước, tam đại hải yêu khác loại hợp thể thực mau hoàn thành. Liền ở Dương Nghị Vân hô to nháy mắt hoàn thành. Tia chớp tiếng sấm vầng sáng chung một cái thân hình 300 nhiều mễ, thân xuyên khôi giáp cầm trong tay tam xoa pháp khí hư ảnh xuất hiện, chính là một đoàn mông mủ huyết sát xương mù hội tụ mà thành, tam đại hải yêu quả là thượng trung hạ tam bộ xuất hiện ở cái này 300 mễ cao hư ảnh trong cơ thể. Rõ ràng biết là triệu hoán nào đó pháp tướng, nhưng Dương Nghị Vân như cũ cảm thụ hãi hùng khiếp phía cường đại. Vô hình chung trong nước biển lốc xoáy xuất hiện. Cường đại vô cùng uy áp phát ra, làm người tim đập nhanh không thôi. Chủ tử, lão nô vô dụng, coi thường chúng nó thực lực, Lươn Điện Vương tia chớp khó lòng phòng bị, hải xà độc đối lão nô đều có ảnh hưởng, cái này phiền toái. Tử Kim Công Công phía trước bị đánh bay, nháy mắt trở về xuất hiện ở Dương Nghị Vân bên người nói chuyện. Liều mạng đi Dương Nghị Vân biết không có thể quái lão cầu Tử Kim Công Công. Ti tiện nhân tộc, đáng giận lục địa chi yêu, tiếp thu hải thần lửa giận đi. Như cũ là Lươn Điện Vương thanh âm vang lên, lại là đang nói chuyện tam xoa kích pháp khí bỗng nhiên đánh xuống. Tia chớp sôi trào huyết vụ hoặc là nói độc khí tràn ngập, cường đại yêu khí tuyệt đối vượt qua Tử Kim Công Công. Dương Nghị Vân giống giận, sát. Một tiếng dưới, hắn thúc giục Càn Khôn Thần Điện chi lực. Lúc này Càn Khôn Hồ Thần Điện chi lực hắn biết không nhất định có thể phá rất tam đại hải yêu bực này hợp thể, nhưng tuyệt đối có thể hữu hiệu. Hắn dẫn đầu xông lên đi. Chính là tưởng cấp những người khác chế tạo cơ hội. Chủ tử trở về ta đi. Tử Kim Công Công sắc mặt đại biến, hắn có thể cảm thụ này một kích cường đại, hắn sợ Dương Nghị Vân ngăn không được, hậu quả đó là ngã xuống. Giống. Tử Kim nuốt thiên. Tử Kim Công Công sốt ruột Tử Kim đại tác phẩm vọt đi lên. Capi Phượng Hoàng thần hỏa, mất đi. Tiểu Phượng Hoàng nhìn đến Dương Nghị Vân xông lên đi cũng sốt ruột, thét dài một tiếng trong miệng thốt ra một đạo gần như trăng trong suốt ngọn lửa. Chủ nhân, mặt khác đại yêu một đám đều liều mạng xung phong liều chết mà đi. Ầm vang, xoát, Dương Nghị Vân một kích Càn Khôn Thần Điện chi lực trực tiếp đối thượng một kích tam xoa kích. Bùng nổ thanh đinh tai nhức óc, toàn bộ đất hoang chi hải đều là chấn động. Chói mắt huyết quang bùng nổ cường đại yêu lực khuếch tán. Cho nên Dương Nghị Vân thủ hạ đại yêu xuất kích ở tam đại hải yêu chi thân. Lại là tại hạ một khắc từng tiếng kêu thảm thiết bay ngược đi ra ngoài. Toàn bộ chiến trường giống như là bùng nổ đạn hạt nhân giống nhau tạc, lan đến đi ra ngoài mấy ngàn dặm. Mà đang ở trong đó đại yêu cứ việc là thông ngộ, nhưng cũng kêu thảm thiết. Dương Nghị Vân phía sau năm đầu thông ngộ tam trọng thiên con TT, tu vi yếu kém anh vũ cùng Miêu Ưng trực tiếp nổ tung yêu thể, nháy mắt tử vong. Đầu đương trong đó Dương Nghị Vân hộc máu bay ngược, Tiểu Phượng Hoàng cùng Tử Kim Công Công đều thi triển ra từng người mạnh nhất công kích, lại cũng tại đây một kích hạ, bay ngược đi ra ngoài. Mà Lươn Điện Vương, Hải Xà Vương, con cua vương tam yêu triệu hoán tổ hợp pháp tương cũng không chịu nổi,
rốt cuộc Dương Nghị Vân Càn Khôn Thần Điện cùng Tiểu Phượng Hoàng, Tử Kim Công Công hơn nữa một loại đại yêu công kích, cũng là không gì sánh kịp. Cho nên Tam Đại Hải Yêu triệu hoán hải thần pháp tương tiêu tán. Bất quá Tam Yêu cả người trường run rẩy, lại là còn tính hoàn hảo. Dương Nghị Vân một phương lại là đa số bị thương. Sư ba thực mau biến mất. Hai bên này một đợt đối công, hiển nhiên là Dương Nghị Vân một phản có hại. Mà Lươn Điện Vương một phương còn lại là chiếm thượng phong. Dương Nghị Vân cùng Tử Kim Công Công, Tiểu Phượng Hoàng, Điêu Nhi, Huyết Ưng Tạ Gia Tam huynh đệ, ba cái thông ngộ bốn trọng thiên ba cái ngũ trọng thiên con tê tê, tất cả đều đã chịu bất đồng trình độ thương thế, mặt khác đại yêu trực tiếp ngã xuống. Ha ha, nhân tộc các ngươi đáng chết. Lươn Điện Vương Tam đại yêu, lại là phá hải thần pháp tướng, nhưng lại như cũ có sức chiến đấu. Khụ khụ, Dương Nghị Vân ho khan khóe miệng lưu trữ vết máu, hắn đầu đương trong đó bị thương nặng nhất, nhưng cũng may trong cơ thể 10 đại lực lượng ở nhanh chóng vận chuyển chữa trị. Bất quá trước mắt tình huống hắn biết có chút nguy hiểm. Nhưng thật muốn liều mạng hắn vẫn là có liều mạng. Chê cười lão tử nói muốn sát tuyệt các ngươi, có bản lĩnh lại đến. Dương Nghị Vân khí thế như cũ không ngã. Ngược lại là làm Tam Đại Hải Yêu có chút kinh dị không chừng. Cố làm ra vẻ, trước sát một cái lại nói con cua vương âm trầm nói chuyện, liền phải động thủ. Bất quá đúng lúc này, một tiếng kinh thiên động địa vang lớn lần thứ hai vang lên. Oanh! Ngay sau đó lại vẫn là thiên hố vực sâu rung mạnh. Tận trời ánh lửa từ phía trước hơn 1.000 mét cái khe bùng nổ. Cho nên người đều là sửng sốt. Không nghĩ tới lúc này hoang hải vực sâu dị biến tái khởi, cũng chính là có thể tiến vào vực sâu lúc, liền chờ vết rách chung ngọn lửa tan đi là có thể tiến vào vực sâu. Tam Đại Hải Yêu đại hỉ. Lúc này Lươn Điện Vương sát ý tràn ngập nói, không có thời gian, giết bọn họ lấy tuyệt hậu hoạn, chúng ta vào vực sâu. Sát. Tức khắc Tam Đại Hải Yêu liền phải động thủ. Ngao. Nhưng mà giờ phút này một tiếng thét dài từ dưới nền đất truyền đến, chuẩn xác mà nói là từ vực sâu bên cạnh cái khe chung truyền đến. Dương Nghị Vân cả người đều là run lên. Là Long Minh Thanh. Vực sâu ra Long Minh, ý nghĩa cái gì? Hắn có chút kích động, nhưng cũng lo lắng lên. Ngao 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 ngao. Theo sát sau đó liên tiếp chín thanh Long Minh vang lên, từ cái khe chung ra tới, tất cả đều là rồng ngâm tiếng động. Từ vực sâu cái khe chung truyền ra rồng ngâm, thực hiển nhiên chính là mấy ngàn năm trước bị hải yêu đuổi bắt đi vào Long tộc. Hoặc là nói ở Dương Nghị Vân trong mắt là Mai Thỉ. Mà con cua vương, hải xà vương, Lươn Điện Vương trong lòng lại là bọn họ tăng lên tu vi thiên tài địa bảo, giờ phút này Tam Đại Hải Yêu cũng cao hứng. Không đợi đi vào, lại là đối phương chính mình ra tới. Thiên hố bên cạnh có vết rách ngọn lửa bùng nổ, làm Long tộc chính mình ra tới, như thế bất việc. Ở Tam Đại Hải Yêu trong mắt, Dương Nghị Vân cùng hắn bên người đại yêu bị thương nặng, Long tộc có xuất hiện, đây là chuyện tốt nhi, đối bọn họ Tam Đại Hải Yêu tới nói là có lợi. Bất quá có một chút Tam Đại Hải Yêu lại là quên mất. Đó chính là khoảng cách bọn họ đuổi giết Long tộc đi qua mấy ngàn năm lâu. Mấy ngàn năm Trung Hải Yêu trưởng thành, chẳng lẽ Long tộc liền không thành trường sao? Đắc ý dưới Tam Đại Hải Yêu căn bản là không để ý lúc này từ vực sâu trung tồn tại ra tới Long tộc, sẽ là cái dạng gì? Bị Long Minh Thanh kinh động, vốn dĩ muốn công kích Dương Nghị Vân Tam Đại Hải Yêu ngừng lại. Dương Nghị Vân cùng Tiểu Phượng Hoàng chờ đại yêu đều nhìn về phía vết rách phương hướng. Mọi người đều chờ mong. Kế tiếp Long tộc có phải hay không Mai Thỉ bọn họ? Ngao! Ngao ngao ngao! Một tiếng to lớn vang dội Long Minh vang vọng toàn bộ đất hoang chi hải. Sau đó Long Minh như là ở chợ uy hò hét đáp lại, thanh thanh chấn động nhân tâm. Ngay sau đó vết rách chung ngọn lửa dập tắt. Động đất dường như thiên hố bốn phía cũng đều an tĩnh xuống dưới. Bất quá kế tiếp lại là một đạo kim quang tận trời mà ra. Lại là một cái thân hình dài chừng 900 mễ có thừa ngũ trảo kim long vọt ra, xoay quanh ở vực sâu trên không. Đồng thời cùng với không gì sánh kịp uy áp tứ tán mấy ngàn dặm mà đi. Mai Thỉ. Dương Nghị Vân nhìn đến ngũ trảo kim long xuất hiện, run giọng kêu lên, chẳng qua thanh âm chỉ có chính hắn nghe được. Tính tính thời gian hắn cùng Mai Thỉ tách ra có 9.000 nhiều năm, cơ hồ là vạn năm lâu. Mấy ngàn năm Mai Thỉ mang theo Long tộc phi thăng, lại là nghĩ đến trực tiếp tiến vào đất hoang chi hải, lại là không nghĩ tới bị đất hoang chi hải hải yêu trở thành đường tăng thịt giống nhau đuổi giết. Này kết quả là mấy chục con rồng tộc ngã xuống, Mai Thỉ mang còn sót lại 9 điều chân long tiến vào hoang hải vực sâu chung. Đến nay mới ở vực sâu phát sinh cái khe lúc sau,
vọt ra. Các nàng còn sống, hơn nữa thoạt nhìn còn có kỳ ngộ. Chỉ cần giờ phút này Mai tỷ này 900 dư mễ thân hình ngũ trảo kim long trên người phát ra uy áp hơi thở liền không thua gì Tử Kim công công. Ầm ầm ầm. Đại vết rách trung nổ vang không ngừng, lại vẫn là ở ngũ trảo kim long lao tới sau, một cái tiếp theo một cái thân hình dài chừng 700-800m bốn trảo kim long lại lần nữa xuất hiện. Thanh long, hồng long, bạch long tam sắc chân long, các có ba điều. Từ đại vết rách trung lao tới xoay quanh ở ngũ trảo kim long bên người, như là hộ vệ vương giả. Ngao! Long minh thanh truyền khắp đất hoang chi hải, long uy khí thế gần như thực chất. Dương Nghị Vân hai tròng mắt có lấp lánh trong suốt, hắn trong lòng một viên đại thạch đầu rốt cuộc rơi xuống đất, vốn dĩ hắn còn lo lắng Mai tỷ các nàng tiến vào hoang hải vực sâu lúc sau có thể hay không tồn tại, có thể hay không ra tới. Hiện tại nhìn đến kia xoay quanh ở vực sâu trên không kim quang lộng lẫy ngũ trảo kim long hắn rốt cuộc yên tâm, thật dài hộc ra một ngụm chọc khí. Hắn nữ nhân hắn long tộc còn sống, lại còn có sống được thực hảo, một đám tu vi đều rất cường đại, cùng năm đó ở tu chân giới hóa rồng long tộc so sánh với, hiện tại các nàng càng như là chân long. Không đúng, là hoàn toàn tiến hóa thành thần long chi loại. 10 điều chân long, long uy lay động đất hoang chi hải. Mà giờ khắc này Lươn Điện Vương Tam Đại Hải Yêu bá chủ lại là khiếp sợ sợ hãi lên, bọn họ Tam Đại Hải Yêu cảm thụ, xuất hiện 10 điều chân long hơi thở chút nào không thua gì bọn họ, thậm chí cái kia hình thể lớn nhất ngũ trảo kim long hơi thở uy áp đã vượt qua bọn họ. Không đúng a, à, này vẫn là mấy ngàn năm phi thăng đất hoang tiểu long sao? Khi đó này đó long tộc căng chết chính là kim tiên mà thôi, bị bọn họ nơi nơi bắt giữ, săn giết mấy chục điều, huyết nhiễm đất hoang chi hải. Cuối cùng thành tựu rất nhiều hải yêu mà bọn họ tứ đại hải yêu bá chủ, chính là lớn nhất được lợi giả. Dục vọng hướng hôn bọn họ đầu óc, chỉ nghĩ như thế nào lại bắt giữ long tộc, không nghĩ tới mấy ngàn năm lúc sau, này đó long tộc tu vi cũng cường đại rồi. Nhưng là mấy lần ở cường đại có thể trưởng thành nhiều ít, căng chết chính là 8.000 năm thời gian mà thôi, nhưng không tưởng ngắn ngủn 8.000 năm năm đó trốn vào vực sâu 10 điều chân long, hiện giờ đã trưởng thành cường đại rồi như thế nông nỗi. Tam đại hải yêu sợ hãi lên. Ngao. Đâm thủng màng tai long minh từ ngũ trảo kim long trong miệng phát ra. Lại là tại hạ một khắc, bỗng nhiên từ vực sâu trên không nhằm phía Lươn Điện Vương, con cua vương, hải xà vương tam đại hải yêu bá chủ. Dương Nghị Vân cùng Tử Kim công công trở lại là cảm nhận được cường đại sát ý. Mà tam đại hải yêu còn lại là tại đây một khắc, đại kinh thất sắc, lại là muốn chạy trốn, kết quả lại là ngũ trảo kim long mang theo 9 điều 4 trảo chân long. Nháy mắt vây quanh bọn họ, hoàn toàn phong kín đường đi. Ngao 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 ngao. Từng tiếng long minh thét dài, lúc này đây có tiếng sấm ở chấn động, Dương Nghị Vân thấy được mỗi một cái chân long thét dài phát ra sóng siêu âm giống nhau khí lãng vòng sáng, một vòng so một quyền cường đại trực tiếp bao phủ ở Lươn Điện Vương Tam Đại Hải Yêu trên người, nháy mắt liền áp chế bọn họ. Mà ngũ trảo kim long còn lại là thét dài trung toàn thân kim quang thôi sát bùng nổ, hơi thở như núi. Ngay sau đó hộc ra một đạo kim sắc long tức, kỳ mau vô cùng hướng về Tam Đại Hải Yêu rơi đi, chói mắt tới rồi cách mấy trăm danh ở ngoài Dương Nghị Vân chờ đều nhắm mắt. Ầm ầm ầm. Liên tiếp, mặt khác chín thật cũng hộc ra thanh hồng bạch tam sắc long tức. Trước sau 10 đạo 10 đại chói mắt long tức nháy mắt liền đem Tam Đại Hải Yêu bao phủ. A! À, giống. Dương Nghị Vân nghe được Lươn Điện Vương chờ Tam Đại Hải Yêu kêu thảm thiết, hắn cùng Tiểu Phượng Hoàng chờ đứng ở vài trăm thước ở ngoài. Lại là chỉ có thấy quang mang chói mắt cùng Tam Đại Hải Yêu kêu thảm thiết. Tử Kim công công nuốt khẩu nước miếng nói, chủ tử Tam Đại Hải Yêu hơi thở hoàn toàn biến mất. Dương Nghị Vân tự nhiên cảm giác được, 10 đạo thông ngộ 6 trọng thiên cấp bậc long tức cũng đủ làm Tam Đại Hải Yêu hoàn toàn bốc hơi, thậm chí còn ngũ trảo kim long hơi thở so với Tử Kim công công còn mạnh hơn một bậc. Hết thảy cuối cùng là kết thúc. Gặp lại, hắn không nghĩ tới Mai tỷ như vậy khủng bố. Mà từ vừa mới Mai tỷ mang theo cửu long xuất kích, cái loại này sát ý làm hắn đều cảm nhận được tim đập nhanh có thể tưởng tượng đến Mai tỷ có bao nhiêu hận này đó hải yêu. Ân, kết thúc, Tam Đại Hải Yêu hoàn toàn bốc hơi. Dương Nghị Vân nhìn nơi xa kim long sâu kín nói. A à, chủ nhân chúng nó lại đây, Tử Kim công công nói chuyện có chút phát run. Này cũng bình thường, này 10 con rồng quá cường đại. Đặc biệt là ngũ trảo kim long, đây chính là chân chính trong truyền thuyết cao quý nhất huyết thống. Hơi thở so với hắn còn cường đại một ít, giờ phút này bọn họ mang lên Tử Kim công công khó tránh khỏi lo lắng. Đừng lo lắng, Dương Nghị Vân nói chuyện lại là đi bước một về phía trước đi đến.
Tử Kim Công Công còn lại là lại lần nữa ra tiếng nói, chủ tử này đó Long Ngài thật nhận thức sao? Rất cường đại a. Nhưng là Dương Nghị Vân như là không nghe thấy giống nhau trực tiếp hướng về phía trước đi đến. Giờ phút này Tiểu Phượng Hoàng còn lại là quang mang chợt lóe lại hóa thành tiểu nữ hài bộ dáng, thanh âm có chút suy yếu nói, lão cẩu đứng lại đừng nhúc nhích, đừng đi quấy rầy ta ca, cái kia ngũ trảo kim long chính là ta tẩu tử Mai Tỷ, cũng sẽ là ngươi chủ mẫu chi nhất. Tiểu Phượng Hoàng nói chuyện ngăn trở muốn đuổi kịp đi Tử Kim Công Công. A, à, Tử Kim Công Công nghe được Tiểu Phượng Hoàng nói chuyện, cả người đều là chấn động, há to miệng, phía trước Dương Nghị Vân nói thẳng muốn tìm kiếm long tộc. Nhưng cho tới bây giờ chưa nói quá ngũ trảo kim long là hắn nữ nhân a. Chủ tử chân thật nghiêu a, liền lộng đều cấp ngủ. Nửa ngày lúc sau Tử Kim Công Công phát ra một tiếng cảm thán. Mà mặt khác yêu tộc cũng đều hóa thành hình người vây lại đây, nghe Tiểu Phượng Hoàng nói chuyện. Chỉ có Tiểu Phượng Hoàng cùng Điêu Nhi nhận thức Mai Tỷ, mặt khác đại yêu nhưng đều không biết. Một đám tràn ngập khiếp sợ. Bên kia ngũ trảo kim long bay tới. Tới rồi Dương Nghị Vân mười mấy mét ở ngoài, kim quang chợt lóe hóa thành một thân kim trang đầu đội vương miện nữ nhân, ung dung hoa quý, quang thải chiếu nhân, toàn thân mỗi một tấc địa phương đều tản ra uy nghiêm cùng cao quý. Có chút không dính khói lửa phàm tục khí chất, như là một tôn thần chi. Mà phía sau cửu long cũng hóa thành hình người, có nam có nữ, đứng ở nữ nhân phía sau. Dương Nghị Vân cả người đều ở phát run, đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm mười mét ở ngoài nữ tử. Hắn dừng lại, ánh mắt sốt cuộc không rời đi nửa phần. Xoát! Nữ tử phía sau cửu long động tác nhất trí quỳ một gối xuống đất trên mặt đất, ánh mắt lại là nhìn về phía Dương Nghị Vân. Mai, Mai Tỷ, Vân Tử. Hai thanh âm đều đang run rẩy. Như thần chỉ giống nhau nữ tử tự nhiên là ngũ trảo kim long biến thành Mai Tỷ. Giờ phút này nàng hai mắt sương mù nồng đậm, nhìn Dương Nghị Vân. Bốn mắt nhìn nhau. Hai người từng người nói chuyện. Chậm rãi đi hướng đối phương. Cuối cùng ôm nhau. Không có gì thét chói tai trường hợp. Bởi vì hết thảy kích động cùng tưởng niệm lo lắng từ từ tất cả tại một ánh mắt một cái ôm chung. Giữa sân yên tĩnh. Dương Nghị Vân thế giới hết thảy đều đình chỉ. Giờ phút này hắn trong mắt chỉ có Mai Tỷ. Hắn cảm nhận được Mai Tỷ ở phát run, ở rơi lệ. Mà đối với Mai Tỷ mà nói, hết thảy cực khổ đều đi qua, nàng về tới hắn nam nhân ôm ấp. Ác mộng rốt cuộc kết thúc, nàng hôm nay cũng cấp chết đi những cái đó long tộc nhi lang báo thù rửa hận, làm tam đại hải yêu hôi phi yên diệt hoàn toàn bốc hơi, từ ra tới sau nhìn đến thiên hố bên cạnh những cái đó đôi tràng sơn thi thể, nàng liền biết là Dương Nghị Vân tới tìm nàng, vì các nàng báo thù. Một cái ôm đi qua hơn phân nửa canh giờ sau, hai người ở tách ra, quá nhiều nói đều không nói, bởi vì hết thảy đều kết thúc. Dương Nghị Vân nắm Mai Tỷ tay, đi vào còn sót lại cửu long trước mặt. Một đám nâng nổi lên bọn họ. Này đó long tộc xem như long ngư hồ cuối cùng một đám chân long, hắn càn khôn hồ long ngư hồ không còn có một con rồng cá. Theo sau bọn họ rời đi đất hoang chi hải. Thời gian từ hắn năm đó ra tới, đi qua 1000 năm. Bay ra đất hoang chi hải sau, ngày thứ 10, tiên giới đệ nhất ngồi tiên sơn xuất hiện, Dương Nghị Vân làm cá trạch đáp xuống, hơi làm tu chỉnh, hoặc là nói phải cho an táng chết đi con tê tê cùng anh Vũ, Miêu Ưng. Một trận chiến này năm cái thông ngộ tam trọng thiên tử kim con tê tê cùng anh Vũ, Miêu Ưng ngã xuống, mặt khác đại yêu hoặc nhiều hoặc ít đều có bị thương, ở đất hoang chi hải vốn dĩ có thể thu chỉnh chữa thương, nhưng Mai Tỷ hận chết đất hoang chi hải, một khắc đều không nghĩ đãi, cho nên Dương Nghị Vân trực tiếp làm cá trạch cất cánh, thẳng đến này tòa không có sinh linh tiên sơn tu chỉnh, làm đại gia chữa thương lúc sau, lại xuất phát, hắn cũng vừa lúc cùng Mai Tỷ trò chuyện. Kế tiếp một tháng, năm tên tiên sơn nào đó sơn động. Tử Kim Công Công chờ đại yêu tổng có thể nghe được một ít kỳ quái tiếng kêu, nhưng không có người ta nói cái gì, đại gia chỉ là càng ngày càng xa, rời xa sơn động, không muốn nghe đến cái loại này làm chúng nó mặt đỏ tai hồng thanh âm. Thời gian lại qua đi nửa tháng sau, Dương Mỗ Nhân mới hạ lệnh xuất phát, phản hồi hỗn loạn tiên vực Vân Môn. Bọn họ một hàng tiến vào dị vực giới, lại là từ đất hoang chi hải ra tới, trực tiếp hồi thiên giới. Chuyến này trước sau thời gian thêm lên vượt qua 1000 năm. Nhưng đối Dương Mỗ Nhân tới nói, thu hoạch thật lớn. Tiểu Phượng Hoàng, Mai Tỷ, Thử Vương, Tử Hoàng từ từ đại đa số năm đó Vân Môn lão nhân đều tìm trở về, này với hắn mà nói là quan trọng nhất. Trừ cái này ra, thu hoạch lớn nhất đó là, hắn tu luyện thay đổi, hấp thu 10 đại thuộc tính chi lực sau biến đổi lớn, làm hắn nhảy ra thường quy tu luyện giản giáo,
tiến vào tới rồi một cái chính hắn cũng không biết tu luyện con đường. So với trước kia cường đại không chỉ có là nhỏ tí tẹo, quả thực là điên đảo tính chất thay đổi. Trong cơ thể có 10 đại lực lượng hạt giống, bao gồm 10 đại pháp tắc cơ sở ở trong đó, đây là tiên giới bất luận cái gì sinh linh đều không có điều kiện, tuy rằng là không biết, cũng trước mắt tới xem hết thảy đều là tốt. Mặt khác còn lại là bên người thu phục thông ngộ 7 trọng thiên tử kim công công cùng 3 cái 4 trọng thiên, 3 cái ngũ trọng thiên tử kim con tê tê đại yêu, đương nhiên hiện tại đều đạt tới thông ngộ 4 trọng cùng 5 trọng đỉnh chi cảnh. Tại đây chính là thông ngộ ngũ trọng thiên đỉnh Tạ Gia Tam huynh đệ, tam đầu hoàng kim sư tử, còn có tiến hóa nhất trọng thiên đạt tới thông ngộ 4 trọng thiên huyết ưng. Mà anh Vũ cùng Miêu ưng cùng với năm đầu tam trọng thiên con tê tê lại là tại đây thứ đại chiến chung ngã xuống. Lúc sau chính là thông ngộ nhất trọng thiên tám phi ưng thân vệ, thử vương cùng than đen bị Dương Nghị Vân bồi đi tiếp khổng tước cùng hỉ thước chờ đại yêu phản hồi vân môn, nhưng thật ra tránh được một kiếp, nếu không Dương Nghị Vân cảm thấy lần này tám thông ngộ nhất trọng thiên phi ưng thân vệ tuyệt đối cũng là ngã xuống chi lộ. Đương nhiên cá trạch cùng Điêu Nhi, Tiểu Phượng Hoàng cũng tiến bộ có thể nói thần tốc, một đám sức chiến đấu đều đạt tới thông ngộ trung đẳng cấp bậc. Dù sao lần này hắn tìm kiếm hạ giới vân môn cũ bộ đại yêu tâm nguyện hoàn thành hơn phân nửa. Tiếp được chính là dư lại vân lôi thú cùng ngé con, đánh tiên thạch chờ mấy cái, tuy rằng trước mắt không tin tức, nhưng Dương Nghị Vân tin tưởng cũng nhanh, bởi vì Tiểu Phượng Hoàng đều xuất hiện, mặt khác mấy cái tự nhiên cũng không xa. Còn nữa chính là tiên giới vân môn danh khí đã ở tiên giới chuyển đi ra ngoài, cái này tỷ lệ rất lớn, tin tưởng ngé con mấy cái nếu là tự do nói, nhất định sẽ tìm kiếm mà đến. Ra thời điểm hắn chỉ mang theo Điêu Nhi, trở về thời điểm lại là bên người tất cả đều đại yêu. Nhất phong cách là Mai Tỷ cùng 9 điều chân long. Bay vọt dựng lên thời điểm, cửu long mở đường, cá trạch khổng lồ hình thể bay lên không, một loại đại yêu đi theo, muốn nhiều phong cách có bao nhiêu phong cách. Này vẫn là Mai Tỷ này ngũ trảo kim long không hóa ra bản thể, nếu là nàng hóa ra bản thể nói, sẽ càng thêm có ảnh hưởng lực. Vân tử quá chói mắt, làm đại gia hóa thành hình người đi, giọng một ít, phải biết nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên. Mai Tỷ giúp vào Dương Mẫu Nhân bên người nói. Hắc hắc, ta chính là nhìn xem đội hình, nghe ngươi, chúng ta muốn điệu thấp. Dương Nghị Vân cười cười, hạ lệnh làm sở hữu đại yêu hóa thành hình người, cũng cho ngươi đi thu nhỏ lại đến mấy chục mét hình thể, lúc sau làm sở hữu đại yêu đứng ở cá trạch trên lưng, ngay sau đó cá trạch bốn đôi cánh chim chợt lóe, đó là 3 vạn dặm xa. Đúng vậy, cá trạch trưởng thành, tốc độ từ nguyên lai dương cánh 9.000 dặm, tới rồi hiện tại dương cánh 3 vạn dặm, có thể nói là thần tốc tiến bộ. Thứ này lần này chính là cắn nuốt một đầu thông ngộ 6 trọng thiên đỉnh Bạch Tuộc Vương, còn có mặt khác yêu tộc vô số kể, có đại tiến bộ cũng là bình thường. 3 ngày lúc sau, hô, Dương Nghị Vân hộc ra một ngụm chọc khí, rốt cuộc tới rồi, cá trạch đi xuống đi. Từ đất hoang trì bờ biển Duyên Tiên Sơn tiến vào sao trời chi hải, cá trạch cuồng phi 3 ngày, rốt cuộc tới rồi hỗn loạn tiên vực trên không, cái này khoảng cách phi thường xa xôi, mấy ngàn vạn đều không ngừng. Nhưng cá trạch trực tiếp bay vọt mà đến. Đương nhiên mỗi một lần chớp động cánh chim đều là nhảy lên không gian. Mây mù bên trong tiếng sấm lấp lánh. Này đó là hỗn loạn tiên vực vân môn một cảnh. Nhưng mà đương Dương Nghị Vân bọn họ đi xuống lúc sau, lại là nhìn không tới hiện tại một cảnh. Cái này làm cho Dương Nghị Vân trong lòng lộp bộp một chút. Mây mù chi lôi này một cảnh, ở là còn ở, nhưng lại không có trước kia như vậy ngưng tụ. Nhìn qua thực tan rã. Sao lại thế này? Dương Nghị Vân không kịp nhiều lời, vèo một chút trực tiếp từ cá trạch trên lưng nhảy lên mà xuống đi xem xét. Hắn trong lòng kinh hãi. Lại là phát hiện toàn bộ đại trận bị một lần nữa tu chỉnh quá. Hoặc là nói hoàn toàn là một lần nữa bố trí một lần. Thiên nhiên vân lôi sương mù loãng không ít, thực rõ ràng là gặp quá thật lớn công kích. Thiên nhiên vân môn bị công kích quá. Người nào dám tấn công vân môn? Phải biết rằng vân môn có lão cây liễu cùng tạp mao điểu tỏa chấn, này hai cái nhưng thực lực ở hắn năm đó rời đi thời điểm, có thể đạt tới thông ngộ 5 trọng nông nỗi, tạp mao điểu hóa thành thái dương, bùng nổ mà ra thái dương chi hỏa đốt cháy hết thảy. Lão cây liễu thực lực tuy rằng lúc ấy Dương Nghị Vân cũng không rõ ràng có cái gì cấp bậc, chính là lại là so với tạp mao điểu kém cũng không kém bao nhiêu, nữ võ thần cùng công chúa sư nương năm đó trước khi đi thời điểm. Chính là nói qua tạp mao điểu tu vi thực lực có thể đạt tới đến thông ngộ ngũ trọng thiên, nếu là sinh tử vật lộn 6 trọng thiên đều là có khả năng. Bực này thực lực ở tiên giới tuyệt đối là không lầm, tiên giới những cái đó thế lực lớn, cũng không có mấy cái 5-6 trọng thiên cường giả xuất hiện.
đa số đều là nhị tam trọng thiên, tối cao xuất hiện ngũ trọng thiên cường giả mà thôi. Như vậy muốn tấn công Vân Môn, ít nhất muốn thông ngộ 6 trọng thiên trở lên cấp bậc mới được, nhưng tiên giới có sao? Dựa theo năm đó sư nương nói, tiên giới trên cơ bản không có vượt qua ngũ trọng thiên cường giả tồn tại. Nhưng Vân Môn hiển nhiên bị tấn công. Này liền thuyết minh tuyệt đối tồn tại. Ngẫm lại sư nương lời nói cũng không nhất định toàn đối, chỉ là tương đối, rốt cuộc tiên giới quá lớn. Ai lại biết đâu. Nhưng là tấn công Vân Môn, này đã có thể bất đồng, Vân Môn có tạp mao điểu cùng lão cây liễu tỏa chấn, đều bị tấn công, vậy xuất hiện đại biến số. Hắn đi ra ngoài ngàn nhiều năm thời gian, ở hắn hiện giờ cái này trình tự tới nói, cũng không lâu lắm, trong nháy mắt mà thôi. Không nghĩ tới liền có chuyện. Dương Nghị Vân đệ nhất là thời gian nghĩ tới, tam đại thiên tôn thế lực, sao băng điện cùng tiêu giao cung, bởi vì năm đó Vân Môn thành lập liền kết hạ sinh tử thù hận. Này mấy nhà thực lực, quả thực nhưng đều là. Dương Nghị Vân tâm loạn như ma. Hướng về đại trận đi đến. Ngay sau đó, hắn cả người lần thứ hai chấn động. Như hắn sở liệu, đại trận vào không được, này hiển nhiên là đại trận bị công kích lúc sau, một lần nữa bố trí đại trận, nguyên lai trận pháp đã triệt rớt biến mất, hắn cùng mắt trận chi gian cảm ứng cũng không tồn tại. Sắc mặt của hắn trắng bệch lên. Trận pháp một lần nữa bố trí, này thuyết minh địch nhân công phá đại trận, vọt đi vào. Cha mẹ hắn nữ nhân hài tử thân nhân bằng hữu dưới tòa đệ tử, sư huynh sư tỷ tất cả đều ở Vân Môn chung, Dương Nghị Vân không dám đi xuống tưởng. Nếu địch nhân vọt vào Vân Môn lúc sau hậu quả. Hắn thân cận nhất người, nhưng tu vi phần lớn đều thấp, rất nhiều Vân Môn đệ tử, toàn cục tiên vương tiên đế cấp bậc đều không phải, nếu là gặp phải chẳng sợ một cái thông ngộ nhất trọng thiên cao thủ ra tay, cũng là vừa chết một tảng lớn kết quả. Thông ngộ cấp bậc ra tay kiểu gì cường đại, hắn nhất rõ ràng. Cái này Dương Nghị Vân cả người đều đang run rẩy. Bị ngăn cản ở hộ sơn đại trận ở ngoài, Dương Nghị Vân thế nhưng có chút không dám bước vào. Hắn rất sợ, đi vào lúc sau, nghe được chính mình vô pháp ngẫm lại đáng sợ kết quả. Trước kia Vân Môn đại trận chính là có thể ngăn cản trụ thông ngộ 6 trọng thiên thậm chí 7 trọng thiên cường giả công kích, đây là giam cầm sư nương năm đó thêm vào quá đại trận, ngăn cản thông ngộ 7 trọng thiên cường giả, đây là sư nương chính miệng nói. Hiện tại đâu? Đại trận thực rõ ràng là một lần nữa bị cải biến quá. Này hết thảy thuyết minh vấn đề nghiêm trọng. Vân Môn gặp đại biến a. Vân tử làm sao vậy? Mai tỷ bay vọt xuống dưới, cảm nhận được Dương Nghị Vân phát run sợ hãi cảm xúc, trước người cầm hắn tay nói chuyện. Ngay sau đó tiểu phượng hoàng từ từ một đám xuống dưới, hóa thành lúc sau đứng ở Dương Nghị Vân bên người. Điêu Nhi chi chi một kêu cũng phát hiện Vân Môn hộ sơn đại trận xuất hiện biến hóa, trải qua Điêu Nhi như vậy vừa nói, đại gia sắc mặt cũng đều thay đổi. Mà giờ phút này từng đạo tiếng xé gió xuất hiện. Vân lôi quay cuồng. Dương Nghị Vân bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại, cả người hơi thở đại tác phẩm. Hắn cảm thụ cường đại vô cùng hơi thở từ vân lôi chỗ sâu trong mà đến, ít nhất 3 đạo 6 trọng thiên, trong đó một đạo thậm chí hắn cảm giác so từ kim công công cái này 7 trọng thiên đại yêu còn cường đại. Dư giả thông ngộ ngũ trọng thiên một người, thông ngộ tam trọng thiên hai người, còn thừa hơn 10 người đều là thông ngộ nhất trọng thiên. Mang theo sát ý, Dương Nghị Vân phía sau đại yêu cũng nháy mắt hơi thở đại tác phẩm dựng lên. Vân tử. Đúng lúc này một tiếng quen thuộc thanh âm vang lên. Đều dừng tay. Đình. Ngay sau đó Dương Nghị Vân cùng phía trước thanh âm cơ hồ đồng thời kêu đình. Mây mù người trong ảnh xuất hiện. Dương Nghị Vân nghe được chính là đại sư huynh Vân Trường Sinh thanh âm. Quả nhiên là đại sư huynh bọn họ. Ngay sau đó Dương Nghị Vân thấy được, nhị sư huynh Sao Trời Tử, tiểu sư tỷ Tím Hà, cùng lúc trước những cái đó luyện tạo tiên minh trưởng lão, hiện giờ lại là phát hiện. Đại sư huynh Vân Trường Sinh cùng tiểu sư muội đều đã thông ngộ tam trọng thiên tu vi, mà nhị sư huynh càng như là một thanh ra khỏi vỏ lợi kiếm, đỉnh thiên lập địa, cư nhiên thành tựu thông ngộ ngũ trọng thiên. Chỉ có mặt khác luyện tạo tiên minh những cái đó trưởng lão, đương nhiên hiện tại đều là Vân Môn trưởng lão đoàn thành viên, mười mấy cái tất cả đều bước vào thông ngộ nhất trọng thiên. Năm đó hắn rời đi thời điểm, cùng đại sư huynh định ra tu luyện phương châm. Lấy Vân Môn tài nguyên hơn nữa lão nhân lưu lại ở Đại Thanh Quy trên người thông ngộ hiểu được, ngàn năm trong vòng tất nhiên làm 70 danh tiên tôn đỉnh trưởng lão đoàn thành viên thành tựu thông ngộ. Hiện giờ xem ra đích xác thành công, nhưng chính là ít người rất nhiều chỉ có mười mấy cá nhân. Ở lúc sau Dương Nghị Vân thấy được một cái một thân hắc y bóng hình xinh đẹp, đúng là hắn đi tìm quá, nhưng lại không đi cả ngày đình hoa sen đen,
ở hoa sen đen bên người tả hữu đứng ở hai cái không biết cái gì bản thể đại yêu, tu vi hơi thở thông ngộ sáu trọng thiên, phía trước cảm thụ chính là hoa sen đen ba người. Sư huynh, Dương Nghị Vân một bước tiến lên thanh âm phát run hô một tiếng. Trong ánh mắt tràn đầy lo lắng. Vân Trường Sinh nhìn đến Dương Nghị Vân, cũng là đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn Dương Nghị Vân hai mắt, liền biết sư đệ lo lắng cái gì, không có làm nhiều giải thích, vội vàng nói, bọn nhỏ cùng đệ muội nhóm còn có cha mẹ ngươi phần lớn đều không có việc gì. Những lời này làm Dương Nghị Vân nghe xong trong lòng một viên cục đá rơi xuống đất, nhưng cũng lần thứ hai âm trầm lên, hắn tự nhiên nghe được ra tới đại sư huynh lời nói, hắn nói phần lớn không có việc gì, ý tứ là quả nhiên Vân Môn đã xảy ra chuyện. Dương Nghị Vân hít sâu một hơi nói, chính là kia mấy thế lực lớn việc làm. Ân, người có thể bình an trở về liền hảo, dư lại sự đi vào nói, đúng rồi, lần này chúng ta Vân Môn thiếu chút nữa liền vạn kiếp bất phục, ít nhiều hoa sen đen kịp thời xuất hiện, qua đi chào hỏi một cái đi, ta đi dàn xếp những người khác. Vân Trường Sinh sườn khai, phía sau không xa là hoa sen đen lẳng lặng mà đứng. Tới, Ân, Dương Nghị Vân cùng hoa sen đen đối thoại gặp mặt rất đơn giản. Tuy rằng thật lâu không gặp mặt, lẫn nhau chào hỏi cũng như là hai cái lão bằng hữu chi gian hỏi, người ăn cơm xong sao, một cái nói ân ăn qua loại này lời nói. Nhưng lại là nhất giàu có tình cảm lời nói. Một chút đều không có xa lạ cảm, thậm chí ngược lại càng thêm thân thiết. Hắn cùng hoa sen đen chi gian quan hệ, kỳ thật là một loại cũng vừa là thầy vừa là bạn quan hệ. Cũng là có thể phó thác sinh tử quan hệ, đối với hoa sen đen có thể ở Vân Môn nguy nan hết sức xuất hiện. Dương Nghị Vân cũng không ngoài ý muốn. Dựa theo đại sư huynh cách nói, lần này thật đúng là mệt hoa sen đen xuất hiện, nếu không Vân Môn hủy diệt đều là có khả năng. Hơi thở thượng hoa sen đen so với Tử Kim công cộng còn phải cường đại một ít, hẳn là thông ngộ bảy trọng thiên đỉnh cấp bậc. Hoa sen đen tu luyện cũng là thuộc về cái loại này không có biện pháp phân ra rõ ràng cấp bậc tồn tại, cùng tiểu phượng hoàng, cá trạch từ từ giống nhau, đương nhiên hiện tại hắn cũng trở thành biết này loại tu luyện giả. Dù sao cũng phải tới nói, chính là rất cường đại. Đối với loại này tu luyện sinh linh, Dương Nghị Vân xưng là, siêu thoát tu luyện sinh linh. Bởi vì hoàn toàn không thể theo lẽ thường mà nói. Tiềm lực thật lớn, thiên phú dị bẩm, tám chữ có thể khái quát. Lần này tới, có thể lưu lại sao? Ta yêu cầu ngươi, Dương Nghị Vân nhìn hoa sen đen kia sâu thẳm tựa biển sao trời mênh mông hai mắt hỏi. Ân, hoa sen đen như cũ không có dư thừa nói. Chỉ là nhẹ nhàng gật đầu ừ một tiếng. Này xem như đáp ứng rồi, Dương Nghị Vân trong lòng cảm động, tiến lên một bước nhẹ nhàng ôm nàng. Hoa sen đen như cũ là năm đó bộ dáng, nói chuyện thanh âm cùng biểu tình vĩnh viễn là như vậy không hề cảm tình sắc thái, nhưng Dương Nghị Vân vẫn là dùng một cái ôm đi biểu đạt hắn lòng biết ơn. Rất nhỏ run lên, hoa sen đen thoáng nhíu mày, nhưng là chưa nói cái gì, tùy ý Dương Nghị Vân ôm nàng. Bất quá Dương mẫu nhân cũng không mặt khác ý tứ. Chính là một cái đơn giản ôm, ngay sau đó tách ra. Hắn không đang nói cái gì, cũng không hỏi cái gì, chỉ cần hoa sen đen lưu lại như vậy đủ rồi. Đương nhiên liền tính là hoa sen đen không xuất hiện, hắn cũng tính toán tốt đi thiên đình tìm nàng. Rồi sau đó hoa sen đen nhìn tả hữu bên cạnh người hai cái đại yêu nói, các nàng là tiểu hồng hoang thiên đình hai đại thiên đế, quá cùng tang. Hoa sen đen như cũ không nhiều giới thiệu, chỉ là nói tên, nam kêu quá, nữ kêu tang. Đều là một chữ. Gặp qua Dương môn chủ. Đứng ở hoa sen đen tả hữu hai đại người, hoặc là nói là yêu, một nam một nữ, đều là thanh niên diện mạo, đối với Dương Nghị Vân ôm quyền hành lễ. Dương Nghị Vân nhìn không ra bọn họ bản thể tới, nhưng lại là cảm nhận được này hai người chính là thông ngộ sáu trọng thiên đỉnh thực lực, toàn thân tản ra hồng hoang hơi thở. Không hề nghi ngờ là cổ xưa chủng tộc hậu duệ. Hoa sen đen ngắn ngủn một câu. Kỳ thật đã để lộ ra một cái quan trọng tin tức, này hai cái là tiểu hồng hoang thiên đình thiên đế, nói cách khác là tiểu hồng hoang có quyền lên tiếng đại yêu. Nhưng, hiện tại nhìn qua lại là đi theo ở hoa sen đen tả hữu, tuy rằng hoa sen đen chưa nói ra tới, nhưng Dương Nghị Vân lại là nhìn ra được tới, này hai cái đại yêu trong ánh mắt tràn ngập đối hoa sen đen kính sợ cùng lửa nóng sùng bái. Thực hiển nhiên hoa sen đen trở thành tiểu hồng hoang thiên đình chủ nhân. Đa tạ nhị vị Dương Nghị Vân đồng dạng ôm quyền đáp lễ, hắn cảm tạ chính là ở Vân Môn nguy nan hết sức, này hai cái đại yêu cùng đi theo hoa sen đen tới Vân Môn tương trợ, đương nhiên tuy rằng là hoa sen đen mặt mũi, đối ở Dương Nghị Vân xem ra như cũ là đối Vân Môn có ân, ân tình này Dương Nghị Vân phải nhớ hạ.
Dương môn chủ không cần đa lễ, chúng ta đi theo ta chủ tiến đến. Quá còn lại là mở miệng nói chuyện nhìn giống nhau hoa sen đen, hắn trong miệng ta chủ, tự nhiên chính là hoa sen đen. Mà nữ tử tăng còn lại là từ từ nói, xin hỏi Dương môn chủ, hỗn loạn tiên vực vân môn cùng ta chủ chi gian, ai là chủ ai vi thần? Hỗn loạn tiên vực xưa nay chỉ có ta thiên đình vì chính thống, hiện giờ thiên đình trên dưới lấy ta chủ cầm đầu, hôm nay không biết Dương môn chủ nhưng có cái gì? Lúc này hoa sen đen mày nhăn lại, quát khẽ tang, lui ra. Thanh âm thực nhẹ lại là vô cùng uy nghiêm. Người sau cả người run lên, vội vàng quỳ xuống. Dương Nghị Vân mày nhăn lại, hắn há có thể không rõ cái này kêu tang nữ yêu ý tứ. Đối với hỗn loạn tiên vực ngọn nguồn đã lâu nghe đồn, nói hỗn loạn tiên vực có chân chính đại yêu khống chế, chuyện này năm đó Phương Đông lão gia tử liền nói quá, chỉ là đến tột cùng như thế nào ai cũng không biết. Dương Nghị Vân năm đó cũng không để ý quá, hiện tại tang sách ra tới, lại cũng ở hắn đoán trước bên trong, thực hiển nhiên tiểu hồng hoang thiên đình là hỗn loạn tiên vực cái này thật lớn tiên sơn thế giới chúa tể, hoặc là nói trước kia là, lại có lẽ chính bọn họ vẫn luôn đều đem thiên đình trở thành là hỗn loạn tiên vực chúa tể. Mà hiện tại hắn ở hỗn loạn tiên vực thành lập vân môn thành khí hậu, đối với hỗn loạn tiên vực khống chế, đối tiểu hồng hoang thiên đình tới nói, liền có người khiêu chiến. Mà trước mắt hoa sen đen trở thành thiên đình thống lĩnh người, làm cấp dưới tang nói ra này một phen lời nói tới, cũng là bình thường. Bất quá Dương Nghị Vân mới vừa hồi vân môn tao ngộ một hồi hạo kiếp, hắn tâm tình thực không xong, lúc này tang đưa ra vấn đề này, khiến cho Dương Nghị Vân mày co chặt lên. Bất quá cũng may, hoa sen đen lại là quát lớn tang. Ngay sau đó hoa sen đen nghiêm túc nhìn tang cùng quá nói, ta trước nay không nghĩ tới phải làm các ngươi thiên đình chủ nhân. Ta có ta nói phải đi, sau này cũng sẽ lưu tại vân môn, người giống như là không muốn, nhưng rời đi. Lời này một chỗ, tang cả người run lên, vội vàng cúi đầu đem đầu chạm đất, đại kinh thất sắc nói, tang đáng chết, cầu thiên hậu tha thứ, ngài là ta hồng hoang tương lai, càng là ta hồng hoang nhất tộc có không quật khởi hy vọng, ta chờ phát qua thiên đạo lời thề đi theo, tuyệt không hài lòng, tiểu hồng hoang thiên đình nhất tộc đều là hồng hoang yêu tộc lúc sau, ngài là chủ. Nếu thiên hậu cố ý, như vậy toàn bộ tiểu hồng hoang thiên đình nhất tộc, vậy nhập vào vân môn, lấy Dương môn chủ cầm đầu, thuộc hạ tuyệt không hai lời, thỉnh thiên hậu tha thứ, thuộc hạ mạo muội. Tang cũng là vì tiểu hồng hoang thiên đình nhất tộc suy nghĩ, vô tâm cử chỉ, cầu thiên hậu không cần đuổi chúng ta đi. Lúc này quá cũng kinh hoàng nói chuyện. Ai ta vô tình làm các ngươi chủ, đi tiểu hồng hoang thiên đình cũng là hồi cố thổ nhìn xem, năm đó yêu đình đã sớm trở thành lịch sử, hiện giờ ta chỉ cầu đại đạo, ngươi chờ. Ngươi chờ tự hành cân nhắc đi. Hiếm thấy hoa sen đen ở đối tang cùng quá nói chuyện thời điểm, có một ít thương cảm. Dương Nghị Vân lại là nghe được ra tới, hoa sen đen lời nói chung có trọng đại tin tức, nhưng xét đến cùng đều thành lịch sử. Nhìn ra được tới, hoa sen đen đối tang cùng quá vẫn là có chiếu cố chi tình, đều là tiểu hồng hoang hậu duệ mẹ. Bản thân hoa sen đen liền được xưng là hồng hoang đệ nhất liên niết bàn, hiện giờ thoạt nhìn cùng tiểu hồng hoang thiên đình sâu xa thâm hậu. Cũng khó trách tăng cùng quá sẽ đi theo hoa sen đen, ở hoa sen đen một phen lời nói ra tới sau, hai người phi thường kinh hoàng, sợ hoa sen đen đuổi đi bọn họ. Thiên hậu chúng ta cái gì đều nghe ngài, chúng ta nguyện ý mang theo tiểu hồng hoang thiên đình nhất tộc gia nhập vân môn, cầu thiên hậu khai ân, không cần vứt bỏ chúng ta. Tăng cùng quá quỳ xuống đất khẩn cầu. Giờ phút này hoa sen đen lại là thở dài, muốn nói cái gì, nhưng chung quy thở dài một tiếng, ngay sau đó nhìn về phía Dương Nghị Vân nói. Vân tử có không làm tiểu hồng hoang thiên đình gia nhập vân môn. Sau này thời đại tất nhiên thực loạn, không có che chở, tiểu hồng hoang thiên đình nhất tộc, tất nhiên sẽ tan thành mây khói, bọn họ xem như cùng ta sâu xa, ta không có khả năng che chở bọn họ bao lâu. Đương nhiên thực lực của bọn họ đều là không tồi, người yên tâm bọn họ cũng tuyệt đối sẽ trung thành vân môn, sẽ không mang đến cái gì phiền toái. Hoa sen đen nói chuyện nhìn về phía Dương Nghị Vân. Dương Nghị Vân đối với hoa sen đen yêu cầu tự nhiên sẽ không cự tuyệt, nhìn như tiểu hồng hoang thiên đình nhất tộc gia nhập vân môn là chiếm tiện nghi, nhưng Dương Nghị Vân biết lại là một phần trách nhiệm, nhưng hoa sen đen mở miệng, hắn không thể cự tuyệt. Chỉ cần bọn họ nguyện ý, vân môn nguyện ý tiếp nhận bọn họ, gánh vác khởi này phân trách nhiệm. Dương Nghị Vân đối hoa sen đen nói một tiếng, rồi sau đó nhìn về phía tang cùng quá. Như vậy đa tạ, người chờ còn không bái tạ. Hoa sen đen đối trên mặt đất tang cùng quá nói. Tiểu hồng hoang thiên đình tang bái kiến môn chủ. Tiểu hồng hoang thiên đình quá bái kiến môn chủ. Ta tiểu hồng hoang thiên đình một mạch, sau này chắc chắn thủ vệ vân môn,
trở thành Vân Môn một phần tử, thiên đạo chứng kiến. Lại là tang cùng quá, cuối cùng cộng đồng lễ bái Dương Nghị Vân, cũng phát hạ lời thề. Bọn họ đều là cổ xưa đại yêu, tự nhiên đối Hoa Sen Đen một phen trong lời nói thầm ý nghe minh bạch, tương lai thời đại sẽ không thái bình, ở thời đại trước mặt, một cái đàn tộc thực dễ dàng hôi phi yên diệt, nếu là thiên hậu an bài, bọn họ tuyệt đối tuân thủ. Đứng lên đi, hỗn loạn tiên vực chỉ biết có một cái cường đại Vân Môn đó là chúa tể, hơn nữa không chỉ có sẽ là hỗn loạn tiên vực một chỗ chúa tể, càng sẽ là tiên giới chúa tể, ngươi chờ cũng không cần lo lắng Vân Môn sẽ cho các ngươi mang đến thương tổn, ta hứa hẹn Vân Môn tồn tại một ngày, liền có ngươi chờ tiểu hồng hoang thiên đình nhất tộc một vị trí nhỏ. Dương Nghị Vân mở miệng nói, đa tạ môn chủ, đa tạ thiên hậu, hai người bái tạ, việc này xem như hiểu biết. Từ giờ trở đi, hỗn loạn tiên vực chính là Vân Môn vi tôn. Tang cùng quá lúc sau liền đi rồi, hồi tiểu hồng hoang thiên đình đi di chuyển tộc nhân, nếu thiên hậu Hoa Sen Đen muốn lưu tại Vân Môn, bọn họ cũng chính là Vân Môn một phần tử. Trở lại Vân Môn đại điện sau, đại sư huynh Vân Trường Sinh cho hắn cái này không đáng tin cậy môn chủ hồi báo lần này tình huống. Quả nhiên như hắn sở liệu, lần này công kích Vân Môn chính là tam đại thiên tôn thế lực, Sao Băng Điện cùng Tiêu Giao Cung, bất quá lại là lấy Sao Băng Điện cầm đầu. Dựa theo đại sư huynh nói, Sao Băng Điện có một cái lão bất tử, biến mất vài vạn năm lão bất tử, từ tiên giới một cái kêu cổ tiên di tích đại bí cảnh đã trở lại. Liền ở 300 năm trước, Sao Băng Điện cái kia lão bất tử sau khi trở về, xung phong, tam đại thế lực cùng Tiêu Giao Cung nhân phụ trợ, tấn công Vân Môn. Sao Băng Điện lão bất tử là thông ngộ bát trọng thiên tu vi, hơn nữa tam đại thiên tôn thế lực cùng Tiêu Giao Cung người, tổng cộng tới 30 vị thông ngộ, trong đó 7 trọng 2 người. 6 trọng 3 người, ngũ trọng thiên 5 người, dư giả thông ngộ 1 2 3 4 trọng thiên đều có. Như thế lực lượng cường đại, hoàn toàn là hướng về phía diệt Vân Môn mà đến. Một hồi chém giết xuống dưới, Tạp Mao Điểu bị thương nặng, Lão Cây Liễu bị thương nặng, Vân Môn đệ tử tử thương 8 vạn có thừa, hơn nữa. Hạ giới Dương Nghị Vân mấy cái bằng hữu ngã xuống. Hồ Tiên Nhi, Chiêm Khánh Nhân, Tiểu Hòa Thượng Phàm, còn có rất nhiều hạ giới Vân Môn đệ tử ngã xuống. Đến nỗi người nhà, bị đại sư huynh trước tiên mang đi Lão Cây Liễu nơi nào, ở Lão Cây Liễu cùng Tạp Mao Điểu liều mạng hạ xem như tránh được một kiếp. Đương nhiên cuối cùng thời điểm nếu không phải Hoa Sen Đen mang theo tiểu hồng hoang thiên đình đại yêu xuất hiện, Vân Môn đã sớm ở 300 năm trước hủy diệt. Hoa Sen Đen tuy rằng so với Sao Băng Điện cái kia lão bất tử yếu đi một bậc, nhưng chung quy Hoa Sen Đen là hồng hoang niết bàn tồn tại cuối cùng lấy cấm kỵ phương pháp đánh lui Sao Băng Điện cái kia thông ngộ bát trọng thiên lão bất tử. Cứu lại Vân Môn. Nhưng Vân Môn tân tiến giai thông ngộ 70 cái trưởng lão đoàn thành viên bị giết 7-8 thành, cuối cùng sống sót chỉ có 10 hơn người. Một trận chiến thảm thiết. Rất nhiều người đều bị thương nặng. Đi qua suốt 300 năm mới xem như khôi phục một ít nguyên khí, đến nay rất nhiều người còn ở chữa thương chung. Như Phương Đông Hạo Thiên, Tuyết Miêu Từ Từ, thương đều thực trọng. Dương Nghị Vân nghe xong, ngực phập phồng. Sắc mặt âm trầm như nước. Nửa ngày lúc sau Dương Nghị Vân mới mở miệng nói, đại sư huynh hạ lệnh, Vân Môn phong sơn ngàn năm về sau, tuyên bố đối tam đại thiên tôn thế lực, Sao Băng Điện, Tiêu Giao Cung tuyên chiến. Vân Môn phong sơn, Dương Nghị Vân tự mình hạ lệnh ngàn năm phong sơn, ngàn năm lúc sau muốn hủy diệt tiên giới đứng đầu mấy thế lực lớn. Báo thù sao? Đối Dương Nghị Vân tới nói này đã không phải báo thù vấn đề, mà là trách nhiệm. Với Vân Môn là một hồi kiếp nạn. Với hắn mà nói càng là đả kích to lớn. 7-8 vạn đệ tử ngã xuống. Đây là hắn cái này môn chủ trách nhiệm. Càng quan trọng là hắn ba cái bằng hữu ngã xuống. Chiêm Khánh Nhân, Hồ Tiên Nhi, Tiểu Hòa Thượng Phàm, ba người nhưng đều là hắn năm đó ở địa cầu thời điểm đồng bạn A. Bọn họ năm đó tiến vào Sơn Hải giới, lại đến tu giả giới, hiện giờ kết quả là phi thăng tiên giới ngược lại ngã xuống, là ngã xuống ở Vân Môn. Dương Nghị Vân trong lòng đều ở lấy máu. Về Tiểu Hòa Thượng Phàm dựa theo đại sư huynh cách nói, vẫn là hắn đi dị vực giới lúc sau cùng Mai Thi Dĩnh đám người cùng nhau phi thăng tiên giới, là Vân Môn đệ tử nhận được hỗn loạn tiên vực Vân Môn. Đại bộ phận hạ giới Vân Môn đệ tử đều trở về. Phàm cùng Mai Thi Dĩnh xem như người cuối cùng một đám đi, tới Vân Môn không bao lâu liền. Chiêm Khánh Nhân Hồ Tiên Nhi, càng là hắn thân nhân. Phẫn nộ sao? Đã thể hiện không ra. Dương Nghị Vân hỏi đại sư huynh, ba người an giấc ngàn thu nơi liền ở Vân Môn nào đó trong sơn cốc, hắn một người tiến vào sơn cốc đi vào ba người mộ trước,
ngồi trên mặt đất, không nói gì, lẳng lặng liền như vậy ngồi. Một năm, hai năm, ba năm. Một câu cũng chưa nói chuyện. Một chúng nữ nhân đều đã tới, cùng Dương Nghị Vân nói chuyện qua, bao gồm Mai Thi Dĩnh cùng tỷ tỷ Mai tỷ đều đã tới, có thể tới đều tới khuyên quá, nhưng Dương Nghị Vân đều đuổi rồi các nàng. Hắn chính là tưởng ở chỗ này ngồi ngồi bồi bồi ba vị lão hữu. Thẳng đến đệ tứ năm, Hoa Sen Đen tiến đến. Hoa Sen Đen tế điện hiểu rõ phàm ba người, lúc này mới đứng ở Dương Nghị Vân bên người nhìn nói, ta biết ngươi khó chịu, nhưng khổ sở vô dụng, ta tưởng bọn họ ba người cũng không hy vọng ngươi như vậy. Dương Nghị Vân như cũ không nói chuyện. Nhưng là ngay sau đó Hoa Sen Đen lại là nói, ta truyền thừa trong trí nhớ có một cái nghe đồn, cũng không biết là thật là giả, nghĩ đến đối với ngươi là hữu dụng. Nàng dừng một chút tiếp tục nói, trong tam giới có lục đạo luân hồi khởi nguyên với U Minh, tam giới vạn vật sinh linh chi linh sau khi chết toàn hồi U Minh, tiến vào vận mệnh sông dài, một lần nữa nhập lục đạo mà ra đời tam giới, có lẽ bọn họ không chết, mà là về U Minh. Lời nói ở đây, Dương Nghị Vân không hề dao động ánh mắt bỗng nhiên lộng lẫy sáng lên, có 10 ánh sáng màu mang lóng lánh, lại là thực nhanh có biến mất không thấy, nhưng hắn cuối cùng là mở miệng nói chuyện. Dương Nghị Vân khàn khàn thanh âm nói, ta biết ngươi đang an ủi ta, nếu là không có kết đan phía trước người sau khi chết, sẽ quy về U Minh giới, giống như là lão nhân nói qua là lanh canh giống nhau, ta tin tưởng nàng sẽ ở U Minh giới, chung có một ngày ta sẽ ở U Minh giới tìm được nàng. Nhưng bọn hắn ba cái bất đồng. Bọn họ đã thành tiên, tiên nhân ngã xuống chính là hồn phi phách tán, nhập luân hồi cơ hội đều không có, sao có thể sẽ đi U Minh giới, hơn nữa đến nay mới thôi ta cũng không biết U Minh giới ở đâu. Lục đạo luân hồi ở đâu? Hoa Sen Đen như cũ là không hề cảm tình sắc thái lời nói, ngươi không nghe minh bạch ta nói chính là vận mệnh sông dài, đó là hết thảy vạn vật khởi nguyên, hơn nữa ta cũng không cần thiết an ủi ngươi, chỉ là cho ngươi giảng thuật một chút ta truyền thừa trong trí nhớ biết nói sự. Có một chút ta muốn nói cho chuyện của ngươi, ta truyền thừa ký ức không có sai, cứ việc ta cũng không biết việc này thật giả, nhưng chung quy là cái hy vọng không phải sao. Dương Nghị Vân trầm tư đi xuống. Mà Hoa Sen Đen tiếp tục nói, ngươi sở hiểu biết kết đan dưới người sau khi chết tiến vào U Minh sẽ tồn tại, hình thành một loại khác sinh mệnh thể, đó là chỉ phàm nhân, liễu lanh canh chính là loại này, điểm này ta cũng rõ ràng. Mà tiên nhân ngã xuống hồn phi phách tán nhập luân hồi cơ hội đều không có. Này tiên giới tu đạo người sở đều biết, cũng đúng vậy sự thật, nhưng có một chút ngươi không biết, thậm chí rất nhiều tiên giới sinh linh không biết chính là, vận mệnh chi nguyên. Tam giới chung tồn tại vận mệnh chi suối nguồn, truyền thuyết đó là vạn vật sinh linh ra đời chi căn nguyên, cũng có thể xưng là linh hồn đi, ta chỉ không phải nghĩa rộng thượng linh hồn, mà là căn nguyên chi linh hồn, đều dựng dục chi vận mệnh sông dài chung, tuy rằng là truyền thừa ký ức truyền thuyết, nhưng ta cho rằng đó là tồn tại. Bởi vì căn nguyên linh hồn ai cũng không biết là cái dạng gì, cũng không biết là cái gì, tiên nhân sau khi chết hồn phách phách tán, chỉ là một loại khác hình thái tiêu tán thiên địa, nhưng thiên địa là cái gì? Thiên địa chính là vận mệnh sông dài, nói cách khác tiên nhân sau khi chết hồn phi phách tán trở về chính là vận mệnh sông dài, trở về sinh mệnh lúc ban đầu trạng thái mà thôi, đến lúc đó vận mệnh sông dài sẽ một lần nữa làm cho bọn họ tân sinh, như thế chẳng lẽ không phải tồn tại sao? Dương Nghị Vân nghe xong cả người đại chấn. Đôi mắt ở phàm ba người mộ bia trước xem qua, rồi sau đó nhìn về phía Hoa Sen Đen nói, thật là ngươi truyền thừa ký ức nội dung, mà không phải ngươi vì an ủi ta bịa đặt ra tới vận mệnh sông dài nói đến. Hoa Sen Đen nhàn nhạt nói, ngươi cảm thấy ta sẽ đi bịa đặt một cái chuyện xưa tới an ủi ngươi. Hoa Sen Đen hỏi lại. Dương Nghị Vân ngẫm lại này tuyệt đối không phải Hoa Sen Đen phong cách, nói cách khác nàng nói đều đến từ chính truyền thừa ký ức. Kia 89 phần 10 đó là thật sự. Đối Dương Nghị Vân tới nói, Hoa Sen Đen một phen lời nói chính là một cái tâm linh hy vọng, chẳng sợ xa vời, hắn cũng lựa chọn tin tưởng cái này xa vời hy vọng. Hoa Sen Đen tiếp tục nói, vận mệnh sông dài bí văn có lẽ có một ngày ngươi nếu là có thể thành tựu thần vị, là có thể hiểu biết đến, mà U Minh giới cùng luân hồi nhất định tồn, thế gian việc tam giới việc, siêu thoát ở ngoài, rất nhiều, người ta đều không thể hiểu hết, thậm chí chưa từng nghe qua, lại có lẽ nghe qua cũng cảm thấy nghe rợn cả người. Nhưng không đại biểu không tồn tại, không phát sinh, liền xem ngươi có thể hay không tiếp xúc đến đại đạo. Ta có thể nói cho ngươi liền nhiều như vậy, nếu ngươi muốn chinh chiến tiên giới, ta có thể bồi ngươi, còn có chính là ta tưởng nói cho ngươi, sao băng điện vị nào thông ngộ bát trọng thiên rất mạnh, ta cũng chỉ là có thể đem hắn bước lui, nhưng ngàn năm thời gian trong vòng sợ là chiến thắng không được hắn. Người kia là từ tiên giới cổ di tích,
Tiên ma bí cảnh đi ra, nghe nói là biến mất vài vạn năm người, nhưng lại đã trở lại, không chỉ có như thế, tam đại thiên tôn thế lực, Tiêu Giao Cung, Sao Băng Điện cùng mặt khác thế lực lớn đều có cường giả từ tiên ma bí cảnh đi ra. Mấy trăm năm trước tấn công Vân Môn những người đó, trừ bỏ Sao Băng Điện vị nào thông ngộ bát trọng thiên, tam đại thiên tôn thế lực cùng Tiêu Giao Cung cũng có chút người xuất hiện, những người đó tuy rằng không có bát trọng thiên tu vi, nhưng cũng đều không giống người thường, một đám trên người hơi thở đều là giới trăng tiên ma chi gian, viễn siêu cùng cảnh giới tiên nhân. Tiên ma bí cảnh đến tột cùng là địa phương nào? Dương Nghị Vân hỏi. Tiên ma bí cảnh chỉ là một cái tình hình chung tên, chân chính truy tìm lên, không ai có thể nói được thanh, nghe nói có tiên giới ra đời liền tồn tại, chính là một chỗ cổ xưa thượng cổ di tích, tiên ma thời đại đại chiến chủ chiến tràng liền ở nơi nào. Tiên ma bí cảnh cũng tiên giới lớn nhất hiểm địa chi nhất, tu luyện tài nguyên vô cùng phong phú, chẳng qua cận đại còn lại là bị tiên giới mấy nhà thế lực lớn khống chế tiến vào thông đạo, hoặc là nói bị tam đại thiên tôn thế lực khống chế, mỗi một lần mở ra đều sẽ đi vào rất nhiều người. Nhưng ra tới rất ít, có rất nhiều trực tiếp biến mất, có một ít tử vong, thiếu bộ phận mạo hiểm lúc sau mới có thể ra tới, nhưng ra tới lúc sau đó là tu vi thực lực tăng nhiều. Nghe người đại sư huynh nói, người đi trước dị vực giới lúc sau, tiên ma bí cảnh tựa hồ xuất hiện đại biến, tự chủ mở ra, rồi sau đó một ít biến mất như cũ cường giả từ bên trong đi ra. Sao Băng Điện cái kia đó là trong đó mạnh nhất một cái, trừ bỏ hắn, tự nhiên còn có những người khác, đều là tiên giới mấy cái thế lực lớn người. Nhiều nhất sợ là tam đại thiên tôn thế lực người. Như thế, người kia mấy nhà kẻ thù nhiều rất nhiều cao thủ, hiện tại còn không biết kế tiếp có hay không người trở ra, nhưng nghĩ đến là có, dù sao thủ hạ của người kia chỉ mưu tìm hiểu tình báo là, tiên ma bí cảnh nơi đã bị tam đại thiên tôn thế lực cấp phong tỏa, ai cũng không biết tình huống như thế nào. Người thật sự quyết định ngàn năm về sau đồng thời tuyên chiến bọn họ. Thứ ta nói thẳng, liền tính là tiểu hồng hoang thiên đình gia nhập tiến vào. Cũng mới không siêu 30 cái thông ngộ, tối cao thông ngộ mới là 6 trọng thiên tăng cùng quá, mà ngươi mang đến những cái đó đại yêu tuy rằng cũng không kém, nhưng ta như cũng tuyệt đối muốn đồng thời tuyên chiến tam đại thiên tôn thế lực cùng Sao Băng Điện, Tiêu Giao Cung, ngàn năm thời gian là không đủ. Nếu cho ngươi Vân Môn 5.000 năm thời gian phát triển, có lẽ có khả năng một trận chiến, nếu không ta không nghĩ ra ngươi như thế nào tuyên chiến, trước mắt tình huống xem nhàn nhạt một cái Sao Băng Điện liền đủ ứng đối, thông ngộ bát trọng thiên không thể khinh thường. Ta có thể kiềm chế nhưng không nắm chắc chém giết, nói đến cùng ta cũng yêu cầu thời gian tu luyện tích lũy mới có thể thắng lợi. Mà tam đại thiên tôn thế lực thêm lên so với Sao Băng Điện muốn càng thêm đáng sợ, huống chi còn có một cái ở tiên giới nhân mạch nhất Quảng Tiêu Giao Cung, ngươi nhưng có cái gì chuẩn bị? Hoa Sen Đen nói xong, nhìn về phía Dương Nghị Vân, chờ đợi hắn trả lời. Dương Nghị Vân còn lại là nghiêm túc nghe xong, cũng biết Hoa Sen Đen theo như lời hoàn toàn chính xác. Này đó kỳ thật hắn cũng đều nghĩ tới. Ngàn năm thời gian, đích xác lại nói tiếp trường, kỳ thật đối thông ngộ cấp bậc cường giả tới nói, chính là búng tay vung lên thời gian, không dài ngược lại thực đoạn, Hoa Sen Đen nói muốn tuyên chiến ít nhất 5.000 năm thời gian mới có nắm chắc. Dương Nghị Vân biết đây là Hoa Sen Đen đang nói nàng chính mình, 5.000 năm thời gian có lẽ Hoa Sen Đen có thể đột phá đến bát trọng thậm chí cửu trọng, cho đến lúc này, liền không thành vấn đề. Nhưng Dương Nghị Vân cảm thấy ngàn năm thời gian đều trường. Hắn trong lòng vô cùng áp lực, phải cho Chiêm Khánh Nhân, Hồ Tiên Nhi cùng Tiểu Hòa Thượng phàm báo thù, phải cho 7-8 vạn Vân Môn đệ tử báo thù, hắn chờ không được thời gian lâu như vậy. Hơn nữa hắn có tự tin, ngàn năm thời gian đủ rồi. Tuyên chiến chủ lực không phải là Hoa Sen Đen, mà là hắn Dương Nghị Vân chính mình. Hít sâu một hơi nói, ta có chuẩn bị, không cần lo lắng, ngàn năm trong vòng ngươi chỉ lo tu luyện. Không cần lo lắng, ta nếu dám nói, là có thể làm được, ta không có việc gì, ngươi đi đi, ta lại ở chỗ này lại nghỉ ngơi một đoạn thời gian, ngươi sau khi rời khỏi đây nói cho ta đại sư huynh làm hắn tới một chuyến. Hảo! Hoa Sen Đen như cũ thực dứt khoát, Dương Nghị Vân chưa nói tự tin từ đâu mà đến, nàng cũng không lại hỏi nhiều, nếu hắn nói có nắm chắc, vậy tin tưởng hắn. Ngay sau đó Hoa Sen Đen rời đi sơn cốc. Mà Dương Nghị Vân còn lại là nhìn phàm ba người mộ bia lẩm bẩm, nếu có vận mệnh sông dài, ta đây liền tìm đến nó, ở thần giới, ta đây liền bước lên thần giới, cuối cùng ta sẽ tìm được vận mệnh sông dài, đem các ngươi tìm được, ta thề, nhất định sẽ không cho các ngươi bạch bạch ngã xuống. Sao Băng Điện, tam đại thiên tôn thế lực, Tiêu Giao Cung ngàn năm lúc sau đều sẽ cho các ngươi chôn cùng, không cần lo lắng cho ta, ta tu luyện biến dị, tuy rằng nhìn như cũ là thiên tôn, thông ngộ nhất trọng thiên đều không phải, nhưng...
thì tính sao? Ngàn năm lúc sau, ta không phải thông ngộ, liền hơn hẳn thông ngộ, tiên giới cũng không có gì ghê gớm, 10 đại thuộc tính chi lực, thập toàn thập mỹ căn cơ, đó là ta nghiền áp bọn họ tư bản, vì các ngươi báo thù tư bản. Hoa sen đen đã đến cho Dương Nghị Vân trong lòng một phần xa vời hy vọng, hoặc là xưng là tâm linh an ủi, hay là một mục tiêu, một cái có thể làm hắn càng thêm nỗ lực tu luyện mục tiêu. Mà cái này mục tiêu còn lại là tương lai có một ngày có thể một lần nữa tìm được chính mình ba vị lão hữu, thậm chí là mặt khác vân môn đệ tử, là một cái ngược dòng căn nguyên hy vọng. Dựa theo hoa sen đen cách nói vận mệnh sông dài mới là thế gian hết thảy vạn vật khởi nguyên, có khởi có lạc, cho dù là tiên nhân ở ngã xuống lúc sau hồn phi phách tán, lại cũng như cũ phải trở về vận mệnh sông dài chung. Tuy rằng chuyện này mờ ảo, nhưng Dương Nghị Vân nghe lại cũng có đạo lý, đây là tu hành thế giới. Hết thảy đều có khả năng xuất hiện, đã có cái này đồn đãi vậy không phải tin đồn vô căn cứ. Muốn biết có hay không vận mệnh sông dài tồn tại, hoa sen đen nói có lẽ thần giới có đáp án, lục đạo luân hồi, u minh giới đều có đáp án. Nhưng này đó đều có một cái tiền đề là, tự thân tu vi cảnh giới muốn cũng đủ, chạm đến xem trọng đến xa, chính là đạo lý này. Cho nên Dương Nghị Vân có càng cao mục tiêu. Nếu thế giới này thật sự có vận mệnh sông dài, như vậy hắn liền phải tìm được nó. Còn có u minh giới nói đến, đều là hắn trong lòng chấp niệm, liễu lanh canh hay không tồn tại với u minh giới, đều yêu cầu hắn lại tìm. Điểm này trước sau không thay đổi, hắn yêu cầu cường đại, phi thường cường đại, vẫn đứng ở tiên giới đỉnh, thậm chí là tam giới đỉnh, tới lúc đó, hắn tin tưởng sẽ nhìn đến chính mình muốn nhìn hết thảy. Xét đến cùng chính là ba chữ, biến cường đại. Chỉ có không ngừng cường đại, hắn mới có thể bảo hộ phải bảo vệ người cùng sự. Nếu hắn cũng đủ cường đại sao băng điện, tam đại thiên tôn thế lực, tiêu giao cung liền sẽ không công kích vân môn, giết 7-8 vạn vân môn đệ tử, giết hắn ba cái lão hữu. Địch nhân rất cường đại, thế lực rất cường đại. Cho nên hắn yêu cầu càng cường đại, mới có thể bảo hộ đại gia. Đối với sao băng điện chờ mấy thế lực lớn, Dương Nghị Vân biết không có thể chờ bọn họ đánh tới cửa tới. Muốn phản kích, lấy hủy diệt điên đảo tính lực lượng đi phản kích. Vân môn đệ tử không thể bạch chết, ba cái lão hữu không thể bạch bạch ngã xuống. Hắn mặt ngoài nhìn như bình tĩnh, kỳ thật sâu trong nội tâm lửa giận đã ngập trời. Phong sơn ngàn năm, sau khi ra ngoài, đó là huyết phú tinh phong, hắn làm tốt trong lòng chuẩn bị. Kinh này một chuyện, hắn xem như xem minh bạch cũng suy nghĩ cẩn thận, phản kích mới là tốt nhất phòng thủ, hắn không nghĩ ở mất đi bất luận cái gì một người. Chẳng sợ làm tất cả mọi người không thành trường kỳ che chở ở hắn cánh chim dưới, cũng không tiếc, tổng hảo quá mất đi. Dương Nghị Vân trong lòng rất sợ, sợ mất đi thân nhân bằng hữu. Lúc này đây là ba cái lão hữu, như vậy tiếp theo đâu? Cha mẹ hắn thê nhi từ từ. Ở trong lòng hắn lớn hơn hết thảy. Như thế tuy rằng ích kỷ, nhưng hắn tình nguyện như thế ích kỷ. Tiêu diệt địch nhân, chính là hắn sau này sở hữu tín niệm. Cấp vân môn mọi người một cái an ổn tu luyện hoàn cảnh chính là hắn kế tiếp mục tiêu. Thế gian vô thù địch. Chờ hắn diệt hết thảy địch nhân, còn sẽ có như vậy nhiều lo lắng sao? Không có. Không bao giờ sẽ có. Không bao giờ dùng lo lắng. Tiên giới cổ xưa siêu cấp thế lực lại như thế nào? Thiên tôn thế lực lại như thế nào? Thông ngộ bát trọng cửu trọng lại như thế nào? Ta, hết thảy nghiền áp giết sạch các ngươi. Trong sơn cốc. Hoa sen đen rời đi, đại sư huynh tiến đến. Sư đệ, Vân Trường Sinh xuất hiện. Đại sư huynh, Dương Nghị Vân xoay người, cho Vân Trường Sinh một cái mỉm cười. Sư đệ thực xin lỗi, là ta không thấy hộ hảo vân môn. Vân Trường Sinh nhìn tiểu hòa thượng phàm ba người mộ bia nói. Đại sư huynh không cần tự trách, thật muốn nói trách nhiệm, kia ở ta là vân môn chi chủ, lại là không bảo vệ tốt đại gia, chuyện này đình chỉ. Không nói này đó, ta tìm ngươi tới có chuyện thương lượng. Dương Nghị Vân biết đại sư huynh tràn ngập tự trách, nhưng lại là không trách hắn, chính như hắn lời nói, trách nhiệm ở chính hắn. Vân Trường Sinh nghe Dương Nghị Vân nói chuyện, rốt cuộc trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, suốt 3 năm, tiểu sư đệ đều đem chính mình nhốt ở sơn cốc này chưa nói chuyện, hôm nay rốt cuộc mở miệng, này thuyết minh hắn trong lòng đã tương đồng nào đó sự. Đây mới là hắn yêu cầu nhìn đến. Ở người tu hành thế giới, vốn dĩ chính là vật cạnh thiên trạch pháp tắc, ngã xuống không thể tránh được, hắn đã sớm đã thấy ra, nhưng Vân Trường Sinh biết tiểu sư đệ nhất trọng tình cảm, vân môn tao này đại kiếp nạn đối hắn tâm cảnh ảnh hưởng rất lớn, vạn nhất tư tưởng tiến vào ngõ cụt vậy xong rồi,
hiện tại hảo, thoạt nhìn tiểu sư đệ đi ra trong lòng rối rắm. Nghiêm mặt nói, sư đệ có chuyện gì, cứ việc nói, mặc kệ ngươi làm cái gì quyết định, sư huynh vĩnh viễn duy trì ngươi, chẳng sợ ngươi muốn cùng toàn bộ tiên giới là địch, ta đều duy trì. Còn có chúng ta, Dương Nghị Vân cùng Vân Trường Sinh cùng nhau nhìn lại, lại là nhị sư huynh sao trời tử cùng tiểu sư tỷ cơ tím hà đã đến. Nhị sư huynh, tiểu sư tỷ. Dương Nghị Vân chào hỏi. Tiểu sư đệ nhìn đến người đi ra sừng châu ta liền an tâm rồi, hi hi cơ tím hà như cũ là kia phúc đại tỷ đại bộ dáng. Tiểu sư đệ kế tiếp người muốn như thế nào làm, cứ việc nói, chúng ta đều duy trì ngươi. Sao trời tử cũng mở miệng. Dương Nghị Vân nhìn ba người nội tâm cảm động, ba năm trước đây hắn hạ lệnh phong sơn, tuyên bố ngàn năm lúc sau tuyên chiến tam đại thiên tôn thế lực, sao băng điện, tiêu giao cung, đại sư huynh không nói hai lời làm theo. Nhị sư huynh cùng tiểu sư tỷ cũng chút nào chưa nói một chữ. Hiện giờ như cũ là duy trì thái độ. Há có thể không cảm động. Hít sâu một hơi Dương Nghị Vân mở miệng nói, kế tiếp mục tiêu của ta là làm vân môn ở tiên giới vô kẻ thù. Vô cùng đơn giản một câu, nhưng nội loại bao hàm phân lượng lại là kinh thiên động địa. Làm vân môn ở tiên giới vô thù. Vân môn ở tiên giới trước mắt kẻ thù tam đại thiên tôn thế lực, sao băng điện, tiêu giao cung. Đều là nhất đẳng nhất siêu cấp thế lực lớn, lịch sử đã lâu, nội tình thâm hậu, muốn tiêu diệt này mấy nhà, không sai biệt lắm cùng cấp với cùng toàn bộ tiên giới khai chiến là địch. Đây chính là một cái nhìn như không có khả năng hoàn thành mục tiêu. Muốn nói diệt trong đó một nhà, thậm chí là tiêu diệt mấy nhà chung mỗ một cường giả còn có khả năng làm được, nhưng là tiêu diệt vài gia, này tại tầm thường tiên nhân trong mắt là căn bản không có khả năng làm được sự. Không nói đến mặt khác. Chỉ cần tam đại thiên tôn thế lực, nhưng đều là cận đại thiên giới chúa tể thế lực, truyền thừa cổ xưa đã lâu, cường giả xuất hiện lớp lớp, cho dù là tam gia thiên tôn cường giả đều đi lên trời lộ cũng chưa về, nhưng lưu lại cường giả còn có bao nhiêu? Này, ai cũng không biết, nhưng tuyệt đối không phải ít. Còn có chính là tiên ma đại bí cảnh xuất hiện biến cố, vài gia thế lực biến mất đã lâu thế hệ trước cường giả cư nhiên từ bên trong đi ra. Lần trước dẫn dắt mấy nhà công kích vân môn sao băng điện thông ngộ bát trọng cường giả chính là một cái tín hiệu. Sao băng điện đều có thông ngộ bát trọng cường giả từ tiên ma bí cảnh đi ra, chẳng sợ mặt khác mấy nhà chẳng lẽ liền không có sao? Tuyệt đối không có khả năng. Nếu khai chiến, có thể ngẫm lại sở muốn đối mặt đến lúc đó vô cùng có khả năng liền không phải một cái thông ngộ bát trọng thiên cường giả. Lấy vân môn trước mắt thực lực xem, một cái thông ngộ bát trọng liền đau đầu. Nếu là lại thêm một cái thậm chí là vài cái, kia tuyệt đối là kia trứng gà chạm vào cục đá, thậm chí là một lần hoàn toàn hủy diệt, là vân môn hủy diệt. Điểm này, Vân Trường Sinh, sao trời tử, cơ tím hà chẳng lẽ không rõ ràng lắm? Đương nhiên rõ ràng, nhưng ba người vẫn là nhất trí duy trì tiểu sư đệ. Hảo, đã sớm nên như thế, dù sao cùng mấy nhà thế lực đã thành chết thù, cùng với chờ bọn họ tiếp theo lại đánh tới cửa tới, không bằng chủ động xuất kích. Thông thông khoái khoái sát một hồi, cũng tốt hơn bị người đánh tới cửa, như thế thật nén giận, càng mất mặt, ném sư phụ mặt. Sao trời tử giờ phút này hai tròng mắt tinh quang chớp động, cả người khí thế biến đổi, như là một thanh sỏ xuyên qua thiên địa lợi kiếm, đằng đằng sát khí. Ở Dương Nghị Vân trong mắt vị này nhị huynh đệ ngàn năm không thấy, lại là thần tốc tiến bộ, một sớm thông ngộ đó là kiếm đạo ngũ trọng thiên, từ khí thế của hắn thượng là có thể cảm nhận được, nhị sư huynh công kích cường hãn. Chân chính kiếm đạo thực lực bùng nổ, sáu trọng thiên đều không nhất định là đối thủ của hắn. Hi hi, ta cũng tán đồng, giết sạch những cái đó vương bát đản, tiên giới vô thù, như thế mới hảo. Cơ tím hà vĩnh viễn là không chê sự đại tính cách. Nàng hiện giờ cũng là thông ngộ ngũ trọng thiên tu vi, đồng dạng là tiến bộ thần tốc. Dương Nghị Vân âm thầm líu lưỡi tiên giới đệ nhất gia tộc cơ gia huyết mạch quả nhiên thần kỳ, năm đó rời đi thời điểm tiểu sư tỷ còn chưa tới thông ngộ nông nỗi. Hiện giờ lại là thông ngộ ngũ trọng thiên, nàng huyết mạch nghịch thiên, sức chiến đấu cũng là có thể vượt cấp chiến đấu cái loại này. Sau này đồng dạng là tiềm lực vô hạn. Chỉ có đại sư huynh chính là thông ngộ tam trọng thiên, tuy rằng ngàn năm thời gian nội tăng lưỡng trọng thiên, đã xem như thực ghê gớm, nhưng là cùng nhị sư huynh tiểu sư tỷ so sánh với vẫn là kém một bậc. Giữa sân sao trời tử cùng cơ tím hà đều phóng xuất ra cường đại hơi thở, làm đại sư huynh Vân Trường Sinh thẳng trợn trắng mắt nói. Các ngươi hai cái không lớn không nhỏ, ta cái này đại sư huynh ở đâu, thu hồi các ngươi hơi thở, tưởng áp bách ta à, còn không phải là thông ngộ ngũ trọng thiên đâu, có gì đặc biệt hơn người. Nói chuyện chung ngữ khí ê ẩm, tức khắc làm Dương Nghị Vân ba người cười to.
Kỳ thật Dương Nghị Vân biết đại sư huynh thiên phú một chút không kém, hắn sở dĩ là tam trọng thiên, là bởi vì đem tinh lực đều đặt ở vân môn quản lý thượng, nếu không đại sư huynh hôm nay chưa chắc liền không phải thông ngộ ngũ trọng thiên. Trong sân hơi thở ở cười to chung nhẹ nhàng không ít. Dương Nghị Vân mở miệng nói, đại sư huynh kế tiếp người bế quan đi, vân môn việc ta tới nhìn chằm chằm là được, kỳ thật cũng không có gì muốn nhìn chằm chằm, phong sơn lúc sau liền không có việc gì, này nghìn năm qua ngươi vất vả, nếu không phải đem tinh lực đặt ở quản lý vân môn thượng, ngươi sợ là chúng ta bên trong tu vi tối cao một cái. Hảo đi, ngươi không nói ta cũng chuẩn bị lựa chọn bế quan, nếu quyết định muốn cùng mấy thế lực lớn khai triển, vậy chiến đi, sư phụ mặt không thể ném. Chúng ta sư phụ có thể bạo đi bọn họ mấy thế lực lớn thiên tôn, làm đồ đệ là có thể diệt bọn hắn môn đồ, cái này mặt không thể ném, chết đi vân môn đệ tử không thể bạch chết, ngàn năm lúc sau, ta Vân Trường Sinh tất nhiên chảm bát trọng. Vân Trường Sinh lời này nói ra, toàn thân khí chất đều vì này đại biến, ở Dương Nghị Vân ba người trong mắt tựa hồ cảm thụ không đến đại sư huynh tồn tại, như là hoàn toàn dung nhập nói thiên địa bên trong giống nhau. Hảo, chúng ta sư huynh muội bốn người, không cho sư phụ mất mặt. Ngàn năm sau, tiên giới khai chiến. Hảo hảo hảo. Ha ha ha. Bốn người hào khí can vân tiếng cười vang vọng toàn bộ sơn cốc. Rồi sau đó, Dương Nghị Vân vung tay lên tử kim quang mang đại phóng thượng xuất hiện ở sơn cốc trên đất trống. Đại sư huynh này đó tử kim tinh thạch chính là luyện chế thượng đẳng tiên khí thậm chí cực phẩm đều có khả năng luyện chế mà ra cực phẩm luyện khí tài liệu. Ta nhớ rõ luyện tạo tiên minh chính là lấy luyện tạo mà văn minh, ngươi tìm trưởng lão đoàn luyện chế tiên khí đi. Nếu muốn tuyên chiến, chúng ta cũng yêu cầu chuẩn bị một ít việc, này đó chuẩn bị thành hình liền phát cho mỗi một cái thông ngộ cấp bậc đệ tử môn nhân, mặc kệ là yêu tộc vẫn là nhân tộc. Tê sư đệ danh tác A, hành, có này đó luyện khí tài liệu tuyệt đối có thể luyện chế ra cực phẩm tới, thực lực ít nói có thể tăng lên tam thành, việc này giao cho ta. Vân Trường Sinh vung tay lên thu hồi tiểu sơn giống nhau tử kim tinh thạch, rồi sau đó rời đi, trưởng lão đoàn có rất nhiều luyện khí đại gia. Hắn an bài lúc sau liền phải đi bế quan tu luyện. Chờ đại sư huynh rời đi, Dương Nghị Vân nhìn về phía nhị sư huynh cùng tiểu sư tỷ, hắn còn có chút kiến nghị cùng sự muốn công đạo hai người, đều là đại sự. Nhị sư huynh ngươi kiếm đạo tuy rằng ta không hiểu lắm, nhưng sư phụ không hề, ta tưởng cho ngươi giới thiệu một người, có lẽ nàng có thể cho ngươi một ít kiến nghị, làm ngươi kiếm đạo lại tiến thêm một bước, như thế nào? Dương Nghị Vân trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Nếu quyết định muốn khai chiến, hắn liền tận khả năng trợ giúp mỗi người tăng cường thực lực, cũng may ngàn năm lúc sau đại chiến chung có tự bảo vệ mình cùng phản kích chi lực. Sao trời tử nghe được Dương Nghị Vân nói chuyện, đôi mắt tức khắc sáng ngời, hắn biết cái này tiểu sư đệ không giống bình thường, nếu hắn có thể nói ra tới có người có thể chỉ điểm hắn kiếm đạo, đó chính là thực đáng tin cậy. Đích xác hắn kiếm đạo tu luyện, trừ bỏ sư phụ ở ngoài, ở không có người chỉ điểm quá, đều là chính hắn sờ soạng, còn đừng nói thực sự có điểm bình cảnh. Kiếm đạo đi chính là vương đạo, rất ít có người có thể đi đến hắn như vậy nông nỗi, cho nên rất ít có người có thể chỉ điểm. Cầu mà không được, sư đệ là ai? Sao trời tử hỏi? Hoa sen đen, nàng đối kiếm đạo hiểu được rất sâu, ngươi đi tìm nàng, nàng hẳn là có thể giúp được ngươi. Dương Nghị Vân nói. Dương Nghị Vân sở dĩ làm nhị sư huynh đi tìm hoa sen đen là bởi vì hắn biết hoa sen đen cũng am hiểu kiếm đạo, lúc trước truyền thụ hắn ngự kiếm chi thuật. Hoa sen đen nói kiếm đều là thượng thừa kiếm đạo. Đáng tiếc hắn ở trên kiếm đạo không có nhị sư huynh ngộ tính cao, hoặc là nói có, nhưng là hắn không phải chuyên nghiệp tu kiếm đạo, cho nên đi không nhị sư huynh xa, mà nhị sư huynh sao trời tử còn lại là lấy kiếm đạo thông ngộ, hơn nữa đã là thông ngộ ngũ trọng thiên cấp bậc, bực này ngộ tính thực sự thế gian không mấy người. Hoa sen đen thần bí khó lường, tin tưởng có thể làm nhị sư huynh kiếm đạo nâng cao một bước. Vì thế nhị sư huynh mang theo hưng phấn rời đi, đích xác đối với sao trời tử tới nói, hắn kiếm đạo chi lộ đụng phải bình cảnh, bất hạnh không có người thảo luận giao lưu, bởi vì ở thông ngộ cấp bậc kiếm đạo thượng thật không vài người có thể chỉ điểm hắn. Giữa sân dư lại tiểu sư tỷ một người, Dương Nghị Vân nhìn tiểu sư tỷ nói, sư tỷ chuyến này dị vực giới ta mang đến những cái đó đại yêu, trừ bỏ tiểu phượng hoàng cùng điêu nhi thử vương, tử kim công công mấy cái ở ngoài, mặt khác đại yêu đều về ngươi tiên thú viện thống lĩnh đi. Cơ Tím Hà đôi mắt đều mạo lục quang, Vân Môn bị sao băng điện mấy thế lực lớn liên hợp công kích một trận chiến, hắn dẫn dắt tiên thú viện nhưng ra đại lực, Dương Nghị Vân lúc trước cho hắn mấy chục vạn răng cưa điều cơ hồ bị giết còn thừa không có mấy, chính là làm hắn đau lòng hỏng rồi, nhưng mà hiện tại tiểu sư đệ cư nhiên bỏ được đem những cái đó thông ngộ cấp bậc đại yêu cho nàng thống lĩnh,
này nhưng đúng là làm nàng vui mừng khôn xiết. Tiểu sư đệ nam nhân đại trượng phu nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy không được đổi ý cơ tím hà sợ Dương Nghị Vân đổi ý. Ta là vân môn chi chủ, nhất ngôn cửu đỉnh được không? Dương Nghị Vân bị tiểu sư tỷ nói chọc cười. Hảo, liền như vậy định rồi, ta đi rồi. Vèo, cơ tím hà vẫn là như vậy hấp tấp. Nhìn nàng rời đi, Dương Nghị Vân lắc đầu cười khổ. Kế tiếp hắn cũng đi ra sơn cốc, lúc sau hơn một tháng thời gian hắn cùng một chúng nữ nhân đãi ở bên nhau, cũng đối mấy cái đệ tử cùng hài tử chỉ đạo tu luyện. Một tháng thời gian thực mau qua đi. Ngày này Dương Nghị Vân đi ám dạ điện. Vân môn gặp nạn một trận chiến Tuyết Miêu cũng chịu quá thương, hắn tiến đến Vân An. Đương nhiên trừ bỏ Tuyết Miêu vân môn còn có rất nhiều bị thương người, hắn đều phải đi nhất nhất Vân An. Sở dĩ sau khi trở về trạm thứ nhất đi phàm ba người nơi sơn cốc, là bởi vì tế điện lão hữu cũng cảnh kỳ chính mình, tỉnh lại 3 năm. Đệ nhị trạm hắn cùng cha mẹ thê nhi thân hữu gặp nhau, gần nhất Trấn An, thứ hai cổ vũ bọn họ tự mình cố gắng tu luyện. Chỉ có tự thân có thực lực mới có thể lâu dài tự bảo vệ mình, tam tới còn lại là ở trong lòng hắn thân nhân bằng hữu nặng nhất. Đệ tam chạm tới xem Tuyết Miêu là bởi vì Tuyết Miêu có công, công ở trước tiên phát hiện địch nhân tấn công vân môn lúc sau, vội vàng đem cha mẹ nàng thê nhi đám người mang đi lão cây liễu nơi nào bảo đảm an toàn. Liền tính là như thế cuối cùng địch nhân như cũ đánh tới lão cây liễu nơi ở, nếu không phải lão cây liễu liều mạng, sợ là hắn muốn mất đi người thân. Cũng đúng là Tuyết Miêu liều chết bảo hộ tử chiến dưới bảo toàn người nhà. Cho nên Dương Nghị Vân trước tới xem Tuyết Miêu. Đi vào ám dạ điện, hai cái mông điềm thủ hạ quỷ tiên vô thanh vô tức xuất hiện. Gặp qua môn chủ. Đứng lên đi, các ngươi không cần phải xen vào ta chính mình đi vào, lui ra đi. Dương Nghị Vân phất tay làm hai cái quỷ tiên lui ra. Mông điềm cái này tứ đệ tử cũng tại đây chiến chung bị thương. Bất quá nghe đại sư huynh nói cũng không lo ngại, đã bế quan. Dương Nghị Vân không đi quấy rầy hắn, lần này tới chính là nhìn xem Tuyết Miêu. Toàn bộ ám dạ điện bốn phía Dương Nghị Vân đi vào tới cảm nhận được thượng trăm nói quỷ tiên khí tức, ẩn nấp hơi thở đều thực không tồi, so với ngàn năm trước cường đại rồi không ít, đều là mông điểm thủ hạ quỷ tiên quân đoàn. Chỉ tiếc như cũ đều không có thông ngộ xuất hiện. Nhưng tỷ y hát báo nhân viên vậy là đủ rồi. Vân môn gặp nạn đại chiến quỷ tiên quân đoàn ngược lại là hao tổn ít nhất một phương, ít nhiều bọn họ quỷ tiên thiên phú ẩn nấp, lần này Phong Sơn cũng chỉ có ám dạ điện tỷ y hát báo siêu tập bộ môn không có trở về, mặt khác môn nhân đệ tử tất cả đều quay trở về vân môn. Dương Nghị Vân đi vào ám dạ đại điện, ngồi ở phía trên thủ tọa. Toàn bộ ám dạ đại điện yên tĩnh vô cùng, không có một bóng người. Nhưng Dương Nghị Vân tiến vào phía trước liền cảm thụ nói, có 8-9 nói ẩn nấp hơi thở rời khỏi đại điện. Chuẩn xác mà nói là 8 đạo hơi thở đều nhân tộc tiên tôn đại đỉnh cấp bậc, không cần hỏi hắn đều biết là độc cô gia tộc những cái đó sát thủ. Hiện giờ có thể trưởng thành nói tiên tôn đại đỉnh đã phi thường không tồi. Thương thế như thế nào? Dương Nghị Vân lại là nhìn mặt bên không có một bóng người ghế dựa mở miệng. Đa tạ chủ nhân vướng bận, tu dưỡng mấy năm liền hảo. Ngay sau đó, một đạo ngân quang lập lòe xuất hiện ở không ghế. Đúng là toàn thân tuyết trắng vô cùng Tuyết Miêu xuất hiện nói chuyện. Chẳng qua giờ phút này Tuyết Miêu nhìn qua rõ ràng uể oải không phấn chấn, thanh âm cũng mang theo suy yếu. Dương Nghị Vân hai tròng mắt tinh quang chợt lóe, lại là ngồi dậy, rồi sau đó đi vào Tuyết Miêu bên người, vươn tay đi nhẹ nhàng đem nó bế lên nói, đều thương thành như vậy còn nói không có việc gì. Ta có 9 cái mạng, mất đi 3 điều, cũng còn có 6 điều, không sao. Tuyết Miêu thanh âm như cũ suy yếu. Nhưng lại giờ phút này mang theo một ít run rẩy. Nàng lần này lần đầu tiên bị Dương Mỗ Nhân ôm ở trong lòng ngực. Đối Dương Nghị Vân Tuyết Miêu là thực phức tạp, bị hắn mạnh mẽ thu phục, nhưng rồi lại ở phía sau tới tiếp xúc chung, chậm rãi thói quen thậm chí là thích, nhưng trong lòng chung quy có một ít hố cự hắn. Cho nên nàng rõ ràng tu vi rất cường đại, nhưng dễ dàng biến ảo hình người, nhưng chính là chưa bao giờ lại Dương Nghị Vân trước mặt hóa hình thành nhân. Giờ khắc này bị hắn ôm vào trong ngực, Tuyết Miêu thân thể ở nhẹ nhàng phát run. Còn đang trách ta sao? Dương Nghị Vân lại làm sao không biết Tuyết Miêu đối hắn trước sau là có kháng cự. Thuộc hạ không dám, Tuyết Miêu nói. Không sao cả, mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào, ta đều đem ngươi trở thành là ta Miêu. Lần này vất vả ngươi. Dương Mỗ Nhân ngồi ở tới, đem Tuyết Miêu ôm vào trong ngực, ở nàng mềm mại Tuyết Miêu lông tóc nhẹ nhàng phất quá. Trong lòng ngực Tuyết Miêu rất nhỏ phát run. Không phải sợ hãi,
mà là không thể nói tới phát run. Ta đã từng nói qua, ngươi sẽ là Vân Môn bóng dáng, càng là ta bóng dáng, ngươi lúc trước đáp ứng rồi, hôm nay liền thực hiện ngươi hứa hẹn đi, ta bóng dáng không có khả năng vĩnh viễn là một con mèo, ta cũng thể sẽ không ở làm bất luận kẻ nào bị thương, bao gồm ngươi. Dương Mỗ Nhân giờ phút này nói chuyện thanh âm trầm thấp, nhưng lại tràn ngập chân thật đáng tin bá đạo. Ngay sau đó mở ra bàn tay, một giọt tử kim sắc sinh mệnh chi thủy, hiện lên ở lòng bàn tay, đối với Tuyết Miêu nói, ăn vào đi, ta chờ ngươi hóa hình thành nhân, ngươi vì Vân Môn chặt đứt ba điều mệnh, ta cho ngươi bồi thường trở về, này một giọt sinh mệnh chi thủy, đến từ sinh mệnh chi thạch bên trong, vậy là đủ rồi. Đích xác giờ phút này Dương Mỗ Nhân trong lòng bàn tay một giọt sinh mệnh chi thủy, không đồng ý dĩ vãng sinh mệnh chi thủy, dĩ vãng sinh mệnh chi thủy là màu lục đậm, nhưng này một giọt sinh mệnh chi thủy còn lại là tử kim chi sắc. Chính như hắn lời nói, này một giọt sinh mệnh chi thủy đến từ Càn Khôn Hồ Long Ngư Hồ ngọn nguồn sinh mệnh chi thạch bên trong. Cái này phát hiện là hắn trước đó không lâu mới phát hiện. Cho tới nay hắn đều không có đi nghiêm túc quan sát quá sinh mệnh chi thạch, chỉ biết sinh mệnh chi thủy ra đời với sinh mệnh chi thạch, biết hắn 3 năm trước đây tuyên bố phong sơn, ngàn năm sau đối mấy thế lực lớn khai chiến sau, ở sơn cốc tỉnh lại chính mình, dùng cái gì đi khai chiến. Đến lúc đó chắc chắn là huynh này sở hữu, lợi dụng cùng nhau nhưng dùng chi vật. Như thế hắn mới đầu tiên nghĩ đến chính là dùng hảo càn khôn hồ, trong lúc vô ý phát hiện sinh mệnh bên trong, cư nhiên ở nội bộ phát hiện một cái nho nhỏ lốc xoáy, cái này lốc xoáy trong vòng, còn lại là một bãi thủy, tử kim sắc một bãi thủy, nếu chia làm giọt nước nói, ước chừng có thể có 100 nhiều bộ dáng. Cùng sinh mệnh chi thủy nhan sắc hoàn toàn tương phản, nhưng là công hiệu thượng lại là đại không giống nhau. Hoàn toàn là nổ mạnh tính sinh cơ càng là thiên địa năng lượng, như vậy một giọt tử kim sắc sinh mệnh chi thủy sợ là tầm thường sinh mệnh chi thủy hàng ngàn hàng vạn lần đều không ngừng. Dương Nghị Vân phát hiện lúc sau, không dám dễ dàng sử dụng, hắn nghiên cứu hảo một phen, rốt cuộc đã biết đây là chân chính tinh hoa sinh mệnh chi thủy. Là sinh mệnh chi thạch căn cơ chi thủy. Sinh mệnh chi cục đá ra đời với Long Ngư Hồ ngọn nguồn, mà Long Ngư Hồ thủy còn lại là tẩm bổ toàn bộ Càn Khôn Hồ không gian sơn xuyên, tương đương sinh mệnh chi thạch cấp toàn bộ Càn Khôn Hồ cung cấp sinh cơ, mà sở ra đời ở sinh mệnh chi thạch mặt ngoài xanh sẫm sinh mệnh chi thủy còn lại là thuộc về đạo thứ hai sinh cơ chi thủy. Dùng để nhanh chóng bồi dưỡng nào đó sinh linh. Dương Nghị Vân lúc này mới minh trách không được hắn trước kia dùng một giọt sinh mệnh chi thủy tưới một gốc cây tiên dược tiên thụ là có thể nháy mắt nở hoa kết quả thành thục. Mà dựng dục ở là sinh mệnh chi thủy bên trong tử kim sắc sinh mệnh chi thủy, còn lại là tinh hoa, có rất lớn một bộ phận xuyên thấu qua sinh mệnh chi thủy thẩm thấu đi ra ngoài tẩm bổ toàn bộ Càn Khôn Hồ không gian. Ta hoa thời gian rất lâu mới quan sát đến, một giọt sinh mệnh chi thạch bên trong sinh ra tinh hoa sinh mệnh chi thủy khả năng yêu cầu 100 năm thời gian, bên trong tồn lưu một bãi sinh mệnh tinh hoa, cũng chính là 100 thích bộ dáng, nhiều ra một giọt liền sẽ thẩm thấu đi ra ngoài. Tẩm bổ toàn bộ Càn Khôn Hồ không gian sinh cơ, một khác tiểu bộ phận ngưng tụ mà thành xanh sẫm sinh mệnh chi thủy, nhưng trước sau có thể xuất hiện tam tích. Dương Nghị Vân hiện giờ phát hiện lúc sau, đệ nhất tích sinh mệnh chi thủy liền chuẩn bị ban cho Tuyết Miêu. Tử kim sắc sinh mệnh chi thủy, quá mức chân quý, không thể tùy tiện dùng, hắn phải cho yêu cầu người, phải dùng ở lưỡi giao thượng. Tổng cộng 100 tích tử kim sắc sinh mệnh chi thủy mà thôi. Kỳ thật nói đúng ra. Chính là một khối động lại thể, là một chỉnh khối mà thôi, đều không phải là 100 tích số lượng, 100 tích chỉ là chính hắn phân giải cách nói. Đúng là ở sinh mệnh chi thạch bên trong, là hạch đào đại một khối tử kim sắc chỉnh thể động lại thể hình dạng, lẽ ra dùng một khối chỉnh thể mới là hoàn chỉnh. Nhưng Dương Nghị Vân không dám, bởi vì nội loại chất chứa năng lượng thật sự quá lớn, chính hắn cũng chưa cái kia lá gan đi dùng một chỉnh khối, có thể tưởng tượng một khi ăn vào một chỉnh khối tuyệt đối nổ tan xác mà chết. Vô luận là ai đều giống nhau, dù sao Dương Nghị Vân trực giác nói cho hắn, như vậy một khối sinh mệnh tinh thể tiên giới sợ là không có cái kia sinh linh dám ăn vào. Sợ hắn chỉ có thể phân giải thành 100 phân tới cấp thủ hạ người dùng. Nhưng liền tính là 100 phân chung trong đó một phần, cũng tuyệt đối là màu lục đậm sinh mệnh chi thủy năng lượng hàng ngàn hàng vạn lần năng lượng tổng thể. Cho nên hắn cấp Tuyết Miêu một giọt liền có thể. Bản thân tinh thể phân tán lúc sau liền hóa thành giọt nước hình dạng. Cho nên hắn gọi là tử kim sinh mệnh chi thủy cũng là không sai. Liền ít đi như vậy một giọt thời gian, hắn suy tính đều là 100 năm thời gian mới có thể ra đời. Tử kim sinh mệnh chi thủy quá chân quý. Hắn yêu cầu hảo hảo lợi dụng. Như vậy liền trước từ Tuyết Miêu mở họp đi.
hắn tin tưởng này một giọt tử kim sinh mệnh chi thủy, sẽ làm Tuyết Miêu thoát than hoán cốt. Ăn vào đi. Dương Nghị Vân lại lần nữa nói một tiếng. Tuyết Miêu do dự một chút, lại là mở ra cái miệng nhỏ một ngụm đem tử kim sắc sinh mệnh chi thủy nuốt đi xuống. Miêu. Ngay sau đó Tuyết Miêu phát ra một tiếng thét dài. Toàn bộ thân thể thượng quang mang đại tác, tận trời yêu khí ngay lập tức bùng nổ ở toàn bộ ám dạ đại điện. Thân thể cũng huyền phù dựng lên, từ Dương Nghị Vân trong lòng ngực rời đi, huyền phù ở đại điện trên không. Dương Nghị Vân vung tay lên ở toàn bộ đại điện bày ra một đạo cấm chế, ngăn cách Tuyết Miêu trên người cường đại hơi thở ngoại tán. Hắn phải chứng kiến tử kim sắc sinh mệnh chi thủy ở Tuyết Miêu trên người biến hóa. Lúc sau có lẽ có thể cho những người khác dùng. Tuyết Miêu thiên phú dị bẩm, cũng thích hợp nàng tới dùng. Nhưng Dương Nghị Vân tin tưởng tuyệt đối không có chỗ hỏng, chỉ có chỗ tốt. Oanh! Một đạo cường đại khí lãng từ Tuyết Miêu trên người lần thứ hai phát ra mở ra. Đại điện chung hết thảy sở hữu bàn ghế bày biện tại đây một đạo khí lãng dưới hóa thành dập nát. Dương Nghị Vân trên người ngũ quang thập sắc ngăn cản ở này một đạo khí lãng, lúc này hắn ngẩng đầu nhìn lại chỉ có chói mắt bạch quang, lại còn nhìn không tới Tuyết Miêu thân ảnh, nhưng hắn ngược lại trên mặt xuất hiện ý cười, hắn biết Tuyết Miêu thành công, gần không đến tam tức thời gian Tuyết Miêu liền tiến hóa một tầng, lại còn có ở liên tục tiến hóa chung. Dương Nghị Vân đã từng chính miệng nói qua, Tuyết Miêu ở Vân Môn vị trí, không chỉ có là tình báo đầu mục, càng là ám dạ điện hộ pháp. Mà hộ pháp cái này chức vị cũng không phải là bất luận kẻ nào hoặc là yêu có thể đảm nhiệm, đó là thực lực tượng trưng. Hộ pháp vẫn là tả hộ pháp. Yêu cầu tuyệt đối thực lực tu vi mới được. Tuyết Miêu cho tới nay cường đại chính là nàng tự thân thiên phú dị bẩm ẩn nấp chi đạo, hơn nữa từ theo Dương Nghị Vân bắt đầu, liền biểu hiện đều rất là cái cường giả, nhưng là những năm gần đây theo Vân Môn thành lập, toàn bộ Vân Môn có rất nhiều cao thủ gia nhập lúc sau liền bất đồng, mặc dù là Tuyết Miêu tu vi cũng theo không kịp. Này đối với hộ pháp vị trí này chính là bất lợi, cho nên hôm nay có thể cho Tuyết Miêu tăng lên huyết mạch Dương Nghị Vân là thấy vậy vui mừng, tử kim sắc sinh mệnh chi thủy đầu tiên cấp Tuyết Miêu dùng đây cũng là một loại khen thưởng. Không thể phủ nhận chính là, những năm gần đây Tuyết Miêu đối Vân Môn cống hiến rất lớn, là có công, không nói đến đi theo hắn đã trải qua từng hồi sinh tử vật lộn, chỉ cần cấp tổ kiến sát thủ cùng tình báo hệ thống cũng đã là công lớn một kiện. Đương nhiên trước mắt xem này đó sát thủ cùng tình báo nhân viên tu vi vẫn là quá yếu, tựa hồ phát huy không ra giá trị tới, nhưng đây là bởi vì Vân Môn phát triển là dã man tăng trưởng, Dương Nghị Vân sở trêu chọc địch nhân cũng là một cái so một cái cường đại, như thế nhược hóa ám dạ điện sát thủ cùng tình báo uy lực. Kỳ thật từ lâu dài tới xem, chờ tương lai Vân Môn phát triển ổn định lúc sau, Tuyết Miêu bồi dưỡng ra tới này đó sát thủ cùng tình báo nhân viên tất nhiên sẽ là Vân Môn ngày sau thật lớn trợ lực. Dương Nghị Vân thực coi trọng ám dạ điện, hoặc là nói thực coi trọng Tuyết Miêu. Đây là một con đồng dạng không thể dùng lẽ thường tu vi cảnh giới tới phân chia miêu, đồng dạng là thiên phú dị bẩm tồn tại. Hôm nay này một giọt tử kim sinh mệnh chi thủy tất nhiên có thể khai phá ra Tuyết Miêu tiềm lực tới. Dương Nghị Vân đối Tuyết Miêu có tin tưởng, đối tử kim sắc sinh mệnh chi thủy càng là như thế. Tuyết Miêu hoàn toàn bị bao vây ở nàng tự thân sở phát ra quang mang chung, chói mắt vô cùng căn bản là nhìn không thấy nàng ở bên trong chung tình huống, bất quá tràn ngập toàn bộ đại điện yêu khí chứng minh, Tuyết Miêu đang ở tiến hành huyết mạch tiến hóa, nàng đang ở thoát thai hoán cốt. Dương Nghị Vân liền như vậy nhìn Tuyết Miêu. Ước chừng qua nửa canh giờ lúc sau, toàn bộ đại điện quang mang chói mắt bắt đầu nổi liếm lên, Dương Nghị Vân rốt cuộc có thể thấy rõ huyền phù ở giữa không trung Tuyết Miêu phát sinh biến hóa. Chói mắt quang mang một chút ở suy yếu, Dương Nghị Vân lại là hai tròng mắt càng ngày càng sáng. Đương hắn nhìn đến Tuyết Miêu phát sinh biến hóa lúc sau, lại là giờ phút này nội tâm khó có thể tưởng tượng. Bởi vì Tuyết Miêu hoàn toàn tới một cái đại biến dạng. Đương nhiên bình thường hình thể cùng miêu bộ dáng không thay đổi. Trên người xuất hiện tử kim sắc khắc văn, từng đạo như là cuốn vân trông rất đẹp mắt, đặc biệt là cái trán giữa mày chi gian xuất hiện một đóa tia chớp dường như khắc văn lông tóc, như là vẽ rồng điểm mắt giống nhau, làm Tuyết Miêu giờ phút này thoạt nhìn có vô cùng cao quý khí chất, cái đuôi lại là một chút thành chín điều. Này vẫn là miêu sao? Dương Nghị Vân trong lòng nói thầm một câu. Cửu Vĩ Hồ gặp qua cũng nghe quá, cửu vĩ miêu thật đúng là lần đầu tiên thấy. Ngay sau đó Tuyết Miêu chậm rãi rơi xuống đất. Toàn thân còn lập lòe mông lung vầng sáng. Không hề nghi ngờ Tuyết Miêu huyết mạch phản tổ thành công, đến nỗi hơi thở cường đại trình độ Dương Nghị Vân vừa rồi cảm thụ gián đoạn định ít nhất tới thông ngộ 6 trọng thiên cấp bậc, thậm chí khả năng còn phải cường đại.
Vốn dĩ cho rằng hết thảy đều kết thúc, chính là không nghĩ tới ngay sau đó xuất hiện một màn, lại là làm Dương Nghị Vân cả người thiếu chút nữa tại chỗ nổ mạnh. Đương nhiên là tâm thái thượng nổ mạnh. Oanh! Một tiếng rất nhỏ nặng nề lúc sau, Tuyết Miêu ở rơi xuống đất thời điểm, lại là vầng sáng chợt lóe, cư nhiên. Cư nhiên hóa hình. Hóa thành hình người. Hóa hình liền hóa hình đi, Dương Nghị Vân biết hóa hình đối với Tuyết Miêu tới nói không tính cái gì, nàng đã sớm có thể hóa hình chẳng qua không thích hình người, vẫn luôn là yêu thân. Phía trước hắn cấp Tuyết Miêu nhắc tới quá một câu hóa hình, không nghĩ tới nàng lời nói thật hóa hình. Vốn dĩ đi, yêu tộc hóa hình vốn chính là thực bình thường chuyện này. Nhưng Tuyết Miêu giờ phút này hóa hình, lại là làm Dương mẫu nhân cả người đều run lên. Trái tim ầm 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 nhảy lên lên. Là phi thường dọa người sao? Thật là, đối Dương mẫu nhân tới nói, giờ phút này Tuyết Miêu hóa hình chính là phi thường dọa người. Bất quá không phải xấu xí cái loại này. Mà là giờ phút này Tuyết Miêu không biết là cố ý vẫn là cố ý, hóa hình lúc sau nàng lại là xích quả quả hiện ra ở Dương mẫu nhân trước mặt. 1m8 mấy cái đầu a, chút nào không cần hắn kém, hoàn toàn chính là rắn nước giống nhau dáng người, muốn nhiều quyến rũ liền có bao nhiêu quyến rũ, đã đạt tới dọa người nông nỗi, toàn thân tiến lên không có nhiều một chút ít thịt thừa, quả thực chính là một kiện trời sinh tác phẩm nghệ thuật. Liếc mắt một cái nhìn lại tất cả đều là chân dài, thẳng đánh trái tim ma quỷ dáng người. Dung nhan liền cùng không cần phải nói, có điểm điểm lãnh khốc chung mang theo trời sinh điên đảo chúng sinh dụ hoặc lực. Cố tình giữa mày tia chớp dường như khắc văn làm nàng cả người càng thêm tràn ngập tà mị không thể xâm phạm, loại khí chất này một chút liền gợi lên Dương mẫu nhân nội tâm cường đại chinh phục lực. Đa tạ chủ nhân thành toàn, ta đã tiến hóa tới rồi thiên mỹ miêu yêu cấp bậc. Giờ phút này Tuyết Miêu hơi hơi khom người nói tạ. Trong nháy mắt Dương mẫu nhân thấy được làm hắn trái tim đều phải nổ mạnh cảnh sắc. Lúc này hắn một chút cũng chưa nghe đi vào cái gì thiên mỹ miêu yêu không miêu yêu, sâu trong nội tâm ma quỷ bị đánh thức, cổ họng bộc phát ra một tiếng gào giống, một chút liền nhằm phía Tuyết Miêu. May mắn ám dạ đại điện vốn dĩ không có gì người tới, hơn nữa Dương mẫu nhân còn bày ra cấm chế, ngăn cách hết thảy. 3 ngày lúc sau Dương mẫu nhân đi ra ám dạ đại điện. Chẳng qua hắn ra tới thời điểm, trên cổ có đạo đạo vết máu, cánh tay mờ u bàn tay đồng dạng, như là bị miêu chảo giống nhau. Đương nhiên chính là bị miêu cấp chảo, khụ khụ. Có chút huệ oải Dương mẫu nhân, nhìn phía sau đen nhánh đại điện liếc mắt một cái nói, miêu nhi hảo hảo nghỉ ngơi, hảo hảo tu luyện, ngàn năm lúc sau có đại chiến, kế tiếp ta yêu cầu ngươi mạng lưới tình báo, kia gì ta? Ta muốn chạy a. Chạm vào. Đại môn nổ vang một tiếng, nhắm chặt. Dương mẫu nhân xấu hổ cười, xoay người rời đi. Tạo nghiệt a. Nói thầm một tiếng Dương mẫu nhân hướng về phía chân trời đạp bộ mà đi. Tiếp theo cái đi xem tạp mao điều cái này đại công trình. Vân môn bị mấy thế lực lớn công kích, trực tiếp đối mặt sau băng điện tên kia thông ngộ bát trọng thiên cường giả chính là tạp mao điều. Nghe đại sư huynh nói nếu không phải tạp mao điều bám trụ sau băng điện tên kia thông ngộ bát trọng thiên cường giả, vân môn hủy diệt đều là khả năng. Nhưng là, tạp mao điều cũng là bị thương nghiêm trọng nhất một cái. Bị thương lúc sau tạp mao điều hoàn toàn hóa thành một cái tiểu hỏa cầu. Nếu không phải còn có mỏng manh sinh cơ phát ra, mọi người đều cho rằng tạp mao điểu đã ngã xuống. Dương Nghị Vân đi vào vân môn phía chân trời trên không, vung tay lên một cái không gian môn hộ mở ra. Nơi này là đại sư huynh dùng không gian chi lực cấp tạp mao điểu bày ra chữa thương khôi phục không gian, có tụ linh chi trận, tương đương là một cái độc lập năng lượng không gian, không có mở ra pháp quyết người khác vào không được cũng nhìn không thấy. Đại sư huynh đã sớm cho hắn tiến vào pháp quyết. Chỉ là Dương Nghị Vân đột nhiên có chút không dám nhìn tới tạp mao điểu. Bởi vì hắn trong lòng sợ hãi. Sợ hãi tạp mao điểu vĩnh viễn tỉnh không tới làm sao bây giờ. Dùng đại sư huynh nói tạp mao điểu thương phi thường nghiêm trọng, có thể hay không khôi phục, liền xem thiên ý. Cho nên Dương Nghị Vân vẫn luôn cũng chưa dám đi xem tạp mao điểu. Cho tới bây giờ hắn mới dám đi, bởi vì hắn ở sinh mệnh chi thạch trung phát hiện tử kim sắc sinh mệnh chi thủy. Một loại so với xanh sẫm sinh mệnh chi thủy cường đại rồi ngàn lần vạn lần chí bảo. Trải qua Tuyết Miêu tự mình thí nghiệm, Dương Nghị Vân tin tưởng sẽ đối tạp mao điểu có trợ giúp. Đương nhiên mọi việc không có tuyệt đối, bất quá đối với hắn tới nói, sẽ không tiếc hết thảy đại giới làm tạp mao điểu khôi phục. Từ năm đó ở tu chân giới tán tiên đảo chết lão nhân đem tạp mao điểu cho hắn, mãi cho đến hiện tại, kỳ thật hắn cùng tạp mao điểu chi gian cùng nhau trải qua sinh tử xa xa vượt qua bất luận kẻ nào. Thậm chí là lão nhân.
Tạp Mao Điểu tuy rằng ngày thường miệng thực tiện, nhưng là lại ở thời khắc mấu chốt trước nay không rớt quá dây xích, giúp đỡ hắn vượt qua rất nhiều sinh tử cửa ải khó khăn. Lần thứ hai đi dị vực giới thời điểm, Tạp Mao Điểu khôi phục yêu đan, nhất cử trở thành vân môn thực lực đệ nhất tồn tại, kim ô ngọn lửa chi lực có thể đạt tới đến thông ngộ 6 trọng thiên cấp bậc. Lúc ấy hắn rời đi thời điểm, cho rằng có Tạp Mao Điểu cùng lão cây liễu tỏa chấn, vân môn nhưng vạn vô nhất thất. Ai biết Phương Bát Đản sẽ nhảy ra một cái thông ngộ bát trọng thiên lão bất tử. Tiên ma bí cảnh chung vô số năm qua bị lạc quá rất nhiều cường giả, kết quả liền ở hắn rời khỏi sau, từ bên trong đi ra. Nếu không mấy đại địch đối thế lực chung tuyệt đối không có thông ngộ 6 trọng thiên tồn tại, điểm này sư nương rời đi thời điểm đều nói qua, nhưng chung quy là người định không bằng trời định, tiên ma bí cảnh chung cư nhiên có biến mất mấy vạn năm đối địch cường giả ra tới. Thông ngộ bát trọng thiên a. Chẳng sợ Tạp Mao Điểu là kim ô là thái dương hóa thành, nhưng chung quy là thiếu chút nữa một bậc, bị thương nặng. Vô luận như thế nào hắn đều phải làm Tạp Mao Điểu cái này ông bạn già khôi phục lại. Tưởng hết mọi thứ biện pháp đều phải trợ giúp Tạp Mao Điểu khôi phục. Mà hiện tại tử kim sắc sinh mệnh chi thủy đó là hắn một hy vọng. Phía chân trời giữa không trung không gian môn hộ mở ra, Dương Nghị Vân hít sâu một hơi đi vào. Một cái toàn thân ngọn lửa không gian, không tính đại, cũng liền 30 bình phương không gian. Dương Nghị Vân đi vào chính là ập vào trước mặt ngọn lửa cùng cực nóng. Phi thường cực nóng. Trên người hắn 10 đại thuộc tính lực lượng hiện ra, ngăn cản ở ngọn lửa cùng cực nóng. Chút nào không chịu ảnh hưởng. Trong tầm mắt một viên dưa hấu lớn nhỏ hỏa cầu huyền phù ở không gian trung ương, không có lúc nào là ở hấp thu 4 phương 8 hướng chuyển đến hỏa thuộc tính năng lượng. Gần như là thuần tịnh màu trắng ngọn lửa. Dương Nghị Vân đi bước một đi đến, hắn thấy được bên trong tam túc kim ô xúc thành một đoàn hình dạng, hoặc là nói là Tạp Mao Điểu. Đích xác sinh cơ là thực mỏng manh, cũng không ổn định. Chợt cường chợt nhược, như là trong gió lắc lư ngọn lửa, khả năng sẽ tùy thời tắt. Đã sớm từ đại sư huynh trong miệng nghe được quá, Tạp Mao Điểu thương thực trọng, nhưng không nghĩ tới sẽ như vậy nghiêm trọng. Dương Nghị Vân chẳng sợ biết Tạp Mao Điểu là thần giới sinh linh, nhưng cũng bắt đầu lo lắng lên. Chiếu như vậy đi xuống, sợ là không dùng được bao lâu, Tạp Mao Điểu thật sự sẽ quải rớt. Quả đen ta tới. Dương Mỗ Nhân mở miệng, thanh âm khàn khàn. Nói tiếp, người mẹ nó cấp tiểu gia ta nhìn qua tới, ta sẽ không làm ngươi liền như vậy quải rớt, ta còn chờ ngươi cùng ta cùng nhau lên trời lộ, đi thiên giới, còn chờ ngươi mắng ta nhược kê. Biết sao ngươi không mắng ta nhược kê, ta ngược lại không thói quen, tuy rằng mỗi một lần ta đều biểu hiện ra thực phản cảm ngươi mắng ta nhược kê. Kỳ thật ta đều thói quen, thậm chí cảm giác thực thân thiết, chính như ta mắng ngươi là Tạp Mao Điểu giống nhau. Dương Nghị Vân lại nhảy lầm bầm lầu bầu ở đối với Tạp Mao Điểu nói chuyện, cũng mặc kệ nó có thể hay không nghe thấy, dù sao giống như là đối lão bằng hữu phun tào. Nửa giờ sau, Dương Nghị Vân rốt cuộc dừng, bàn tay mở ra, một giọt tử kim sắc sinh mệnh chi thủy xuất hiện, vẻ mặt túc mục nói, này ngoạn ý phi thường chân quý, ước chừng có 100 tích phân lượng, một giọt tích lũy ta tính toán quá. Không sai biệt lắm yêu cầu 100 năm thời gian. Thật sự thực chân quý a, vốn dĩ tính toán là dùng để võ trang mặt khác đại yêu, cấp ngàn năm sau đại chiến làm chuẩn bị, nhưng là hiện tại ta tưởng nói cho ngươi, thứ này liền tính là có 1000 tích 1000 tích, ta đều bỏ được dùng ở trên người của ngươi, chỉ cần ngươi có thể khôi phục lại, chẳng sợ sinh mệnh chi thạch báo hỏng cũng không cái gọi là, cho nên a, ngươi cái Tạp Mao Điểu đừng cô phụ tiểu gia, hiện tại bắt đầu, ngươi cũng tranh điểm khí, cấp tiểu gia tỉnh điểm. Nói chuyện chung Dương Nghị Vân vung tay lên đệ nhất tích tử kim sinh mệnh chi thủy hướng về Tạp Mao Điểu mà đi. Dương Nghị Vân cũng không biết tử kim sinh mệnh chi thủy có thể hay không làm Tạp Mao Điểu khôi phục, nhưng là có một chút hắn tin tưởng, tuyệt đối là có hiệu quả, bởi vì tử kim sinh mệnh chi thủy công hiệu là vô cùng cường đại, xa không phải xanh sẫm sinh mệnh chi thủy có thể so. Một giọt khiến cho tuyết miêu huyết mạch phản tổ, thành tựu thiên mỹ miêu yêu, hơn nữa là cửu vĩ, tương đương là 9 cái mạng một lần nữa đã trở lại. Này trong đó cường đại nhưng thực sự cường đại. Hiện tại liền xem đối Tạp Mao Điểu có bao nhiêu hiệu quả. Sở dĩ trong lòng không đế là bởi vì hắn rõ ràng Tạp Mao Điểu thương thế quá nghiêm trọng, cũng bất đồng với tiên giới bất luận cái gì sinh linh, Tạp Mao Điểu là thần giới sinh linh. Như thế dưới tình huống, hắn trong lòng không đế cũng là bình thường. Dù sao hắn nếu muốn tận biện pháp đi nếm thử, nhất định phải làm Tạp Mao Điểu khôi phục lại. Tử kim sắc sinh mệnh chi thủy, phi lạc mà đi. Dương Nghị Vân còn có một cái lo lắng, có thể hay không bị bốc hơi rớt.
Rốt cuộc tạp mao điểu bản thể là tam túc kim ô là thái dương hóa thân. Vạn nhất bị tạp mao điểu phát ra cực nóng cấp bốc hơi rớt đã có thể thành chê cười. Dương Nghị Vân nhìn tử kim chi thủy mà đi, trong lòng lại là có chút khẩn trương. Cũng may, ngay sau đó không có bất luận cái gì trở ngại, ánh sáng tím chợt lóe trực tiếp tiến vào tạp mao điểu thân thể. Oanh! Toàn bộ không gian độ ấm cùng quang mang bỗng nhiên đại trướng, Dương Nghị Vân cũng cảm nhận được cường đại sinh cơ chi lực bùng nổ, lại là bị hấp thu đi vào, nhưng là gần không đến tam thức thời gian liền biến mất không thấy. Bất quá hắn có thể cảm giác đến tạp mao điểu hơi thở tựa hồ ổn định một ít, không hề như là phía trước như vậy lập lòe không chừng, này liền thuyết minh có tác dụng. Hắn trong lòng đại hỉ, tử kim sắc sinh mệnh chi thủy quả nhiên không làm hắn thất vọng. Dương Nghị Vân chờ đợi kỳ tích phát sinh, chờ đợi tạp mao điểu ở tử kim sắc sinh mệnh chi thủy công hiệu trung thức tỉnh, ở một lần niết bàn. Nhưng mà làm hắn thất vọng chính là, qua vài phút sau, tạp mao điểu hơi thở tuy rằng ổn định xuống dưới, nhưng là tử kim sinh mệnh chi thủy công hiệu cũng tựa hồ hao hết. Suốt một giọt tử kim sinh mệnh chi thủy, khiến cho tạp mao điểu hơi thở ổn định xuống dưới, này quả thực không thể tưởng tượng. Phải biết rằng một giọt tử kim sinh mệnh chi thủy, chính là làm Tuyết Miêu thoát thai hoán cốt, thành tựu cửu vĩ thiên mỹ miêu yêu, tu vi hơi thở thượng Tuyết Miêu trực tiếp đạt tới thông ngộ sáu trọng thiên nông nỗi. Nhưng hiện tại, ở tạp mao điểu trên người một giọt sinh mệnh chi thủy, cư nhiên gần là ổn định hơi thở. Cũng chính là tương đương với bảo vệ tạp mao điểu mệnh, giống như liền thương thế cũng chưa khôi phục, càng miễn bản huyết mạch tăng lên. Đại gia a, ngươi là đại gia, ta tiếp tục uy ngươi. Dương Mỗ Nhân bàn tay tử kim quang mang chợt lóe, đệ nhị tích sinh mệnh chi thủy xuất hiện, vung tay lên lại lần nữa mà đi. Hắn cũng không tin tạp mao điểu là cái động không đáy, tử kim sinh mệnh chi thủy công hiệu hắn biết rõ, khổng lồ vô cùng năng lượng, cũng đủ làm một cái tiểu yêu trở thành đại yêu, một giọt cũng đủ. Hiện tại đối tạp mao điểu tới nói cư nhiên cực kỳ bé nhỏ, quả thực là hố a. Đệ nhị nhỏ giọt đi, lại một lần một tiếng nổ vang. Một lát sau Dương Nghị Vân rốt cuộc cảm nhận được tạp mao điểu trên người tản mát ra cường đại sinh cơ, chói mắt bạch quang lại lần nữa đại tác phẩm, đã nhìn không tới bên trong tạp mao điểu tam túc kim ô bản thể. Hiện tại không sai biệt lắm đi, Dương Nghị Vân lầm bầm lầu bầu. Nhưng mà, tử kim sinh mệnh chi thủy tản mát ra khổng lồ năng lượng lại một lần biến mất không còn một mảnh. Phụ thảo, Dương Nghị Vân này đó nhìn không được bạo thô khẩu. Hai giọt a, còn chưa đủ. Không biện pháp, để tam tích lại lần nữa mà đi. Lúc này Dương Mỗ Nhân thật là thịt đau a. Tử kim sinh mệnh chi thủy, từ nào đó thành đô đi lên nói, đây là ở đoạt lấy càn khôn hồ không gian thế giới sinh cơ lực lượng, 100 năm mới có thể sinh ra một giọt, sinh mệnh chi thạch bên trong chính là một khối chỉnh thể, phân giải xuống dưới cũng mới 100 tích phân lượng, dựa theo cái này số lượng suy tính, yêu cầu suốt một vạn năm mới có thể tích lũy ra tới tiếp theo phân lượng. Hơn nữa này đó phân lượng vẫn là dùng để tẩm bổ càn khôn hồ không gian thế giới, gần chỉ cho hắn tam tích xanh sẫm sinh mệnh chi thủy làm phúc lợi mà thôi. Có thể thấy được tử kim sinh mệnh chi thủy chân quý. Vạn năm mới có thể tích lũy ra tới tiếp theo sử dụng phân lượng. Hắn há có thể không đau lòng. Phải biết rằng tổng cộng 100 tích phân lượng, hắn chính là lưu trữ có trọng dụng. Vân môn rất nhiều đại yêu, còn có sư huynh sư tỷ lão bà hài tử từ. Ở hắn cảm nhận chung rất quan trọng nhân tài có thể cho, liền hắn còn sợ không đủ phân. Hiện tại tạp mao điểu một cái liền tiêu hao rất tam tích, tuy rằng hắn nói mặc kệ sử dụng nhiều ít, hắn đều phải đem tạp mao điểu chữa khỏi, chỉ cần có hiệu quả liền có thể. Sự thật chứng minh hiệu quả là có, khá vậy không ngại ngại hắn đau lòng tử kim sinh mệnh chi thủy. Tạp mao điểu ngươi là ta đại gia biết không, cầu ngươi nhanh lên tỉnh lại đi, đại gia suốt tam tích a. Ta mẹ nó cũng chưa bỏ được dùng một giọt a. Dương Mỗ Nhân ở một bên kêu thảm thiết. Giống như từ trên người hắn cắt thịt. Đương nhiên hắn trong lòng ý tưởng còn lại là, mặc kệ dùng nhiều ít vẫn là đắc dụng, hắn nói qua muốn đem tạp mao điểu cấp khôi phục lại. Để tam tích sinh mệnh chi thủy lại hấp thu chung. Nửa ngày lúc sau lại một lần tiêu hao hầu như không còn. Dương Mỗ Nhân ngoài miệng mắng, lại là cắn răng lại muốn triệu hoán để tứ tích ra tới. Bất quá đúng lúc này, một thanh âm vang lên. Nhược Kê, nhìn ngươi quỷ hẹp hòi bộ dáng, tính tính, lão tử từ bỏ. Thanh âm này nhưng còn không phải là tạp mao điểu thanh âm sao? Dương Nghị Vân cả người đều là run lên, tạp mao điểu ngươi khôi phục sao? Đau lòng tử kim sinh mệnh chi thủy nỗi nhớ nhà đau, nhưng chỉ cần tạp mao điểu có thể khôi phục, so cái gì đều cường.
lão tử dám không khôi phục sao? Lại không khôi phục lại, người cái nhược kê sẽ thịt đau mà chết. Theo tạp mao điểu giọng nói lạc bế, quang mang chói mắt tan đi, Dương Nghị Vân thấy được một con toàn thân đắm chìm trong kim sắc trong ngọn lửa tam túc kim ô. Kỳ thật nhìn qua bán tương thực không tồi, cùng trước kia hoàn toàn bất đồng. Đầu đội kim quan, là thiên nhiên lông chim hình thành kim quan, sinh có ba chân, đuôi bộ chín căn linh vũ, mỗi một cây linh vũ thượng đều có một cái hình tròn như đôi mắt giống nhau đồ án văn lạc, một thân kim sắc lông chim, thật sự là ánh vàng rực rỡ sáng lên, so với bất luận cái gì kim sắc đều chính tông kim sắc. Không hề nghi ngờ tạp mao điểu được đến tiến hóa. Nhìn trong chốc lát, Dương Nghị Vân phản ánh lại đây nói, Thảo, tạp mao điểu ngươi có phải hay không đệ nhất tích tử kim sinh mệnh chi thủy thời điểm cũng đã hảo, cố ý nhiều lừa tiểu ra hai giọt. Hắc hắc, còn không có bổn chết a, tạp mao điểu đắc ý nói. Dương Nghị Vân vô ngữ nhưng đáp, nửa ngày chừng mắt nhìn liếc mắt một cái nói, tính ngươi hận. Kỳ thật nội tâm hắn là phi thường cao hứng, tạp mao điểu rốt cuộc khôi phục. Này so cái gì đều cường. Hơn nữa thực rõ ràng lại biến cường đại rồi, cũng không uổng công hắn tam tích tử kim sinh mệnh chi thủy. Người cái nhược kê tựa hồ cùng trước kia khác nhau rất lớn, gì? Từ từ, tiểu tử ngươi làm cái gì? Ta như thế nào hiện tại nhìn không thấu ngươi? Tựa hồ trong cơ thể có không dưới 5 loại thuộc tính lực lượng, thậm chí là pháp tắc đều có, không đúng không đúng, 6 loại. 7 loại, 8 loại, 9 loại, thiên nột, 10 loại thiên địa chi lực. 10 loại pháp tắc, quỷ A. Tạp mao điểu chớp động cánh quay chung quanh Dương Nghị Vân quan sát, càng là càng xem càng khiếp sợ, trong miệng thét chói tai mà đến. Người mới là quỷ, hạt kêu to cái gì? Dương Nghị Vân trợn trắng mắt, nhưng sắc mặt đắc ý lại là nhìn không được xông ra. Hắn ở tạp mao điểu trong mắt, nhưng cho tới bây giờ không có gì làm tạp mao điểu kinh ngạc, hiện giờ lại là nhìn tạp mao điểu gặp quỷ giống nhau biểu tình, Dương mỗ nhân vẫn là rất đắc ý. Ngươi tiểu tử như thế nào tu luyện, cư nhiên không nổ tan xác mà chết a. Suốt 10 đại thiên địa chi lực, 10 loại pháp tắc kiêm cụ một thân, ngươi cư nhiên không nổ tan xác, chuyện này không có khả năng a, liền tính là thần nhân vậy không ngươi cái này lá gan, dám ở trong cơ thể dung nhập 10 đại pháp tắc. Tạp mao điểu càng nói càng là kinh ngạc. Cân bằng, đại cân bằng hiểu không? 10 đại thiên địa thuộc tính chi lực, đã ở tiểu gia ta trong cơ thể hình thành 10 viên hạt giống, chỉ cần ta tu luyện đi xuống. Chờ đợi hạt giống nảy mầm một ngày, tiểu gia ta đạo hạnh sẽ lao ra phía chân trời. Trước kia tu chân kết đan giai đoạn, tiểu gia ta chính là thập toàn thập mỹ kim đan căn cơ, dùng chết lão nhân nói, tiên giới đều độc nhất vô nhị, đúng rồi, ta loại này thể chất ở thiên giới hoặc là nói thần giới có hay không tồn tại? Dương Nghị Vân cuối cùng hỏi tạp mao điểu. Không có, nghe cũng chưa nghe qua, tạp mao điểu cơ hồ là theo bản năng nói. Ngay sau đó sao sao lấy làm kỳ nói. Tiểu tử ngươi thật đúng là quái thai a. Ngươi trách ta có trách hay không thai, dù sao tiểu gia ta hiện tại tu luyện đã thành vượt qua bình thường tu sĩ tu luyện phương thức, ta không biết khi tốt khi xấu, nhưng liền trước mắt tới xem, không có gì không ổn, ngược lại ở hướng về tốt phương hướng phát triển. Tạp mao điểu không nói ta tình huống như thế nào, ta chính mình rõ ràng, nói ngươi hiện tại tình huống như thế nào. Ngàn năm lúc sau tiểu gia ta muốn chinh chiến tiên giới, diệt kia mấy nhà vương bát đản. Đến lúc đó ngươi nhưng đừng rớt dây xích a. Đối với tạp mao điểu tình huống hiện tại, Dương Nghị Vân đồng dạng nhìn không thấu. Ngàn năm lúc sau sao, thời gian tuy rằng có điểm khẩn, nhưng đến lúc đó lại gặp phải năm đó cái kia thông ngộ bát trọng vương bát đản, liền tính là làm hắn không chết, ta cũng có một trận chiến chi lực, lão tử đường đường tam giới đệ nhất thần ma điểu, thiếu chút nữa bị một nhân tộc tiên nhân cấp xử lý, đây là lão tử vô cùng nhục nhã, thù này đến lúc đó lão tử tự mình báo. Ngươi không phải khoác lác đi. Ngươi cái nhược kê mới là khoác lác. Kế tiếp một người một chim lại bắt đầu đấu võ mồm, cùng năm đó giống nhau. 3 ngày lúc sau Dương Nghị Vân từ tạp mao điểu nơi không gian ra tới, chuẩn xác mà nói là bị tạp mao điểu cấp đuổi ra ngoài, dùng tạp mao điểu nói, lần này từ nhược kê trên người được đến tam thích tử kim sinh mệnh chi thủy thực sự không tồi, hắn phải dùng ngàn năm thời gian tới tiêu hóa, ngàn năm lúc sau chuẩn bị thiêu chết sao băng điện tên kia thông ngộ bát trọng thiên cường giả. Tuy rằng tạp mao điểu hao phí suốt tam thích tử kim sinh mệnh chi thủy, nhưng Dương Nghị Vân vẫn là thật cao hứng, ngoài miệng nói thịt đau, nội tâm kỳ thật thực vui vẻ, rốt cuộc tạp mao điểu cái này ông bạn già khôi phục, cũng tăng lên, đây là ngàn năm sau đại chiến giúp đỡ. Lúc này, Dương Nghị Vân muốn đi tiếp theo cái đại bang tay chạy đi đâu? Đồng dạng hắn phải dùng tử kim sinh mệnh chi thủy, chế tạo ra mấy cái không thua gì thông ngộ bát trọng đại bang tay ra tới.
Đệ nhị đại băng tay, tự nhiên chính là lão cây liễu. Lão biến thái đồng dạng là thần giới sinh linh Niết Bàn, ở trong lòng hắn cũng là đại công thần, bởi vì Vân Môn gặp nạn bị mấy thế lực lớn công kích thời điểm, lão cây liễu trở thành cuối cùng một đạo phòng tuyến, bảo toàn hắn thân nhân bằng hữu cùng Vân Môn rất nhiều đệ tử. Sinh mệnh chi thủy có thể khôi phục tạp mao điểu là có thể khôi phục lão cây liễu, hơn nữa hắn tin tưởng lão cây liễu cũng sẽ đưa tới một lần hoàn toàn mới Niết Bàn, trở thành hắn ngàn năm lúc sau chinh chiến tiên giới đại băng tay. Dương Nghị Vân cảm thấy, cùng với nói hắn ở hỗ trợ trị liệu thương thế, không bằng nói hắn ở sáng tạo một đám thông ngộ cường giả. Tử kim sinh mệnh chi thủy giá trị vô pháp đánh giá, mỗi một giọt đi xuống khôi phục thương thế đã là mang thêm thuộc tính năng lượng, tử kim sinh mệnh chi thủy chân chính giá trị là sáng tạo cường giả. Ở trong tay hắn sáng tạo ra một đám cao giai thông ngộ cường giả ra tới. Này quả thực chính là thần thoại. Nhưng hiện tại lại là sự thật. Hắn đúng là không nghĩ ra, càn khôn hồ rốt cuộc là cái quỷ gì. Xét đến cùng, tử kim sinh mệnh chi thủy ra đời với sinh mệnh chi thạch bên trong, mà sinh mệnh chi thạch ra đời ở càn khôn hồ chung. Hắn Dương Nghị Vân còn lại là càn khôn hồ chủ nhân, sử dụng càn khôn hồ chung trí bảo chủ nhân. Nghịch thiên không phải sinh mệnh chi thạch sinh mệnh chi thủy, bản chất là hắn Dương Nghị Vân. Trong đầu y một đường bay về phía lão cây liễu nơi ngọn núi đỉnh mà đi. Toàn bộ Vân Môn, trừ bỏ Vân Môn tao ngộ đại kiếp nạn thời điểm Tuyết Miêu đem Dương Nghị Vân người nhà bằng hữu cùng một ít Vân Môn đệ tử mang đi một lần lão cây liễu nơi ngọn núi ở ngoài, ngày thường ngọn núi này chính là Vân Môn cấm địa chi nhất. Dương Nghị Vân cũng không biết lão cây liễu thương thế như thế nào, dù sao nghe đại sư huynh nói lúc ấy nếu không phải hoa sen đen kịp thời tới rồi, lão cây liễu sợ là sẽ quải. Có thể nghĩ, lão cây liễu thương thế nhất định sẽ không nhẹ. Bởi vì hắn nhưng là che chở hắn Dương Nghị Vân cha mẹ thê nhi thân nhân bằng hữu cùng với rất nhiều Vân Môn nhỏ yếu đệ tử, sở thừa nhận áp lực có thể nghĩ. Lão cây liễu cái này lão biến thái, kỳ thật cho tới nay đều tự cấp hắn mặt mũi, mặc kệ là ở tu luyện chỉ điểm thượng, vẫn là Vân Môn che chở phương diện mỗi lần hắn nói ra, trước nay không cự tuyệt quá. Đương nhiên cùng Dương Nghị Vân chi gian có quân tử hiệp nghị, lẫn nhau trợ giúp, Dương Nghị Vân trước kia dùng rất nhiều sinh mệnh chi thủy tưới quá lão cây liễu bản thể, làm lão cây liễu tỏa sáng lần thứ hai tân sinh. Mà hiện tại, chờ Dương Nghị Vân phi rơi xuống lão cây liễu nơi đỉnh núi lúc sau, lại là nhìn đến lão cây liễu so lần đầu tiên gặp mặt thời điểm còn muốn thê thảm. Lần đầu tiên gặp mặt lão cây liễu thời điểm, tuy rằng cũng là bị sét đánh quá giống nhau lão cọc cây tử, nhưng ít nhất còn có một chi cành liễu mặt trên có tam phiến cây liễu diệp. Ở lúc sau Dương Nghị Vân dùng sinh mệnh chi thủy tưới hạ, lão cây liễu mọc ra vài điều cành liễu, có thể nói cành lá tốt tươi, nhưng hiện tại hắn thực hiện nhìn thấy chính là một cái lão cọc cây tử, mặt trên một chi một diệp đều không có, nhìn qua cơ hồ là khô khốc xoay. Nếu không phải còn có thể cảm nhận được lão cây liễu có mỏng manh sinh cơ, Dương Nghị Vân đều cho rằng lão cây liễu đã cúp. Quả nhiên, so với tạp mao điều thương còn nghiêm trọng. Cây liễu tiền bối là ta thiếu ngươi, yên tâm ta sẽ làm ngươi thực mau khôi phục lại. Nói chuyện thời điểm, Dương mẫu nhân trong lòng lại một lần bắt đầu thịt đau chung. Bởi vì tạp mao điều tiêu hao hắn tam thích tử kim sinh mệnh chi thủy, hiện tại lão cây liễu ở hắn nghĩ đến cũng ít nhất yêu cầu tam thích mới có thể khôi phục. Bất quá đây là hẳn là, tử kim sinh mệnh chi thủy tuy rằng chân quý, nhưng Dương mẫu nhân biết cấp lão cây liễu dùng, có thể tạo được đại tác dụng, ở trong tay hắn sẽ chế tạo ra cái thứ hai cao giai thông ngộ tới. Còn có cái trọng điểm là, trước kia lão cây liễu đều là không thể rời đi đỉnh núi, không biết vì cái gì, Dương Nghị Vân không hỏi qua, nhưng lần này hắn hy vọng có thể giúp lão cây liễu giải quyết vấn đề này. Vung tay lên tam thích tử kim sinh mệnh chi thủy đồng thời mà đi. Ngay lập tức chi gian dừng ở lão cây liễu khô khốc bản thể thượng, tử kim quang mang chợt lóe biến mất không thấy. Oanh! Bỗng nhiên chi gian vô hình chung một đạo khí lãng từ lão cây liễu bản thể tản mát ra đi, khuếch tán ở toàn bộ Vân Môn. Rồi sau đó lại là hết thảy khôi phục tới rồi bình tĩnh bên trong. Không thể nào, Dương Nghị Vân đợi nửa ngày, trong tầm mắt lão cây liễu bản thể cư nhiên không phản ứng. Chẳng lẽ suốt tam tích còn chưa đủ à? Dương Nghị Vân trong lòng muốn lấy máu. Tử kim sinh mệnh chi thủy, dùng một giọt thiếu một giọt. Liền ở hắn thịt đau chuẩn bị sử dụng để tứ thích tử kim sinh mệnh chi thủy cấp lão cây liễu thời điểm, đột nhiên hắn phát hiện một cái rất nhỏ biến hóa xuất hiện. Đó chính là, đại địa ở rất nhỏ run rẩy. Ân, có biến hóa. Quả nhiên Dương Nghị Vân thần thức đảo qua, phát hiện bùn đất phía dưới, vô số bản căn đan sen dễ cây ở động,
tản ra nhàn nhạt năng lượng hơi thở. Cái này Dương Nghị Vân rốt cuộc yên tâm. Nguyên lai có phản ứng, bất quá lại là từ rễ cây bắt đầu biến hóa. Tuy rằng chậm, nhưng lại là vô số căn chi ở động, hơn nữa chậm rãi hướng về cọc cây lan tràn mà đi. Đây là một lần tân sinh, thuộc về lão cây liễu tân sinh. Dương Nghị Vân thực chờ mong lão cây liễu sẽ xuất hiện biến hóa. Quan sát một phen Dương Nghị Vân biết, cái này quá trình hẳn là yêu cầu một ít thời gian, cho nên hắn đi tới đỉnh núi đứng ở bên cạnh, cường đại thần thức nháy mắt bao phủ toàn bộ vân môn. Ngay sau đó trong lòng vừa động, chân chính 90 tích sinh mệnh chi thủy xuất hiện. Hắn thần thức liên hệ tới rồi 90 cái dùng tử kim sinh mệnh chi thủy đối tượng. Trong đó bao gồm hắn sở hữu nữ nhân, mấy cái hài tử, 4 cái đồ đệ, Lão Phương, Trần Thất Tiên, Khâu Vân, 2 vị sư huynh, tiểu sư tỷ Cơ Tím Hà, Đông Phong Hạo ông trời tử cùng huynh đệ Phương Đông người sát, Đỗ Kiệt Bân, mẫu đơn nương nương, Lục Bằng Bân từ từ đối vân môn từng có công lao khổ lao. Hoặc là nói Dương mẫu nhân trong lòng để ý người. Đương nhiên còn có Tiểu Phượng Hoàng, Điêu Nhi, Hầu Đậu Đậu, Tử Kim Công Công, Thử Vương, Cá Trạch, 11 cái tiến giai đến thông ngộ nhất trọng thiên trưởng lão đoàn thành viên, còn có một ít cá biệt bước vào thông ngộ vân môn đệ tử vi vi. Dù sao hắn tuyển ra 90 cái, bởi vì Tử Kim sinh mệnh chi thủy liền nhiều như vậy, trên người hắn chỉ còn lại có tam thích mà thôi. Thần thức truyền âm cho mỗi một cái, làm cho bọn họ dùng đi xuống. Hảo hảo tu luyện, có thể có bao nhiêu đại tạo hóa, liền xem cá nhân cơ duyên. Dương Nghị Vân tin tưởng, ngàn năm lúc sau, mỗi một cái dùng quá tử kim sinh mệnh chi thủy người, đều có thể lớn nhất trình độ tăng lên tiềm lực ra tới. Hảo hảo tu luyện một giọt tử kim sinh mệnh chi thủy tăng lên không chỉ có riêng là một cái tiểu cảnh giới hoặc là đại cảnh giới đơn giản như vậy. Có thể làm hắn làm, mặt sau liền xem chính bọn họ. Tử kim sinh mệnh chi thủy, không chỉ có riêng đối yêu tộc hiệu quả hảo. Hắn phát hiện đối nhân tộc đồng dạng. Đây là khổng lồ thiên địa chí bảo, không đơn thuần chỉ là chất chứa sinh cơ đơn giản như vậy. Vung tay lên 90 tích sinh mệnh chi thủy hướng về vân môn các góc mà đi. Phân tán tới rồi Dương Nghị Vân lựa chọn mỗi người trong tay. Làm xong này hết thảy sau, Dương mẫu nhân hạ lệnh hắn bế quan, không có trọng đại việc, không nỡ đánh nhiễu. Bên kia lão cây liễu ở khôi phục chung, hoặc là nói ở hấp thu tử kim sinh mệnh chi thủy. Mà Dương Nghị Vân còn lại là khoanh chân làm xuống dưới, bắt đầu bế quan. Hắn tu luyện phương thức đã hoàn toàn nhảy ra bình thường tu luyện vòng, ở cũng không có người có thể chỉ điểm, cũng không có tham khảo, chỉ có thể chính mình đi sờ soạng tu luyện. Bất quá có một cái điểm mấu chốt hắn lại rõ ràng, đó chính là không liều lĩnh, con đường này hắn liền có tin tưởng đi chính xác. Cho tới bây giờ, trong thân thể hắn dung hợp thiên địa 10 đại lực lượng lúc sau, có 10 loại thuộc tính lực lượng hạt giống. Mang thêm 10 đại thuộc tính pháp tắc. Tiên tinh trong vòng là một cái đại cân bằng. Cũng không có xuất hiện bất luận vấn đề gì, ngược lại hắn cảm giác chính mình tu luyện tăng lên ở không có lúc nào là tiến hành. Bởi vì có một cái phi thường rõ ràng biến hóa là, trong cơ thể 10 đại lực lượng hạt giống, đang không ngừng biến đại ngưng tụ càng thêm tinh xảo. Hắn cho chính mình tiên tinh trong vòng 10 đại lực lượng hạt giống, đặt tên vì đạo chủng. Tuyệt đối tên này thực chuẩn xác. Bởi vì tu đạo, vốn chính là mượn thiên địa chi lực mà cường đại tự thân, thiên địa chi lực đó là thiên địa chung tồn tại 10 đại thuộc tính lực lượng, bất luận cái gì một cái tu luyện sinh linh đều không rời đi 10 đại lực lượng. Mà hắn hiện tại trong cơ thể hội tụ 10 đại lực lượng, hơn nữa ngưng tụ thành điểm, ở tiên tinh trong vòng hóa thành 10 loại thuộc tính hạt giống, xưng là đạo chủng ở thích hợp bất quá. Đây là hắn lựa chọn tu luyện chi lộ, cũng là hắn sau này phải đi đại đạo. Này chờ tu đạo chi lộ, Dương mẫu nhân xưng là nuốt thiên chi đạo. Bởi vì muốn đem thiên địa chung hết thảy lực lượng nuốt nạp tiến chính mình trong cơ thể, do đó sáng lập ra một cái hoàn toàn mới tu luyện hệ thống. Tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả tu luyện hệ thống. Bực này tu luyện phương pháp, Dương Nghị Vân có phi thường lớn mật ý tưởng, đó chính là từ lúc bắt đầu tu luyện liền có thể đánh hạ một cái căn cơ. Sau này chiêu số liền như vậy đi, hắn cũng không biết đi đến cuối cùng, sẽ phát sinh cái gì biến hóa. Nhưng nhất định so với tầm thường tu luyện cường đại hơn. Bởi vì người khác tu luyện giống nhau là hấp thu một loại thuộc tính lực lượng hoặc là xuất hiện một cái song thuộc tính linh căn tu luyện, như thế một đường kết đan mà đi, cuối cùng thành tiên cũng chỉ bất quá là nương cường đại tu vi, nhiều nhất trong cơ thể cất chứa ngũ hành chi lực mà tu luyện, nhưng ở đi lên chính là phá quái cân bằng, tất nhiên là nổ tan xác mà chết kết quả. Nhưng hắn lại là cố tình là cái quái thai, ước chừng hấp thu trong thiên địa 10 đại thuộc tính lực lượng. Không có nổ tan xác mà chết, ngược lại đại thành một loại đại cân bằng.
Đương nhiên này cùng hắn ngay từ đầu thể chất có quan hệ, bởi vì hắn kết đan thời điểm, chính là thập toàn thập mỹ thể chất, cho nên trời sinh là có thể cảm ứng được cùng cất chứa 10 đại thiên địa chi lực. Như thế mới tạo thành hắn hiện tại tiên tinh trong vòng ngưng tụ mà ra 10 đại thiên địa thuộc tính lực lượng đạo chủng kết quả. Bất quá thật là vô cùng cường đại. Cảnh giới thượng tuy rằng rốt cuộc không chỉnh quá, như cũ là tiên tôn chi cảnh, nhưng bộc phát ra tới lực lượng, cũng đủ hắn chém giết thông ngộ ngũ trọng thiên, thậm chí là 6 trọng thiên cấp bậc. Đây là kiểu gì nghịch thiên? Dương Nghị Vân đối chính mình trong cơ thể tình huống, không có đối ai nói khởi quá, chỉ có chính hắn rõ ràng, hiện tại trong cơ thể có bao nhiêu đáng sợ. Có cái cảm giác là, chờ trong cơ thể 10 đại thuộc tính lực lượng hạt giống, có một ngày nảy mầm thời điểm, sẽ là hắn thực lực nghịch thiên thời điểm, tu luyện tái sinh một cái đại bậc thang, hoặc là nói ở tiến vào một cái hoàn toàn mới tu luyện cảnh giới thời điểm. Cái này ý tưởng kỳ thật từ lúc bắt đầu liền rất mãnh liệt, hắn cũng vẫn luôn ở tin tưởng vững chắc, hắn có thể làm trong cơ thể 10 đại thuộc tính hạt giống nảy mầm. Hiện tại bế quan, cần phải làm là hướng tới cái này phương hướng đi nỗ lực. Hắn có vô cùng mãnh liệt trực giác, có thể thành công, con đường này là đúng. Bất quá có cái vấn đề là, hắn muốn đi giải quyết. Vấn đề này đó là, tu luyện công pháp vấn đề. Hắn càn khôn tạo hóa công, từ trong cơ thể cất chứa 10 đại lực lượng hạt giống lúc sau, tuy rằng cảm giác như cũ có thể thông thuận vận chuyển, thậm chí so trước kia càng vì lưu loát, nhưng hắn lại là biết, cái này công pháp đã cùng hắn trước mắt trạng thái không thích hợp. Nếu muốn làm trong cơ thể 10 đại đạo loại nảy mầm, nhất định phải thay đổi công pháp, nếu không hắn vĩnh viễn cũng tăng lên không đến tiếp theo cái cảnh giới đi. Công pháp thay đổi đâu chỉ thiên nan vạn nan, hơn nữa muốn thay đổi chính là càn khôn tạo hóa công. Này ở trước kia Dương Nghị Vân cảm thấy là người si nói mộng. Nhưng hiện tại hắn muốn đi nếm thử một chút, chung quy là cải tạo, mà không phải hoàn toàn sáng tạo. Bởi vì có cái này cơ sở. Càn khôn tạo hóa công vốn dĩ chính là chí cao vô thượng công pháp, là đến từ thiên giới, thậm chí có khả năng càng thần bí công pháp, hiện tại như cũ có thể đối ứng trong thân thể hắn biến hóa vận chuyển, nhưng mà Dương Nghị Vân lại là cảm thấy, trước sau kém một chút cái gì. Không thể nói tới, đương vấn đề này hắn suy nghĩ thật lâu mới phát hiện xuất hiện ở công pháp tu luyện thượng, cho nên vào tay cải tạo, ở càn khôn tạo hóa công cơ sở thượng cải tạo. Cải tạo đến thích ứng chính mình trong cơ thể 10 đại đạo loại nông nỗi. Hắn liền tính thành công. Tới lúc đó, hắn tin tưởng chính mình tu luyện chính là một cái hoàn toàn mới cảnh giới. Nói khó cũng không khó, nói dễ dàng tự nhiên không dễ dàng, nhưng rất nhiều chuyện đều yêu cầu đi nếm thử mới biết được. Công pháp cải tạo yêu cầu vô số lần tính toán cùng suy đoán, đây là bước đầu tiên, nhưng này khả năng yêu cầu phi thường khổng lồ thời gian tới chống đỡ. Đối với vấn đề thời gian, ngàn năm sợ là không đủ. Bất quá Dương Nghị Vân có một cái thật lâu chưa từng dùng qua thần thông lại là có thể trợ giúp hắn giải quyết vấn đề này. Đó chính là năm đó hắn nuốt vào hoa sen đen sống núi lúc sau được đến hắc ám không gian, một cái tinh thần ý thức có thể tiến vào phong bế không gian, một so 100 thời gian không gian. Bên ngoài một ngày, hắc ám không gian 100 thiên. Thời gian này cũng đủ hắn đi đem càn khôn tạo hóa công cải biến thành nhất thích hợp chính mình tu luyện công pháp. Bởi vì hắn có 1000 năm thời gian. Ở hắc ám không gian chính là 1000 năm 100 lần, vậy là đủ rồi. Hít sâu một hơi Dương Nghị Vân ý thức chìm vào vô biên trong bóng đêm, hắn bắt đầu triệt triệt để từ đầu tới đuôi nghiên cứu đi càn khôn tạo hóa công, đối ứng chính mình trong cơ thể biến hóa đi suy đoán cải biến. Ở hắc ám không gian Dương Nghị Vân căn bản không cần lo lắng vấn đề thời gian, hắn tính hạ tâm tới cẩn thận nghiên cứu càn khôn tạo hóa công, lại kết hợp tự thân trong cơ thể trạng huống. Bắt đầu rồi suy đoán, ít nhất lý luận thượng nếu không ra một chút ít sai lầm mới được. Cùng tu luyện có quan hệ bất luận cái gì sự đều là tu hành, Dương Nghị Vân bắt đầu rồi nghiên cứu cải tạo thích hợp chính mình tu luyện công pháp tu hành. Thời gian ở hắc ám không gian nhanh chóng xói mòn. Dương Nghị Vân lại là hồn nhiên bất giác. Quả nhiên cải tạo tu luyện công pháp không có chính mình trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Ở hắc ám không gian hắn ý thức thể, tiến hành nhất biến nếm thử. Chỉ chớp mắt 300 năm qua đi, hắn lại là không có đầu mối. Như vậy đi xuống không thể được a. Dương Nghị Vân ngừng lại tự nói, hắn biết muốn thay đổi ý nghĩ, nếu không chính là 3000 năm hắn cũng sẽ không có thu hoạch. Đương nhiên hắn cũng không nóng nảy, càng là sốt ruột liền càng là sẽ không có manh mối, dù sao thời gian là cũng đủ, ngoại giới 1000 năm thời gian, hắn ở hắc ám không gian thời gian chính là 10 vạn năm. Thời gian thực sung túc. Chỉ cần hắn có thể tĩnh hạ tâm tới nghiên cứu là có thể thành.
Bất luận cái gì sự, đều yêu cầu lần lượt đi nếm thử mới được, hắn tin tưởng chỉ cần chính mình nghiêm túc, liền nhất định sẽ có thu hoạch. Kế tiếp Dương Nghị Vân cũng thay đổi một cái ý nghĩ, đem chính hắn thân thể hoàn toàn bắt chước ra tới. Tuy rằng ở hắc ám không gian là ý thức thể, nhưng là như cũ có thể bắt chước ra tới, bao gồm trong cơ thể ngũ tạng mạch máu từ từ, đương nhiên quan trọng nhất đan điền trung tiên tinh thể, tiên tinh trong vòng 10 đại thuộc tính lực lượng hạt giống cũng hoàn toàn bắt chước ra tới, như thế hắn có thể càng thêm lập thể rõ ràng đi nghiên cứu. Kỳ kinh bát mạch hành công lộ tuyến tất cả đều xuất hiện. Dương Nghị Vân bắt chước vận chuyển công pháp, cẩn thận đi quan sát chính mình trong cơ thể công pháp vận chuyển mỗi một cái chi tiết, thậm chí là tiên tinh biến hóa, pháp lực hành tẩu ở mỗi một chỗ dao động từ từ, muốn nhiều tinh tế có bao nhiêu tinh tế. Chậm rãi Dương Nghị Vân nhìn ra một chút môn đạo. Hắc ám không gian 1000 năm lúc sau, Dương Nghị Vân rốt cuộc nghiên cứu thấu trong cơ thể về công pháp vận chuyển thời điểm kinh mạch lộ tuyến biến hóa. Lại quá 1000 năm, hắn đối tiên tinh biến hóa quen thuộc. Cái thứ ba 1000 năm đối tiên tinh trong vòng 10 đại đạo loại biến hóa quen thuộc. Tiếp được bắt đầu nghiên cứu 10 đại đạo loại chi gian thuộc tính hòa bình hành, cái này phân đoán nhưng không đơn giản quan hệ hắn cải tạo công pháp, nếu nghiên cứu thấu cân bằng vấn đề, hoặc là nói 10 đại thuộc tính lực lượng lẫn nhau chi gian đối ứng sở sinh ra biến hóa, sẽ đối thực lực của hắn đều sinh ra thật lớn biến hóa, cho nên cái này phân đoạn Dương Nghị Vân quan sát phi thường cẩn thận. Chân chính tam vạn năm sau, Dương Nghị Vân rốt cuộc đem 10 đại đạo loại chi gian quan hệ biết rõ ràng nhìn thấu triệt, đột nhiên hắn tâm hồn tựa hồ lại một lần khai một phiến đại môn. Đối thiên địa chi gian tự nhiên chi đạo hoặc là nói đại đạo đều có một cái càng sâu nhận thức. Dương Nghị Vân nội tâm nhìn không được kinh hỉ, này một vạn năm đối 10 đại đạo loại hiểu biết nhận chi, sẽ đối hắn ở 10 đại thuộc tính lực lượng cùng pháp tắc các phương diện khởi đến điên đảo tính chất thay đổi. Kế tiếp bắt đầu nếm thử cải tạo công pháp. Lại là tân 1000 năm, 3000 năm, 5000 năm, 1 vạn năm. Dương Nghị Vân mỗi một lần cải tạo công pháp vận chuyển tu luyện, liền nếm thử vận chuyển một lần, cảm thụ một chút đối hấp thu thiên địa lực lượng, đối vận công vận chuyển dao động, đối trong cơ thể ngũ tạng trăm khiếu ảnh hưởng, đối tiên tinh biến hóa, đối tiên tinh trong vòng 10 đạo đạo chủng vận hành biến hóa vi vi. Chỉ cần là một chỗ không đúng, hắn liền tiếp tục nghiên cứu tiếp tục làm cải biến, gắng đạt tới đem mỗi một cái chi tiết làm được hoàn mỹ. Như thế suốt đi qua 7 vạn năm sau, Dương Nghị Vân không biết chính mình suy đoán nếm thử bao nhiêu lần lúc sau rốt cuộc dừng. Đã nếm thử cải biến tới rồi hắn ý thức đều chết lặng nông nỗi. Cuối cùng là mỗi một cái chi tiết, đều đạt tới hắn vừa lòng nông nỗi. Phía trước phía sau thêm lên, ở hắc ám không gian tương đương hắn nghiên cứu suốt 7 vạn 5.000 năm, rốt cuộc đem tu luyện công pháp làm được cùng chính mình trong cơ thể phù hợp trình độ. Kế tiếp đó là chân chính thí nghiệm. Đương nhiên ở hắc ám không gian ý thức thể bắt chước, đã đạt tới sẽ không ra bất luận cái gì vấn đề nông nỗi, nhưng chung quy là bắt chước. Bất quá Dương Nghị Vân đã phi thường vừa lòng. Tin tưởng cơ bản định hình, có thể. Càn khôn tạo hóa công, kỳ thật đến bây giờ mới thôi, đã bị hắn hoàn toàn cải biến 7 thành nhiều, hoàn toàn có thể nói đại biến dạng, nguyên lai cơ sở chỉ để lại tam thành. Hiện tại Dương Nghị Vân cảm thấy, đã không phải càn khôn tạo hóa công. Mà hẳn là xưng là càn khôn đạo chủng công càng vì thích hợp. Bởi vì hắn hoàn toàn này đây 10 đại đạo loại trung tâm đi cải biến. 10 đại đạo loại đó là tiên tinh trong vòng 10 đại thuộc tính lực lượng hạt giống, ở hắn cải biến chung, tương lai theo tu luyện tăng lên, 10 đại đạo loại sẽ nảy mầm, hội trưởng thành 10 viên che trời đại thụ. Cho nên hắn cải biến qua đi công pháp, tiềm lực lớn hơn nữa, so với càn khôn tạo hóa công tiềm lực đều lớn vô số lần. Hiện tại 10 đại đạo loại mới là 10 viên hạt giống, nảy mầm cũng chưa bắt đầu, khoảng cách về sau trưởng thành vì 10 viên che trời đại thụ, còn kém cách xa vạn dặm xa xôi. Cũng cho nên, hắn đối càn khôn tạo hóa công cải tạo so với trước kia tiềm lực lớn vô số. Cung cấp với hắn sáng tạo thuộc về chính mình công pháp. Tu luyện trung tâm đó là công pháp, Dương Mỗ Nhân chính mình cũng không biết này ý nghĩa cái gì. Thật sự là kinh thiên động địa. Còn có một chút là... Dương Mỗ Nhân đồng dạng có khổng lồ dã tâm. Cái này dã tâm đương nhiên không phải ích lợi phương diện, mà là ở công pháp nghiên cứu thượng. Ở hắn nghĩ đến, chờ ngày sau chính mình trưởng thành đến trình độ nhất định thời điểm, chờ công pháp tu luyện không có vấn đề thời điểm, liền đem chính mình cải tạo ra tới càn khôn đạo chủng công truyền thụ đi ra ngoài. Truyền thụ cấp vân môn đệ tử. Đương nhiên hắn biết điểm này rất khó, nhưng là tin tưởng là có thể giải quyết vấn đề này.
Chỗ khó ở chỗ hắn là căn cứ chính mình thể chất cải biến mà ra cái này tu luyện công pháp, thậm chí là thay đổi một loại tu luyện hệ thống. Muốn tu luyện càn khôn đạo chủng công nhất định phải có được cùng hắn giống nhau thập toàn thập mỹ thể chất, hoặc là nói trong cơ thể nếu có thể đồng thời hấp thu cất chứa trong thiên địa 10 loại thuộc tính lực lượng mới được. Nhưng muốn ở xuất hiện một cái cùng hắn giống nhau thể chất người, nghĩ đến sợ là đã không có đi. Bất quá mọi việc không có tuyệt đối, tiên giới cuồn cuộn, thậm chí vũ nội được xưng tam giới, sinh linh vô số, ai có dám nói không có cái thứ hai thập toàn thập mỹ người xuất hiện đâu. Liền tính là không có, kỳ thật cũng không quan trọng, có thể nghĩ cách. Bởi vì công pháp hắn đã sáng tạo ra tới, đến nỗi thể chất đồng thời hấp thu 10 đại lực lượng vấn đề, hoàn toàn có thể nghĩ cách, thế gian thiên tài địa bảo vô số, pháp thuật pháp khí trận pháp từ từ càng là nhiều đếm không xuể, thay đổi thể chất đồng thời hấp thu 10 loại lực lượng vấn đề, hoàn toàn có thể mượn dùng ngoại lực. Hoặc là nói muốn biện pháp dùng đan dược thay đổi thể chất, này đó đều là có thể đi nghiên cứu phương hướng. Chỉ cần có người đi làm, liền nhất định sẽ có thu hoạch xuất hiện. Dương Nghị Vân trực giác nói cho hắn, đây là có thể làm đến. Hắn trong lòng âm thầm ghi nhớ, trở về sau đem càn khôn đạo chủng công không ngừng lại hoàn thiện, liền có thể đi nếm thử phương diện này nghiên cứu. Nếu một khi thành công, hắn sẽ sáng lập ra một cái khác tu luyện hệ thống. Đây là vô cùng vĩ đại sáng kiến. Ngẫm lại hắn đều cảm thấy tâm tình mênh mông. Thật muốn là thành công, làm về sau vân môn đệ tử đều có thể tu luyện càn khôn đạo chủng công, có thể nghĩ tốc độ tu luyện sẽ kiểu gì cực nhanh, kiểu gì nghịch thiên. Ngẫm lại người khác tu luyện hấp thu thiên địa chi lực tốc độ là gấp đôi, hấp thu thuộc tính lực lượng là một loại, mà người tu luyện là người khác gấp 10 lần, hấp thu lực lượng là suốt 10 loại, chuyển hóa thành pháp lực là gấp 10 lần, là 10 loại, bực này quang cảnh, ở cùng cấp bậc còn không phải vô địch. Đương nhiên làm lên tất nhiên cũng là thiên nan vạn nan, bất quá Dương Nghị Vân biết chính mình cái này ý tưởng là được không, chuyện này hắn chuẩn bị phân phó đi xuống, làm vân môn về sau hạng nhất tối cao nghiên cứu, chuyên môn thành lập một cái bộ môn, đi nghiên cứu, một khi thành công, sẽ là kinh thiên động địa thành quả. Đến lúc đó vân môn chính là chân chính tường đồng vách sắt giống nhau tiên môn, sẽ trở thành tiên giới chân chính siêu thoát thế lực, là có thể vĩnh cửu truyền thừa đi xuống tông môn thế lực. Tiếp được Dương Nghị Vân đem này một phần kích động áp xuống, trong lòng vừa động từ hắc ám không gian đi ra ngoài, ý thức trở về bản thể. Hắn tiến vào chân chính thực chất hóa tu luyện giai đoạn, chỉ cần thành công, liền chứng minh chính mình đi con đường này đi đúng rồi. Đi bước một vận chuyển càn khôn đạo chủng công dựng lên. Bỗng nhiên chi gian thiên địa bốn phương tám hướng 10 đại thuộc tính lực lượng chen chúc mà đến. Tương tự 10 điều dòng suối nhỏ hố nhập sông lớn tiến vào trong thân thể hắn. Ầm ầm ầm. Liền tại đây một khắc, thiên địa cửu tiêu phía trên, xa xôi không biết cuối, vang lên từng tiếng nổ vang, như là tiếng sấm tiếng động. Toàn bộ tiên giới đều nghe được thanh âm này. Một tiếng tiếp theo một tiếng, không nhiều không ít liên tiếp vang vọng 10 thanh lúc sau mới biến mất. Mà Dương Nghị Vân lại là tại đây một khắc cả người đều vì này chấn động. Mạc danh hắn tại đây một khắc tựa hồ cảm thụ xa xôi trên 9 tầng trời, thậm chí là xa hơn càng sâu địa phương, phảng phất cảm nhận được cái gì triệu hoán. Bất quá quá mức xa xôi, muốn đi cẩn thận cảm thụ thời điểm, lại là biến mất. Nhưng lại là trong nháy mắt hắn cảm nhận được chính mình cùng thiên địa chi gian vô hình chung pháp tắc, năng lượng càng gần một bước. Ngoại giới đi qua 7-8-50 năm, khoảng cách Dương Nghị Vân hạ lệnh phong sơn ngàn năm lúc sau tuyên chiến mấy thế lực lớn. Dư lại không đủ 250 năm. Dương Nghị Vân cải tạo càn khôn đạo chủng công lúc sau, tiến vào thực chất tính chất tu luyện giai đoạn. Hắn thành công sao? Đương nhiên thành công. Không có người biết đến là, ở hắn tu luyện càn khôn đạo chủng công vận chuyển đệ nhất hạ công pháp một viên, cửu thiên chỗ sâu trong vang lên 10 thanh nổ vang. Đây là một loại thiên địa dấu hiệu. Thậm chí còn Dương Nghị Vân chính mình cũng không biết. Bất quá toàn bộ tiên giới sinh linh lại là đều nghe được này 10 thanh nổ vang. Ai cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng lại là trong lòng có cảm, đây là thiên địa dấu hiệu. Cũng không biết là tốt là xấu. Nhưng lại là đều cảm thụ tới rồi một cổ tăng cường cảm. Loại cảm giác này chính là đến từ tu hành sinh linh đối đại đạo hiểu được lý giải. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tiên giới các bí ẩn nơi, một ít lão quái vật đều trong lòng phát ra một tiếng cảm thán. Tiên giới muốn thời tiết thay đổi. Đương nhiên làm đương sự, Dương Mỗ Nhân lại là không biết, hắn một cái công pháp cải tạo ra lớn như vậy động tĩnh. Giờ phút này hắn cũng không có thời gian đi quản ngoại giới, như cũ hai mắt nhắm nghiền ở tu luyện. Một cái chu thiên vận chuyển tu luyện xuống dưới,
không phát sinh bất luận cái gì khác thường, cùng ở hắc ám không gian bắt chước giống nhau như đúc, không thành vấn đề. Trên thực tế cũng sẽ không xuất hiện vấn đề, bởi vì hắn bắt chước suy đoán không biết bao nhiêu lần. Hắn thành công. Chính mình cải biến càn khôn đạo chủng công thành. Dương Nghị Vân áp chế nội tâm kích động, tiếp tục tu luyện, còn có cũng đủ một bước, trong cơ thể hấp thu tiến vào 10 đại lực lượng nạp vào tiên tinh các vị 10 đại thuộc tính đạo chủng, lẫn nhau cân bằng chính là thành công. Thật cẩn thận mà đi. Tiên tinh trong vòng 10 đại đạo loại ngũ quang thập sắc dựng lên, trong thân thể hắn đỏ lên từng tiếng nổ vang, pháp lực ở tăng nhiều. Đạo chủng ổn định, lực lượng lại ở tăng trưởng. Thần thức cảm giác bên ngoài cơ thể, chu thiên trong vòng, 10 đại thuộc tính pháp tắc theo đạo chủng tăng cường mà ở tăng cường. Hết thảy tiến vào chính quy. Dương Nghị Vân trong lòng vừa động, vận chuyển tốc độ nhanh hơn. Thiên địa bốn phương tám hướng năng lượng càng thêm nhanh chóng, từ lúc bắt đầu hấp thu trăm dặm phạm vi thiên địa lực lượng, một chút kéo dài mà đi. Ngàn dặm, 2000 dặm, đến cuối cùng 1 vạn phạm vi thiên địa năng lượng đều ở cuồn cuộn không ngừng hướng về hắn hội tụ, do đó tiến vào trong cơ thể, tiến vào tiên tinh tiến vào 10 đại đạo loại trong vòng. Liên tính là như thế, Dương Nghị Vân không chỉ có không dừng lại, ngược lại đem mới vừa chuyển đi chuyển hấp thu tốc độ lại lần nữa nhanh hơn tới rồi cực hạn nông nỗi. Bởi vì hắn tiên tinh trong vòng 10 đại đạo loại sắp nảy mầm. Như thế tình huống vẫn luôn rằng có 240 năm lâu thời điểm, rốt cuộc có một ngày nào đó có thay đổi. Mà lúc này hắn hấp thu thiên địa chi lực năng lượng phạm vi đã khuếch tán tới rồi khủng bố 10 vạn dặm phương ngôn. Biến hóa này đầu tiên dọa hư chính là Vân Môn mọi người. Bởi vì tất cả mọi người cảm giác thiên địa năng lượng càng ngày càng loãng, hơn nữa ở hướng về cùng cái phương hướng sói mòn hội tụ. Như thế tình huống ở Dương Nghị Vân tu luyện 200 năm thời điểm, rất nhiều bế quan người sôi nổi bị kinh động xuất quan. Chờ đại gia vừa thấy, hảo gia hỏa cư nhiên ở lão cây liễu nơi đỉnh núi cấm địa. Đại gia vốn tưởng rằng là lão cây liễu, kết quả phát hiện cư nhiên là Dương Nghị Vân. Vân Trường Sinh, Tử Kim Công Công, Sao Trời Tử, Cơ Tím Hà, Tuyết Miêu, Tiểu Phượng Hoàng, Hầu Đậu Đậu, Cá Trạch. Ngay cả từ ở phía chân trời độc lập không gian tạp mao điểu cũng phát hiện không thích hợp sau xuất quan. Một cái tiếp theo một cái xuất quan. Vốn dĩ tính thời gian, khoảng cách Dương Nghị Vân hạ lệnh phong sơn thời gian cũng không mấy năm, thiên địa năng lượng sói mòn cũng ảnh hưởng bọn họ bế quan tu luyện, đơn giản xuất quan xem xét, lại vẫn là phát hiện như thế đại động tĩnh cư nhiên là Dương Nghị Vân. Đại sư huynh chân chính 10 vạn giảm phạm vi thiên địa năng lượng A, người nói tiểu sư đệ có thể hay không nổ tan xác mà chết A, quá khủng bố A. Lại là tùy tiện Cơ Tím Hà nói há mồm tới như vậy một câu. Kết quả. Mai Tỷ, Khổng Tước, Tuyết Miêu từ Dương Nghị Vân một chúng nữ nhân ánh mắt tất cả đều dừng ở Cơ Tím Hà trên người. Mỗi một cái ánh mắt phảng phất lại nói, có thể hay không nói chuyện. Sẽ không nói liền câm miệng. Hắc hắc ta chính là thuận miệng vừa nói. Đại gia đừng nóng giận ha phản ứng lại đây Cơ Tím Hà xấu hổ một chút chui vào đại sư huynh phía sau. Tiểu sư muội a, lo lắng phương thức luôn là không giống người thường, ha 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 Sao Trời Tử cười. Cơ Tím Hà trừng mắt nhìn qua đi, hai người liền phải đấu võ mồm. Kết quả làm đại sư huynh Vân Trường Sinh còn lại là giơ tay nói, đều an tĩnh một chút, tiểu sư đệ tu luyện ở mấu chốt kỳ, đều đừng quấy rầy. Tuy rằng mọi người đều ở mấy ngàn mét ở ngoài giữa không trung nhìn. Nhưng Vân Trường Sinh như cũ mở miệng làm mọi người đều đừng quấy rầy Dương Nghị Vân. Hắn một phát lời nói tất cả mọi người an tĩnh xuống dưới. Như thế khổng lồ khủng bố thiên địa năng lượng tất cả đều hấp thu vào Dương Nghị Vân thân thể, nói thật mỗi người đều lo lắng Cơ Tím Hà vừa rồi nói cái kia vấn đề. Nói không khẩn trương đó là giả. Không sai biệt lắm hơn 800 năm tu luyện, ở đây tất cả mọi người có rất lớn tăng lên. Đương nhiên được đến quá Dương Nghị Vân ban cho Tử Kim sinh mệnh chi thủy trợ giúp, sở tăng lên thật đúng là không phải nhỏ tí tẹo. Mọi việc dùng quá Tử Kim chi thủy người, bất luận là tu vi vẫn là tiềm lực đều được đến một lần thoát thai hoán cốt. Yêu tộc huyết mạch tăng lên, nhân tộc tiềm lực tăng lên. Mọi người đều có không nhỏ đột phá. Như đại sư huynh Vân Trường Sinh hiện giờ đã là thông ngộ 6 trọng thiên tu vi, so với năm đó chân chính tăng lên tam trọng thiên. Mà Sao Trời Tử hơn nữa hoa sen đen chỉ điểm kiếm đạo lại tiến thêm một bước, đạt tới thông ngộ 6 trọng thiên đỉnh, nhưng là hắn cái này kiếm đạo 6 trọng thiên thực lực lại là có thể vượt cấp khiêu chiến. Cơ Tím Hà cũng đồng dạng như thế đạt tới 6 trọng thiên đỉnh. Mà hoa sen đen đồng dạng được đến một giọt Dương Nghị Vân ban cho Tử Kim sinh mệnh chi thủy, rốt cuộc đột phá tới rồi thông ngộ bát trọng thiên cấp bậc,
đương nhiên nàng cái này bát trọng thiên cũng không phải là tầm thường nhưng định cái loại này. Tử kim công công cũng giống nhau từ bảy trọng thiên bước vào tới rồi thông ngộ bát trọng thiên, một giọt tử kim sinh mệnh chi thủy làm lão cẩu huyết mạch lại lần nữa phản tổ, tu vi cao hơn một tầng, mấu chốt còn được đến huyết mạch thiên phú. Mặt khác đại yêu không sai biệt lắm đều là như thế, có sẵn dùng quá Dương Nghị Vân tử kim sinh mệnh chi thủy thông ngộ yêu tộc, hiện giờ ít nhất đều là thông ngộ ngũ trọng thiên. Đương nhiên này đó nhân tộc trưởng lão đoàn ngoại trừ, bọn họ không đạt tới, nhưng cho dù là như thế cũng từ thông ngộ nhất trọng thiên bước vào tới rồi thông ngộ tam trọng thiên. Điêu Nhi, Cá Trạch, Tiểu Phượng Hoàng, Hầu Đậu Đậu là huyết mạch thượng tăng lên, nhìn không ra cảnh giới tới, nhưng hơi thở thượng chút nào không cần 5-6 trọng thiên thông ngộ nhược. Tạp Mao Điểu liền càng không cần phải nói, chân chính tam tích tử kim sinh mệnh chi thủy dùng tiêu hóa, tu luyện 800 năm sau. Hiện tại ở đây cũng có thể liền hoa sen đen cùng tử kim công công có thể cùng nó sánh vai. Mà Dương Nghị Vân nào một chúng nữ hài cùng hài tử, như Triệu Nam, Độc Cô Vô Tình từ từ, dùng tử kim sinh mệnh chi thủy sau, lại là một đám đều bước vào tiên tôn chi cảnh, đây là một lần thật lớn bay vọt. Ở đây mọi người đều biết Dương Nghị Vân sáng tạo một lần nghịch thiên kỳ tích. Tóm lại 800 năm tu luyện, mặc kệ là Vân Môn dùng tử kim sinh mệnh chi thủy vẫn là không dùng người. Tu luyện hoặc nhiều hoặc ít đều thượng một cái tân bậc thang. Rốt cuộc trải qua một lần bị người tấn công thiếu chút nữa diệt môn biến đổi lớn lúc sau, mỗi một cái đệ tử môn nhân đều tu luyện càng thêm khắc khổ chăm chỉ, thực lực tu vi tự nhiên phải có một cái đại tiến bộ. Đại sư huynh tiểu sư đệ thật sẽ không có việc gì sao? Từng có một năm sao trời tử rốt cuộc nhịn không được. Sẽ không có việc gì, tiểu sư đệ tu luyện phương thức tựa hồ thay đổi, chờ xem đi. Ta nói ngàn năm phía trước hắn hạ lệnh phong sơn thời điểm như thế nào sẽ như vậy tự tin, hiện giờ nhìn xem thiên địa dung chuyển chi lực, hắn là sớm có chuẩn bị. A Vân Trường Sinh thổn thức nói. Kỳ thật trong nội tâm hắn cũng khiếp sợ không dễ. 10 vạn dặm phạm vi thiên địa năng lượng, tiểu sư đệ cư nhiên suốt hấp thu hơn 200 năm, đổi làm bất luận kẻ nào đã sớm nổ tan xác 1 vạn lần. Thật không biết hắn lần này tu luyện xuống dưới tu vi sẽ đạt tới loại nào cảnh giới. Hảo chờ mong a sao trời tử cũng phát ra thổn thức. Ngừng Vân Trường Sinh hơi hơi có chút kích động hướng về đỉnh núi nhìn lại. Giờ phút này Dương Nghị Vân còn lại là, bỗng nhiên mở hai mắt, hai tròng mắt chung 10 sắc tinh quang nổ bắn ra mà ra, thẳng vào phía chân trời, nhưng lại ở nháy mắt biến mất. Một màn này làm nơi xa Vân Trường Sinh bọn người trong lòng đại chấn. Hai tròng mắt lập lòe tinh quang nổ bắn ra chiều dài, đây là tu vi cao thâm thể hiện. Vừa rồi kia một chút. Tiểu sư đệ hai tròng mắt tinh quang cư nhiên bắn thẳng đến phía chân trời, thật sự khủng bố. Mà cùng Dương Nghị Vân tới nói, hắn giờ phút này lại là toàn thân hơi thở vô cùng nội liễm. Cơ hồ không có bất luận cái gì hơi thở dao động phát ra, giống như là một cái không hề tu vi trong người phàm nhân giống nhau. Chẳng qua chỉ có chính hắn biết, từ đây hắn tiên tinh trong vòng ẩn chứa kiểu gì lực lượng. Hồ 10 đại đạo loại rốt cuộc nảy mầm, càn khôn đạo chủng cải tạo thành công. Là thời điểm xuất phát đi cấp lão bằng hữu báo thù. Dương Nghị Vân lầm bầm lầu bầu đứng dậy, ngàn năm thời gian, trên người hắn lạc thượng một tầng tầng thật dày cho bụi, đứng dậy thời điểm ào ào mà rơi xuống, cả người chấn động, hắn trên người sạch sẽ. Ngẩng đầu thấy được đại sư huynh từ từ đều huyền phù ở nơi xa, Dương Nghị Vân nhếch miệng cười nói, đại sư huynh mang đại gia đi Vân Môn Tổng Điện chờ ta, ta cùng cây liễu tiền bối trò chuyện liền tới. Hảo! Vân Trường Sinh đám người nghe được Dương Nghị Vân nói chuyện, đều yên tâm, ngay sau đó tất cả đều rời đi, đi Vân Môn Đại Điện chờ. Trước sau ngàn năm thời gian càng tốt, bọn họ biết kế tiếp đó là tiên giới đại chiến muốn kéo ra mở màn thời điểm, bởi vì Dương Nghị Vân tuyên chiến tam đại thiên tôn thế lực, sao băng điện, tiêu giao cung, trên cơ bản xem như cùng toàn bộ tiên giới khai chiến, trận này đại chiến, có thể tưởng tượng tất nhiên sẽ lan đến toàn bộ tiên giới. Chờ Vân Trường Sinh đám người rời đi. Dương Nghị Vân đi bước một hướng về lão cây liễu mà đi. Không sai biệt lắm ngàn năm thời gian, lão cây liễu hoàn toàn đại biến dạng. Giờ phút này trong mắt hắn chính là một gốc cây suốt che trời đại thụ. Cùng năm đó bộ dáng hoàn toàn bất đồng, năm đó là lão cọc cây tử, hiện tại là che trời đại thụ, cành lá tốt tươi, cao vào đám mây, nhìn ra ít nhất có ngàn trượng. Không có đầu bạc hắn suốt tam tích tử kim sinh mệnh chi thủy. Chúc mừng cây liễu tiền bối đạo hạnh tăng nhiều a. Dương mẫu nhân đi vào cây liễu hạ, mang theo ý cười nói chuyện, kỳ thật liền thiếu chút nữa nói một câu, người đều khôi phục có phải hay không muốn cảm tạ ta một chút. Chỉ là Dương mẫu nhân vẫn là yếu điểm thể diện, không như vậy trắng ra.
bá bá bá. Cây liễu chi không gió tự động, bảy màu vầng sáng lập lòe mà đến. Quen thuộc nữ nhân thanh âm mang theo dễ nghe từ tính vang lên, tiểu gia hỏa muốn cho tỷ tỷ như thế nào cảm tạ ngươi a, lấy thân báo đáp được chưa sao? Ha ha ha. Ách Dương Nghị Vân nghe một trận nghẹn lời. Hắn tu luyện thuận lợi tâm tình hảo, hàm xúc một câu trêu chọc, lại là thật không nghĩ tới lão cây liễu lời nói thật theo hắn tâm ý tới. Chẳng qua này một vụ, hắn cũng không dám tiếp. Lấy thân báo đáp. Ngẫm lại trước kia lão cây liễu kia bất nam bất nữ thanh âm, thậm chí là có nam có nữ thanh âm, hắn liền nhìn không được khởi nổi da gà. Khụ khụ, cái này vẫn là thôi đi, vãn bối không dám. Dương Nghị Vân căng ra đầu trả lời một tiếng. Ha ha ha, kêu tỷ tỷ a, kêu tỷ tỷ, nói bao nhiêu lần nói chuyện chung một trận bảy màu vầng sáng ngưng tụ lại là hóa thành một người xinh đẹp phong vận vô cùng nữ tử, vặn vẹo yêu, trực tiếp đứng ở Dương Nghị Vân trước người, tỷ tỷ ta không đẹp sao? Dương mẫu nhân theo bản năng lui về phía sau, đâu chỉ là có đẹp hay không vấn đề. Giờ phút này trước mắt nữ tử Dương Nghị Vân biết là lão cây liễu pháp lực biến thành, không thể so hắn bất luận cái gì một nữ nhân mỹ mạo kém, thậm chí từng có chi, có thể nói là yêu, đương nhiên vốn dĩ chính là yêu, chỉ là mỹ dung mà nói yêu. Đùa giỡn a, xích quả quả đùa giỡn. Nhưng càng là như thế Dương mẫu nhân càng là lui ra phía sau, hắn là thật không dám lây dính lão cây liễu. Bởi vì hắn biết đây là cái biến thái, thật không biết rốt cuộc là nam hay nữ. Mỹ, Mỹ Mỹ, Mỹ Dương Nghị Vân dọa phát run. Hắn né tránh mấy chục mét mới dừng lại. Cạc 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 cạc, lão cây liễu biến thành nữ tử khanh khách cười to, cười hoa hòe lộng lẫy. Nửa ngày mới dừng lại nói, lại đây đi, tỷ tỷ không đùa giỡn ngươi, không thú vị. Khụ khụ, cũng không có gì sự, ta chính là quan tâm tiền bối, hỏi một chút ngài khôi phục tình huống. Đương nhiên trọng điểm là cảm tạ tiền bối, bảo hộ người nhà của ta bằng hữu, cảm ơn. Dương Nghị Vân nói cuối cùng nghiêm túc nói lời cảm tạ. Tiểu gia hỏa còn tới này bộ, bất quá tỷ tỷ nhận lấy ngươi tâm ý, thật lại nói tiếp a, là tỷ tỷ muốn cảm ơn ngươi, ngươi thần thủy trực tiếp làm tỷ tỷ một lần nữa nhéo một lần bàn, xem như tân sinh, nếu không bao lâu là có thể đi lên trời lộ hồi thiên giới, đúng rồi nghe nói tiểu tử ngươi muốn tìm thiên giới kia mấy nhà khai chiến đi. Lần này tỷ tỷ có thể giúp ngươi. Tỷ tỷ hiện tại thác phúc của ngươi có thể rời đi ngọn núi này, rời đi Vân Môn. Lão cây liễu biến thành nữ tử lại là cuối cùng cũng nghiêm túc lên. Dương Nghị Vân nghe nàng nói chuyện ý tứ, tựa hồ thực lực không thấp, trong lòng vừa động hỏi, tiền bối thông ngộ mấy trọng thiên. Lão cây liễu nói như thế nào đâu, tỷ tỷ ta tu vi không thể dùng thiên giới tu luyện tới cân nhắc, bất quá thật muốn là có cái tiêu chuẩn nói, như vậy khả năng chính là thông ngộ bát trọng thiên đỉnh đi, còn kém điểm là có thể nhập cửu trọng thiên. Đến lúc đó tỷ tỷ khả năng sẽ trước tiên rời đi Nga, trước khi đi có thể giúp ngươi đi đánh nhau, đảo cũng coi như là đưa tin ngươi ban thần thủy ân tình. Dương Nghị Vân nghe được lão cây liễu nói chuyện, trong lòng là thật cao hứng, quả nhiên không ngoài sở liệu, tam tích tử kim sinh mệnh chi thủy làm nàng tu vi gần như trăng đại thành. Thiếu chút nữa chính là thông ngộ cửu trọng thiên, thực lực này sợ là ở toàn bộ Vân Môn đều có thể danh liệt trước giáp, còn nói hai lần sẽ hỗ trợ, bất quá Dương Nghị Vân ngẫm lại vẫn là nói. Kia mấy nhà kẻ thù ta có thể ứng phó, trong nhà sự, vẫn là tiền bối hỗ trợ chăm sóc đi, có ngài lão tọa chấn, lòng ta kiên định. Thật sự không cần ta rời núi, tỷ tỷ ta hiện tại là có thể đi ra ngoài, lão cây liễu lại nói một câu. Dương Nghị Vân mở miệng nói, ân, trong nhà luôn là yêu cầu người tọa chấn, những người khác sẽ đi theo ta đi ra ngoài. Hảo đi, tỷ tỷ tôn trọng ngươi, vậy lưu lại cho ngươi xem ra, lần này ngươi yên tâm. Chẳng sợ chính là tới thông ngộ cửu trọng thiên cường giả, tỷ tỷ ta cũng có thể ứng đối. Lão cây liễu nói chuyện tràn ngập tự tin. Như thế rất tốt, Dương Nghị Vân cười cười. Hai người ở xưng hô thượng là rất có ý tứ, lão cây liễu trước sau làm Dương Nghị Vân kêu tỷ tỷ, nhưng Dương Nghị Vân lại là một ngụm một cái tiền bối, là ở kêu không ra tỷ tỷ hai chữ, bởi vì hắn biết lão cây liễu là cái quá biến thái, cứ việc nàng giờ phút này hóa thành một cái tuyệt mỹ nữ tử, hắn trong lòng như cũ có bóng ma. Chuyện vừa chuyển lão cây liễu lại là nhìn Dương Nghị Vân cười khúc khích nói, đệ đệ a, ngươi liền không có mặt khác muốn hỏi tỷ tỷ sao? Cái này lão yêu tinh mang theo ý cười nhìn chằm chằm Dương Nghị Vân, một đôi đào hoa đôi mắt, không ngừng ở Dương Nghị Vân trên người không kiêng nể gì nhìn quét. Cái này làm cho Dương Nghị Vân cảm giác chính mình giống cái không có mặc quần áo đại cô nương giống nhau, bị cái này lão biến thái không kiêng nể gì cấp kia gì. Theo bản năng lại lui một bước, lúc này mới xấu hổ cười nói. Vẫn là tiền bối hiểu biết ta, nếu tiền bối đều đã nhìn ra,
vậy thỉnh tiền bối chỉ giáo, ta hiện tại tu luyện phương thức nhưng đối không? Nói thật, tiểu tử ngươi trong cơ thể tình huống hiện tại, tỷ tỷ ta thật đúng là nhìn không thấu, ngươi. Tiên tinh trong vòng là cái tình huống như thế nào? Lão cây liễu hỏi. Dương Nghị Vân trong lòng vui vẻ, nghe ý tứ hắn tiên tinh trong vòng tình huống liền tính là lão cây liễu cũng nhìn không thấu, này với hắn mà nói là chuyện tốt. Người tu hành kiêng kỵ nhất bị người khác nhìn quét trong cơ thể tình huống, cho nên giống nhau đều ở trong cơ thể bày ra pháp lực, không cho người nhìn thấu, nhưng đối mặt tu vi đạo hạnh cao thâm hạng người, cái này vô dụng, nhân ra liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu ngươi trong cơ thể là cái tình huống như thế nào, do đó đối với ngươi có nhằm vào xuống tay. Mà lão cây liễu hiện tại không sai biệt lắm đều mau thông ngộ cửu trọng thiên cấp bậc cường giả, cư nhiên nói nhìn không thấu chính mình tiên tinh trong vòng tình huống như thế nào, này đối hắn mà nói là rất tốt sự. Hắn tiên tinh trong vòng tình huống quá mức sóng to gió lớn, cho nên vẫn là bất luận kẻ nào đều nhìn không thấu không biết hảo, này xem như trên người hắn một cái khác tu hành bí mật. Cũng không có gì, chính là nghiên cứu một ít tiểu ngoạn ý, không bằng tiền bối pháp nhãn, đúng rồi, ta tưởng thỉnh giáo tiền bối mấy vấn đề, còn thỉnh tiền bối chỉ điểm. Dương Nghị Vân lảng tránh trong cơ thể tiên tinh vấn đề, thuận miệng liền rời đi đề tài, không phải hắn không tín nhiệm lão cây liễu, mà là không nghĩ cho chính mình trêu chọc phiền toái. Lão cây liễu biến thành nữ tử nhìn Dương Nghị Vân ý vị thâm trường cười, lại cũng không truy vấn, mỗi người đều có chính mình bí mật, nàng tự nhiên sẽ không đi đụng vào Dương Nghị Vân điểm mấu chốt, huống chi đối tiểu tử này, lão cây liễu kỳ thật là phi thường phức tạp, hết thảy đều bởi vì cái loại này thần kỳ giọt nước, cho nên đối Dương Nghị Vân lão cây liễu là thực phức tạp, nhưng có một chút tuyệt đối sẽ không cũng không dám đi hãm hại Nghị Vân. Cười khúc khích nói, cái gì chỉ điểm không chỉ điểm, có cái gì vấn đề cứ việc hỏi đi. Kế tiếp hai người đề tài chuyển rời đến tu hành thượng, đương nhiên là Dương Nghị Vân đang hỏi, lão cây liễu nhất nhất giải đáp. Tuy rằng tu luyện ngàn năm nhưng Dương Nghị Vân trung quy ở tu hành thượng không thể cùng lão cây liễu bực này lão quái vật so, dùng tục ngữ nói, lão cây liễu ăn qua muối đều so Dương Nghị Vân nhiều. Cho nên mặc kệ hắn tu luyện phương thức có hay không thay đổi, ở phương diện này lão cây liễu đều có thể cho hắn giải đáp một ít nghi hoặc cùng kiến nghị. Cũng đích xác Dương Nghị Vân mỗi lần cùng lão cây liễu thỉnh giáo đều là được lợi không ít. Nửa ngày lúc sau Dương Nghị Vân rời đi. Lần này hắn được lợi không ít, trong lòng một ít tu luyện phương diện nghi hoặc cũng ở lão cây liễu giải đáp hạ rộng mở thông suốt, kỳ thật chủ yếu là đối thiên địa chi lực cùng pháp tắc chi thế vận dụng. Này nhưng đều là về sức chiến đấu phương diện. Hiện tại Dương mẫu nhân, kỳ thật chính hắn đều đã không biết thực lực của chính mình tu vi là cái gì cái tình trạng. Đi vào Vân Môn Tổng Điện. Tất cả mọi người đến đông đủ, Dương Nghị Vân cũng không có dư thừa vô nghĩa, trực tiếp hạ lệnh phàm là đạt tới thông ngộ giả tùy hắn rời núi, mục tiêu đó là Sao Băng Điện, Tam Đại Thiên Tôn thế lực cùng Tiêu Giao Cung. Tiên giới vô thủ những lời này, hắn từ hôm nay trở đi phải làm đến. Vân Môn lưu thủ tọa trấn chính là lão cây liễu, thông ngộ dưới tất cả đều lưu lại, sống yên ổn tu luyện. Cho dù là Tiên Tôn đỉnh hắn đều không chuẩn bị mang một cái. Bởi vì đây là chân chính chém giết đại chiến, là cường giả chi gian quyết đấu, thông ngộ cấp bậc đại chiến, tiên tôn đỉnh khởi không đến bất luận cái gì ảnh hưởng, đi theo đi ngược lại là trói buộc. Ra lệnh một tiếng đại sư huynh bắt đầu tập kết, lần này tổng cộng 90 danh thông ngộ cấp bậc tiên nhân cùng đại yêu. Trong đó có thông ngộ nhất trọng thiên 10 mấy danh, xem như chuẩn bị đi theo làm hậu cần, cái này hậu cần ở Dương Nghị Vân trong kế hoạch chính là quét tước chiến trường. Dư giả ít nhất đều là nhị tam trọng thiên trở lên. Trong đó thực lực tối cao giả tự nhiên là Tử Kim Công Công, Tạp Mao Điểu, Hoa Sen Đen, Mai Tỷ, Tiểu Phượng Hoàng từ từ, này mấy cái thực lực đều đạt tới thông ngộ 7 trọng thiên bát trọng thiên cấp bậc, xem như đứng đầu cường giả. Dư giả xuống dưới là đại sư huynh Vân Trường Sinh, nhị sư huynh Sao Trời Tử, tiểu sư tỷ Cơ Tím Hà, Thử Vương, Tuyết Miêu từ từ. Đương nhiên còn có cá trạch cùng Điêu Nhi cũng ở ngàn năm dùng tới Tử Kim sinh mệnh chi thủy sau, có một cái rất lớn tăng lên, Dương Nghị Vân tuy rằng không hỏi qua thực lực như thế nào, nhưng cảm giác thượng sẽ không nhược. Lại đi xuống đó là Huyết Ưng, mấy cái Tử Kim con tê tê, Tạ Gia Tam huynh đệ cùng Mai Tỷ dưới tòa 9 điều chân long cùng với nhân tộc trưởng lão đoàn thành viên từ từ. Có thể nói lần này tuy rằng nhân số thiếu, nhưng tuyệt đối là siêu cấp lực lượng tổ hợp, phóng nhãn toàn bộ tiên giới. Sợ là cũng không loại này cấp bậc tổ hợp thế lực. Bất quá có thể có thực lực này tổ hợp xuất hiện, kỳ thật công lao vẫn là hắn Tử Kim sinh mệnh chi thủy, 90 tích Tử Kim sinh mệnh chi thủy chung, tạo thành hơn một nửa Vân Môn cường giả, làm thông ngộ cấp thấp bay vọt mấy cái trình tự.
còn có một nửa dùng ở người nhà bằng hữu trên người, nếu không cái này tổ hợp còn sẽ lại tăng lên một cấp bậc, đương nhiên làm người không thể quá lòng tham, có thể có 90 danh thông ngộ xuất hiện, Dương Nghị Vân cảm thấy mỹ mãn. Đáng tiếc chính là tử kim sinh mệnh chi thủy tích lũy thời gian quá dài, khoảng cách tiếp theo có thể sử dụng yêu cầu suốt vạn năm thời gian mới được, ta trên người còn có cuối cùng tam tích tử kim sinh mệnh chi thủy, trong đó một giọt đã có tác dụng, kia đó là cấp mãng xà chi trứng lưu, còn lại hai giọt hắn chuẩn bị ứng đối bất cứ tình huống nào. Cho nên nói tử kim sinh mệnh chi thủy quá chân quý, cũng có thể đại quy mô sử dụng là có thể dùng lúc này đây mà thôi. Đại sư huynh tập kết lúc sau, Dương Nghị Vân làm đại sư huynh đem tử kim tinh thạch luyện chế mà thành tiên khí lấy ra tới, làm mọi người chọn lựa, mỗi người đều chọn lựa một kiện. Tổng cộng luyện chế hơn 200 kiện đủ loại tiên khí, ở đây 90 danh muốn đi theo hắn rời núi người chọn lựa lúc sau, dư lại tiên khí Dương Nghị Vân tự nhiên phân cho một chúng nữ nhân cùng mấy cái hài tử đồ đệ chờ, làm cho bọn họ cũng có thể có một cái tự bảo vệ mình chi lực, hoặc là nói hắn có thể an tâm một chút. Không bao giờ hy vọng lần trước tấn công Vân Môn sự tình xuất hiện, hắn không hy vọng mất đi bất luận kẻ nào, này đó tiên khí nhưng đều là Vân Môn thông ngộ cấp bậc luyện khí núi lớn hao phí mấy trăm năm luyện chế mà thành, bởi vì là từ kim tinh thạch vì tài liệu mỗi một kiện đều là thượng phẩm tiên khí, trong đó số ít vài món cực phẩm. Cũng coi như là võ trang một cái cấp bậc. Tiên khí phân hảo lúc sau, Dương Nghị Vân làm đại gia luyện hóa, chờ luyện hóa thích ứng tiên khí liền xuất phát. Lúc sau Dương Nghị Vân tiếp đón một tiếng Mai tỷ, hai người đi Vân Môn một chỗ hoang dã sơn cốc, kế tiếp hắn muốn hoàn thành cuối cùng một sự kiện, cũng là lúc trước đáp ứng lão quy hoặc là nói trắng ra cá mập vương hứa hẹn, phù hóa mãng xà chi trứng. Sở dĩ hiện tại mới chuẩn bị phù hóa, là bởi vì hắn tu luyện 1000 năm, càng có nắm chắc mà thôi, bởi vì mãng xà chi trứng lúc trước phát ra độc khí làm hắn đều kiêng kỵ, không có cường đại tu vi hắn sợ đến lúc đó mất khống chế. Phù hóa mãng xà chi trứng điều kiện đó là long huyết, mà Mai tỷ bản thể càng là ngũ trảo kim long, cho nên hắn mang theo Mai tỷ chuẩn bị phù hóa mãng xà chi trứng. Nói không chừng, lần này đi ra ngoài chinh chiến chém giết, này mãng xà phù hóa ra tới sau còn có thể giúp đỡ đại ân đâu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lựa chọn một cái xa xôi sơn cốc, lại bày ra kết giới sau, Dương Nghị Vân mới đưa mãng xà chi trứng lấy ra tới. Mai tỷ bắt đầu đi. Đã sớm ở năm đó tìm được Mai tỷ thời điểm nói qua mãng xà chi trứng sự, long huyết tuy rằng chân quý, nhưng Dương mỗ nhân muốn, Mai tỷ tự nhiên phải cho. Huống chi Dương Nghị Vân vẫn là vì tìm kiếm nàng mới, có mãng xà chi trứng này một vụ chuyện này, trợ giúp phù hóa mãng xà chi trứng nên làm. Ân Mai tỷ gật đầu, ngực tinh quang chợt lóe, lại là một giọt vàng dòng sắc tâm đầu huyết xuất hiện. Dương Nghị Vân đem mãng xà chi trứng huyền phù tạc không, vung tay lên một giọt tử kim sắc sinh mệnh chi thủy đồng thời xuất hiện, vì để ngừa vạn nhất, nếu đáp ứng rồi cá mập trắng xong phù hóa mãng xà chi trứng, vậy phải làm đến. Mà tử kim sinh mệnh chi thủy tắc có thể cho mãng xà chi trứng thêm vào, không có gì bất ngờ xảy ra, đây cũng là một hồi tạo hóa, này là Dương mỗ nhân còn có cái tư tâm là, dưỡng sủng vật từ nhỏ bắt đầu hảo. Có tử kim sinh mệnh chi thủy tin tưởng mãng xà chi trứng phù hóa ra tới sau, sẽ đối hắn có thiên nhiên hảo cảm. Cứ việc Dương mỗ nhân đối cái này mãng xà chi trứng nội có thể phù hóa ra cái dạng gì mãng xà không biết, nhưng là nghĩ đến tuyệt đối không phải phàm vật. Bởi vì cá mập trắng song tương đương là dính mãng xà chi trứng quang do đó thành tựu hắn cá mập trắng vương, như vậy cá mập trắng vương có bao nhiêu nghiêu bức đâu. Thân là dị vực giới một phương đầu sỏ, địa vị cùng cấp với tiên giới những cái đó phong hào chí tôn, càng là thông ngộ cửu trọng thiên tuyệt đối cường giả, như thế nghĩ đến mãng xà chi trứng so với cá mập trắng song còn muốn nghiêu. Được xưng là viễn cổ lưu lại tới mãng xà chi trứng, há có thể là phàm vật. Cho nên Dương Nghị Vân thực chờ mong. Không nói cái khác, lúc ấy nhìn đến mãng xà chi trứng thời điểm, hắn làm thông ngộ bảy trọng thiên tử kim công công đi tiếp xúc, thả ra độc tố nếu không phải hắn ra tay, tử kim công công đều có thể bị hạ độc được hạ, đương nhiên độc chết nói khả năng còn kém điểm, nhưng tuyệt đối có thể làm thông ngộ bảy trọng thiên cường giả trúng độc. Thử hỏi thế gian lại có bao nhiêu độc vật có thể làm thông ngộ cao giai cường giả trúng độc đâu? Liền này vẫn là ở mãng xà chi trứng còn không có phù hóa độc tố, nếu là phù hóa ra tới. Dương Nghị Vân đều không xác định đến lúc đó tiểu mãng xà độc, hắn cũng không biết có thể hay không xem xuống dưới. Bắt đầu rồi. Cơ hồ đồng thời, Mai tỷ long huyết cùng hắn tử kim sinh mệnh chi thủy đều tiến vào tới rồi mãng xà chi trứng chung. Tức khắc nắm tay đại mãng xà chi trứng, bộc phát ra xanh thẳm quang mang.
một cổ cường đại vô cùng yêu khí cũng ngay sau đó tán phát ra tới. Răng rắc. So trong tưởng tượng còn muốn mau, mãng xà chi trứng răng rắc một tiếng liền phá xác mà ra. Xanh thẳm ánh sáng đại thịnh lúc sau lại ở nháy mắt biến mất nội liễm. T.O. Hí vang thanh trầm thấp vang lên, như là trẻ con tiếng khóc giống nhau. Dương Nghị Vân cùng Mai Tỷ đồng thời xem qua đi. Ngay sau đó một cái màu xanh thẳm đầu nhỏ từ kén xác trung thăm dò mà ra. Chợt vừa thấy tiểu gia hỏa còn có điểm thẹn thùng cảm giác, Dương Mẫu Nhân phản ứng đầu tiên chính là mẫu. Màu xanh thẳm đầu nhỏ cùng kén xác giống nhau nhan sắc, trên đầu hai sườn có lưỡng đạo lông cánh màu lam dâu, khóe miệng có hai điều tiểu long cần, chỉnh thể đầu có điểm hình tam giác, nhìn có loài rắn bóng dáng, cũng có long hình dáng. Một đôi mắt còn lại là đen nhánh tỏa sáng, rất có linh tính. Làm người vừa thấy liền tâm sinh thích. Ngay sau đó Dương Nghị Vân cùng Mai Tỷ cơ hồ đồng thời đối với này tiểu mãng xà vươn bàn tay. Đây là một cái lựa chọn đề, tiểu mãng xà phá kén mà ra ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính là bọn họ hai cái, lại là không biết sẽ tới ai trong lòng bàn tay tới. Vèo! Dương Nghị Vân chỉ cảm thấy lòng bàn tay sáng ngời, lại là tiểu mãng xà dừng ở hắn trong lòng bàn tay. Nội tâm vui vẻ, quả nhiên tử kim sinh mệnh chi thủy tác dụng đại, này ở Dương Nghị Vân trong lòng bàn tay. Chỉ là một bên Mai Tỷ nhếch lên đáng yêu cái miệng nhỏ hừ một tiếng. Dương Nghị Vân ngượng ngùng cười nói, Mai Tỷ ngươi từ từ, ta đợi lát nữa làm ngươi chơi. Hảo đi, lời này một chỗ hắn đều cảm giác không đối vị. Thực ái muội a. Mai Tỷ sắc mặt đỏ lên, phi một ngụm. Dương Nghị Vân xấu hổ cười, đem ánh mắt đặt ở trong lòng bàn tay xoay quanh tiểu mãng xà trên người, cái này mới thấy rõ tiểu mãng xà toàn cảnh. Cũng liền trẻ con cánh tay tế thân hình, dài chừng 1 mét. Toàn thân ra đôi mắt ở ngoài, toàn bộ là màu xanh thẳm, lân giáp đều là như thế. Bụng hạ cư nhiên sinh có ngũ trảo. Như thế làm Dương Nghị Vân thật sự kinh ngạc. Nghe nói qua long mới có ngũ trảo, tỉ như Mai Tỷ bực này hoàng kim long xưng là ngũ trảo kim long. Một cái mãng xà sinh trảo còn chưa tính, cư nhiên vẫn là ngũ trảo, thật sự là mở rộng tầm mắt. Sinh có ngũ trảo màu lam mãng xà, chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy a. Đương nhiên này mãng xà không giống người thường, là duyên cớ thời đại sản vật. Chân chính lại nói tiếp, mãng chính là tự thành nhất thể sinh linh, nhưng cũng có lẽ liền có thần long gen cũng nói không chừng. Dù sao tiểu mãng xà tạo hình hiện tại nhìn qua thực đáng yêu, một chút đều không có trong tưởng tượng loài rắn bản năng sợ hãi. Điểm này nhưng thật ra thực hiếm lạ. Dương Nghị Vân ở đánh giá trong lòng bàn tay tiểu mãng xà cũng ở đánh giá hắn. Một người một mãng. Mắt to chừng mắt nhỏ. Kỳ thật tiểu mãng xà là phi thường manh. Nhìn qua là phúc hậu và vô hại, nhưng Dương Nghị Vân biết đây là cái đại độc vật. Hiện tại liền xem có thể có bao nhiêu độc. Dương Nghị Vân nhìn trong lòng bàn tay tiểu mãng xà, cảm thấy hẳn là cấp khởi cái tên. Tiểu Lam, về sau kêu người Tiểu Lam đi. Dương Mẫu Nhân thuận miệng liền cấp tiểu mãng xà nổi lên một cái tên, như cũ là như vậy tùy ý. Bất quá còn hảo, không có giống là cá trạch, than đen giống nhau tên. Tiểu Lam tên này xem như dễ nghe, cũng là vì tiểu mãng xà toàn thân xanh thẳm kết quả. TT, tiểu mãng xà hoặc là nói hiện tại hẳn là kêu tiểu Lam phun ra một chút đầu lưỡi phát ra TT thanh, lại là gật gật đầu. Rất có linh tính, hoàn toàn có thể nghe hiểu Dương Nghị Vân nói chuyện. Này cũng bình thường rốt của cái này tiểu gia hỏa không giống người thường, chính là viễn cổ mãng xà chi chứng. Đương nhiên hiện tại thoạt nhìn tiểu Lam là sẽ không miệng phun nhân ngôn nói chuyện. Nhưng có thể hoàn toàn nghe hiểu, này liền đã phi thường không tồi, đến nỗi mở miệng nói chuyện sẽ là chuyện sớm hay muộn. Tiểu Lam ngươi phun một ngụm độc khí ta cảm thụ một chút. Dương Nghị Vân thực chờ mong Tiểu Lam độc tố có bao nhiêu đại uy lực. TT. Tiểu Lam lại là TT thẻ lưỡi, lắc đầu. Cư nhiên cự tuyệt. Dương Nghị Vân sửng sốt, liền phun một chút ta chỉ là muốn biết ngươi độc đến tột cùng có bao nhiêu trọng. TT. Ngay sau đó Tiểu Lam ở Dương Mẫu Nhân lại lần nữa yêu cầu hạ, do dự một lát, lại là gật gật đầu. Lúc này Mai Tỷ mở miệng nói, Vân Tử nếu không vẫn là thôi đi, Tiểu Lam thực linh tính, đã có dư đã nói lên, độc tố rất cường đại, hơn nữa ta cũng có thể cảm nhận được Tiểu Lam trong cơ thể chất chứa rất nguy hiểm năng lượng, hẳn là chính là độc tố. Tiểu Lam lắc đầu khả năng chính là sợ thương đến người đi, nó vừa mới phu hóa ra tới, bằng không vẫn là tính, đừng xảy ra chuyện gì. Mai Tỷ lo lắng không phải không có lý. Không có việc gì khiến cho Tiểu Lam phun một chút thử xem liền hảo, ta cũng yêu cầu hiểu biết Tiểu Lam độc,
nói không chừng đến lúc đó có thể giúp đỡ. Dương Nghị Vân kiên trì. Kế tiếp Tiểu Lam ở Dương Nghị Vân lòng bàn tay bay lên tới, rồi sau đó vào miệng một đạo chiếc đũa phẩm chất lam quang, chỉ có nửa thước mọc ra hiện, từ trong miệng nhổ ra sau khi ngưng tụ thành một cái tiểu cầu, ngưng tụ không tiêu tan. Trong nháy mắt Dương Nghị Vân cùng Mai Tỷ đều cảm nhận được thiên địa chi gian không khí đều thay đổi, rõ ràng nhìn không tới cái gì, cũng nghe không ngã bất luận cái gì khí vị, nhưng lại rõ ràng cảm giác ra tới. Phi thường áp lực, thậm chí là hô hấp đều khó khăn lên, liền tính là vận chuyển pháp lực cũng cảm giác được vô cùng áp lực. Dương Nghị Vân hãi hùng khiếp vía, hắn cảm nhận được, đích xác phi thường bất đồng, này đổi là gần là ngưng tụ không tiêu tan kết quả, nếu là Tiểu Lam này một ngụm độc khí một khi tản ra, Dương Nghị Vân đều không thể tưởng tượng cái này độc tố sẽ thế nào. Tiểu Lam hảo hảo, thu hồi đến đây đi, có thể Dương Nghị Vân vội vàng mở miệng. Ngay sau đó Tiểu Lam há mồm một hút đem này khẩu độc hấp thu trở về. Tức khắc thiên địa bốn phía một nhẹ, cuối cùng là khôi phục bình thường. Hô! Dương Nghị Vân hộc ra một ngụm chọc khí, rốt cuộc tặng khẩu khí, hắn biết Tiểu Lam có thể làm một sát thủ giản tồn tại. Tiểu Lam quang mang lập lòe một chút về tới Dương Nghị Vân lòng bàn tay bên trong. Này một vụ sự xem như làm xong. Ngày hôm sau, Dương Nghị Vân mang theo 90 danh thông ngộ đi ra Vân Môn. Trận chiến đầu tiên hắn mục tiêu đặt ở Sao Băng Điện. Trước diệt Sao Băng Điện, ở diệt Tiêu Giao Cung, lại lúc sau đó là Tam Đại Thiên Tôn thế lực. Trước hai người đều ở tiên giới, người sau còn lại là ở Cửu Trọng Thiên Trung. Lão cây liễu bị Dương Nghị Vân lưu lại tỏa chấn, còn có một ít như Nhiếp Hồn Lão Tổ, Phương Đông Hạo Thiên, Đỗ Kiệt Bân từ tất cả đều lưu lại giữ nhà, rốt cuộc toàn bộ Vân Môn hiện tại cũng là gia đại nghiệp đại, rất nhiều chuyện là yêu cầu người đi làm, một cái tông môn cũng là một cái đại hình máy móc vận chuyển. Mang theo 90 danh thông ngộ xuất phát, Dương Nghị Vân làm cá trạch thân hình hóa tới rồi lớn nhất. Thân hình đạt tới 9.000 mễ chi khổng lồ, hắn lần này là nghênh ngang, hoàn toàn không để bụng cái gì điệu thấp vấn đề. Chính là muốn cho toàn bộ tiên giới đều biết. Hắn Dương Nghị Vân đối mấy thế lực lớn khởi xướng tuyên chiến. Sao Băng Điện tọa lạc ở tiên giới phương Nam Sao Băng Tiên Vực, thân là tiên giới siêu cấp thế lực chi nhất, Sao Băng Điện sở có được tiên vực phi thường đại, tọa ủng vô số lớn nhỏ tiên sơn, là tiên giới phương Nam nhất đẳng nhất bá chủ tồn tại. Dương Nghị Vân một hàng cưỡi cá trạch đi trước, phi hành nửa tháng sau, tiến vào Sao Băng Tiên Vực địa bàn, đương nhiên nửa tháng thời gian là có điểm lớn lên, đây là Dương Nghị Vân yêu cầu cũng không có nói làm cá trạch có bao nhiêu đuổi. Dù sao chính là bình thường mà đi, muốn nhiều rêu rao liền có bao nhiêu chiếu rọi, đây là Dương Nghị Vân kế hoạch chi nhất. Nếu đã tuyên bố muốn cái mấy thế lực lớn tuyên chiến, vậy đến đây đi. Hắn muốn cho toàn bộ tiên giới sinh linh đều biết. Hắn Dương Nghị Vân sở dẫn dắt Vân Môn muốn tuyên chiến mấy thế lực lớn, muốn cho sở hữu tiên giới sinh linh đều biết Vân Môn tồn tại, muốn cho Vân Môn trở thành chân chính tiên giới nhất đẳng nhất siêu cấp tiên môn. Phải cho Vân Môn đánh hạ khác tiên môn cũng không dám trêu chọc tên tuổi, muốn cho về sau Vân Môn đệ tử đi ra ngoài, làm khác tiên môn đều kính sợ ba phần. Lần này tuyên chiến trước từ Sao Băng Điện bắt đầu. Trước diệt Sao Băng Điện, sau diệt Tiêu Giao Cung, lại diệt Tam Đại Thiên Tôn thế lực. Mục tiêu thực minh xác. Một đường đi đến, Dương Nghị Vân làm Tuyết Miêu phát động ám dạ điện tình báo nhân viên, đem tấn công Sao Băng Điện tin tức tản đi ra ngoài, chính là muốn tạo thế. Dù sao mặc kệ hắn nói hay không, tin tưởng từ bọn họ rời đi Vân Môn kia một khắc khởi, Sao Băng Điện sẽ biết, một khi đã như vậy hà tất muốn che che giấu giấu, chính là muốn gióng trống khua chiêng mà đi, muốn cho tiên giới sinh linh đều biết, hắn Vân Môn muốn tiêu diệt Sao Băng Điện. Tạo thế đây là đối Vân Môn tên tuổi tích lũy, không thể thiếu. Quả nhiên này dọc theo đường đi theo đuôi ở bọn họ phía sau tiên nhân càng ngày càng nhiều, đương nhiên phần lớn đều là xem náo nhiệt, đi theo bọn họ cũng đi tới Sao Băng Điện tiên vực. Chủ tử mặt sau đã đi theo mấy vạn tiên nhân, muốn hay không đem bọn họ đuổi rồi. Tử Kim Công Công đầy đủ phát huy hắn bên người thái giám chức trách. Tống cổ cái gì, trận này tuồng khai mạc, như thế nào có thể khuyết thiếu người xem. Không cần để ý tới làm cho bọn họ đi theo đó là, chỉ cần bọn họ không nháo sự liền thành, nếu là có người nháo sự, trực tiếp giết. Dương Nghị Vân chắp tay sau lưng đứng ở cá trạch trên đầu, hai mắt nhìn vô tận sao trời nói chuyện. Giờ khắc này Dương Mẫu Nhân lời nói tuy rằng bình đạm, nhưng đứng ở hắn bên người người đều cảm thụ được đến, Dương Mẫu Nhân trên người tản ra tận trời sát khí bức người. Mọi người đều biết, lần này đi ra ngoài, tất nhiên là máu chảy thành sông kết cục.
đến cuối cùng cũng có thể chính là cuốn tịch toàn bộ tiên giới đại chiến. Bởi vì tiên giới mấy đại siêu cấp thực lực cùng các đại tiên sơn tiên môn chi gian kỳ thật đều là thiên ti vạn lũ quan hệ. Liền giống như lần này Vân Môn tấn công Sao Băng Điện, Sao Băng Điện kỳ hạ các đại tiên sơn tiên môn tất nhiên đều là muốn tham chiến, mà cường đại Sao Băng Điện cùng tam đại thiên tôn thế lực cùng Tiêu Giao Cung hiển nhiên đã sao trời một cái liên minh. Như vậy cùng tam đại thiên tôn thế lực, Tiêu Giao Cung, Sao Băng Điện từ từ có quan hệ, mặc kệ là đại tiên môn vẫn là tiểu tiên môn tất nhiên sẽ bị liên lụy tiến vào. Như thế tình huống chính là chết tuần hoàn, cuối cùng tất nhiên sẽ diễn biến thành cuốn tịch toàn bộ tiên giới đại chiến, đây là một chút đều không khoa trương. Mà Dương Nghị Vân cùng bên người phân tích quá, lần này công Sao Băng Điện tất nhiên sẽ là công dã tràng trước trận đánh ác liệt, cũng sẽ là mấy nhà thêm lên chủ chiến trường. Bởi vì làm tam đại thiên tôn thế lực cùng Tiêu Giao Cung tới nói, bọn họ tất nhiên là không hy vọng chính mình địa bàn bị lan đến, cho nên kết cục tốt nhất là chủ chiến tràng đặt ở Sao Băng Điện sàn xe là tốt nhất. Cho nên đến lúc đó một khi khai chiến tam đại thiên tôn thế lực cùng Tiêu Giao Cung thế lực tất nhiên xuất nhân xuất lực đi vào Sao Băng Điện cùng Dương Nghị Vân quyết chiến. Đối này liền xem mấy nhà thế lực khả năng sớm đã có ứng đối, nói không chừng đã sớm đang đợi chờ hắn. Dương Nghị Vân trong lòng nghĩ này đó, khóe miệng hơi hơi dơ lên, lộ ra chỉ có chính hắn mới biết được ý cười. Tiên sinh ở có 500 dặm chúng ta liền tiến vào Sao Băng Điện tiên vực. Lúc này Tuyết Miêu trước người nhẹ giọng nói chuyện. Từ kia một lần ở đại điện sự tình lúc sau, Tuyết Miêu liền hoàn toàn luân hãm, đối Dương Nghị Vân nói chuyện phi thường ôn nhu, bất quá nàng trước mặt người khác thời điểm đã là bản thể Tuyết Miêu trạng thái, chẳng qua hiện tại Tuyết Miêu là cửu vĩ. Ngoại hình thượng là phi thường có mua điểm, tuyết trắng không tì vết lông tóc không có một tia tạp sắc, một đôi đỏ như máu đôi mắt, phi thường yêu dị. Ân, làm đại gia chuẩn bị sẵn sàng đi. Ta đánh giá Sao Băng Điện người là sẽ không làm chúng ta đem chiến trường bỏ vào Sao Băng Tiên vực chỗ sâu trong, không có gì bất ngờ xảy ra, chúng ta lập tức liền phải khai chiến. Dương Nghị Vân vừa dứt lời, một đạo dao động bay vọt mà đến, lại là một người ẩn nấp quỷ tiên. Bái kiến môn chủ, điện chủ. Tên này quỷ tiên quỳ xuống. Đứng lên đi, Dương Nghị Vân phất tay ý bảo. Tuyết Miêu còn lại là mở miệng nói thẳng. Nàng là tình báo đầu đầu. Tự nhiên biết cái này quỷ tiên sở tới chuyện gì. Hồi bẩm điện chủ môn chủ, Sao Băng Điện người, ước chừng hơn 1000 chi số, tập kết ở Sao Băng Tiên vực ở ngoài, khoảng cách chúng ta 200 dặm địa phương. Quỷ tiên tương đương nói chuyện. Mới hơn 1000 người, đối phương thực lực như thế nào? Tuyết Miêu hỏi. Thuộc hạ hổ thẹn, tu vi quá thấp nhìn không thấu, cũng không dám tới gần. Tên này quỷ tiên nói. Đã biết, đi xuống đi. Tuyết Miêu ngữ khí hơi có không mau. Tựa hồ đối cái này trả lời không hài lòng, nhưng cũng không khó xử tên này quỷ tiên. Dương Nghị Vân còn lại là ha hả cười nói, Miêu Nhi người yêu cầu quá nghiêm khắc, hắn chỉ là một cái tiên vương quỷ tiên, có thể tìm hiểu đến nhân số đã không tồi, muốn biết đối phương tu vi như thế nào, vẫn là đến chúng ta đi tự mình đi nhìn xem mới là, bất quá ta đánh giá, cao thủ số lượng đã sẽ không quá nhiều. Nếu đoán không kém, thông mộ cấp bậc cao thủ hơn 1000 người chung, khả năng sẽ không vượt qua 10 cái. Thậm chí Sao Băng Điện tên kia thông ngộ bát trọng thiên cường giả lần này sợ là đều sẽ không xuất hiện, nói trắng ra là đây là một lần thử mà thôi, đi thôi, qua đi nhìn xem, trước đêm này hơn 1000 người xử lý lại nói. Ân, ta đã biết, Tuyết Miêu gật gật đầu, sau đó lại là thân hình trực tiếp ở Dương Nghị Vân bên người biến mất không thấy. Dương Nghị Vân lại là cảm nhận được Tuyết Miêu trực tiếp bay đi ra ngoài, đây là tự mình ra tay đi tìm hiểu hư thật. Kỳ thật không cần phải ngươi tự mình ra tay. Dương Nghị Vân tự nói một tiếng. Ngay sau đó đối cá trạch mở miệng nói, cá trạch ra tốc, phía trước 200 dặm, chuẩn bị khai chiến đi. Là, chủ nhân, cá trạch theo tiếng, vèo một chút biến mất tại chỗ. Ngay sau đó, 200 dặm ở ngoài, sao trời hải nơi, ngân quang chớp động, cá trạch khổng lồ vô cùng thân hình xuất hiện. Mà Dương Nghị Vân còn lại là nheo lại Dương Nghị Vân, trong tầm mắt thấy được thật là hơn 1000 người huyền phù ở sao trời chung, đánh Sao Băng Điện cờ hiệu. Thực hiển nhiên chính là đang chờ bọn họ. Thần thức đảo qua, quả nhiên sở liệu không tồi, hơn 1000 người trung thông ngộ cấp bậc chỉ có 9 người, 10 cái đều không có, trong đó tu vi tối cao một cái chính là thông ngộ 6 trọng thiên, dư giả thông ngộ 1 trọng đến ngũ trọng thiên đều có, dư lại ngàn người đều là tiên tôn cấp bậc mà thôi. Những người này thực hiển nhiên đại bộ phận đều là đến từ Sao Băng Tiên vực tiên môn thế lực, làm Sao Băng Tiên vực đầu đầu mục mục, loại này thời điểm tự nhiên là muốn xuất nhân xuất lực. Bất quá, bọn họ đều đem sẽ trở thành pháo hôi.
giết sạch. Dương Nghị Vân đứng ở cá trạch trên lưng, nhẹ nhàng mở miệng, liền nói hai chữ. Sát. Dương Nghị Vân phía sau Thông Ngộ nháy mắt xông ra ngoài. Tuy rằng chỉ có 90 chi số, đối phương là hơn 1.000 người, nhưng lại hoàn toàn không phải là một cái cấp bậc chiến đấu. Chú định sẽ là một lần nghiêng về một phía tàn sát. Một cái Thông Ngộ một vài trọng thiên can rất hơn 1.000 tiên tôn cũng không có vấn đề gì. Mà sao băng điện những người này còn lại là một đám sắc mặt đại biến. Bọn họ đã sớm được đến tin tức, Tiểu Tiểu Vân Môn cư nhiên đối bọn họ mấy thế lực lớn tuyên bố khai chiến, hơn nữa trạm thứ nhất liền lựa chọn chính là bọn họ sao băng điện. Lần này mang đội người là sao băng điện một người thúc lão, cũng là từ tiên ma bí cảnh đi ra người, tổ giáp. Hắn rời đi tiên giới đi tiên ma bí cảnh bị nhốt ở bên trong tam vạn nhiều năm, biết hơn 1.000 năm trước mới xuất hiện. Tam vạn năm thời gian có thể thay đổi rất nhiều sự. Tỷ như nhân tâm cảnh đó là đệ nhất. Tổ giáp tam vạn năm đi tới nhập tiên ma bí cảnh thời điểm, mới là một người tiên tôn, tam vạn năm sau ra tới, cùng thế hệ người chết chết, biến mất, không chết không biến mất tu vi có chút đều không có Thông Ngộ, mà hắn còn lại là ở tam vạn năm thời gian trở thành một người Thông Ngộ sáu trọng thiên cường giả. Cho nên tâm thái thượng có điểm phiêu, cũng không có đem cái gọi là cái gì Vân Môn để vào mắt. Lần này ra tới ngăn chặn Vân Môn, hắn chủ động xin ra trận, làm sao băng điện quá thượng túc lão Thông Ngộ bát trọng thiên tổ kế thiên giao cho hắn. Mang lên 8 Thông Ngộ cường giả, cùng hơn 1.000 tiên tôn liền tới rồi. 1.000 năm nhiều năm trước tấn công Vân Môn hắn không tham gia, hắn là sau lại mới từ tiên ma bí cảnh ra tới, cho nên đối Vân Môn tình huống cũng không hiểu biết, mà hắn cũng tuyệt đến không có gì hảo giải. Ở hắn tổ giáp trong mắt Vân Môn chính là một cái không đáng giá nhắc tới tiểu tiên môn. Nghe cũng chưa nghe qua, hoàn toàn không để vào mắt. Nhưng ai biết đương đối phương xuất hiện thời điểm, cư nhiên là 8-9-10 Thông Ngộ, hơn nữa trong đó rất nhiều hơi thở so với hắn đều còn cao, cái này tổ giáp trong lòng điên cuồng mắng, tổ kế thiên A, Vân Môn như thế cường đại, như thế nhiều Thông Ngộ, ngươi như thế nào không đề cập tới trước cho ta nói một tiếng A. Tổ giáp nội tâm kinh hoàng. Ngay sau đó thấy được thật lớn yêu thú trên đứng đầu bạc thanh niên, mở miệng hộc ra giết sạch hai chữ sau. Tổ giáp tức khắc chính là một ý niệm, chạy. Không chạy liền chết. Không chạy chính là ngốc tử. Không nói như vậy nhiều hơi thở cường đại hắn chút nào nhìn không thấu cao thủ cường giả, chỉ cần trong tầm mắt hình thể đạt tới gần vạn mét yêu thú liền không phải thiện bối. Tuy rằng không nhận ra tới đây là một đầu cái gì yêu thú, nhưng là phát ra hơi thở, tràn ngập hung hãn hoang dã, cư nhiên đối là đại hung thú. Này đầu yêu thú tổ giáp đều cảm giác không đối phó được. Trước tiên tổ giáp không chút do dự biến mất ở tại chỗ, xoay người liền chạy. Hắn thần hồn đều ở nhảy, quá mẹ nó dọa người. Này nơi nào là cái gì tiểu tiên môn, toàn bộ tiên giới sợ là cũng chưa nhiều như vậy cao thủ cường giả đi. Chỉ chớp mắt Dương Nghị Vân hạ lệnh, khai sát. Tiểu Phượng Hoàng cùng Tử Kim Công Công, Hoa Sen Đen, Mai Thỉ, Tạp Mao đều từ cũng chưa động. Dư Giả Huyết Ưng cùng Hầu Đậu Đậu, Thử Vương từ vọt đi lên. Nghiêng về một phía tàn sát bắt đầu. Gần không đến 10 tức thời gian, sao băng điện hơn 1.000 người cùng 8 gã Thông Ngộ bị giết sạch sẽ. Đương nhiên dẫn đầu tổ biệt thự trong lúc nhất thời đào tẩu, chính là Thử Vương cùng Huyết Ưng như thế nào sẽ cho cơ hội làm hắn đào tẩu. Muốn truy thời điểm, Dương Nghị Vân lại là mở miệng nói, Thử Vương Huyết Ưng trở về đi, làm hắn trốn, luôn là yêu cầu một cái cấp sao băng điện báo tin người, nếu không chẳng phải là quá không thú vị. Dương Mỗ Nhân nói này một phen lời nói thời điểm, mang theo không gì sánh kịp tự tin, đối với trận chiến đấu này hắn chút nào không để trong lòng, hắn mục tiêu là sao băng điện tên kia Thông Ngộ bát trọng thiên cường giả, cái kia tấn công quá Vân Môn người, người kia mới là muốn cho này sống không bằng chết mục tiêu. Dương Nghị Vân báo thù khẩu khí này, nghẹn ngàn năm, hôm nay bắt đầu rồi trả thù. Tiêu diệt này hơn 1.000 người chỉ là một đạo khai vị đồ ăn mà thôi. Tiếp được hắn đánh giá chính là trực tiếp đối mặt sao băng điện tên kia Thông Ngộ bát trọng thiên cường giả lúc. Cũng không biết bọn họ còn có hay không Thông Ngộ bát trọng thiên cường giả, nghĩ đến là không có người đi. Thông Ngộ bát trọng thật không phải cải trắng. Bất quá liền tính là có hắn cũng không sợ, bên người Tử Kim Công Công bước vào bát trọng thiên, Tạp Mao điểu nhưng là cũng nói chờ tu luyện kết thúc là có thể tìm sao băng điện năm đó bát trọng thiên người báo thù, nói cách khác Tạp Mao điểu cũng là bát trọng thiên cấp bậc. Kế tiếp đó là Hoa Sen Đen một giọt tử kim sinh mệnh chi thủy, hơn nữa ngàn năm tu vi, tuy rằng không hỏi Hoa Sen Đen, nhưng là Dương Nghị Vân nghĩ đến, Hoa Sen Đen thực lực chỉ biết so bát trọng thiên những người khác cường mà sẽ không nhược.
ở có chính là Mai tỷ này ngũ trảo kim long, cũng theo đối là đứng đầu tồn tại, còn có tiểu phượng hoàng, tuyết miêu đều không sai biệt nhiều. Dư giả cũng đều có thông ngộ 6 trọng thiên 7 trọng thiên sức chiến đấu, bực này thế lực tổ cái, đó là Dương Nghị Vân dám tuyên chiến mấy nhà thế lực lớn tự tin. Đương nhiên còn có chính hắn, cái này tạm thời không nói, chờ nhìn thấy sao băng điện cái kia lão gia hỏa, hắn sẽ làm lão gia hỏa biết Hoa Nhi vì cái gì như vậy hồng. Cá Trạch tốc độ cao nhất xuất phát, mục tiêu sao băng điện tổng bộ, mọi người nghe lệnh, ven đường có ngăn trở giết không tha. Dương Nghị Vân lại lần nữa hạ lệnh, hắn nhìn hơn 1.000 người hủy diệt lúc sau, đột nhiên liền cảm giác không bất luận cái gì hứng thú, trực tiếp đi trước sao băng điện tổng bộ, đem sao băng điện tổng bộ san bằng liền có thể. Là chủ nhân. Cá Trạch đáp ứng, ngay sau đó vèo biến mất không thấy. Sao băng điện tổng bộ, tổ giáp chật vật bất kham chạy thoát trở về. Tiến vào đại điện. Cách thật xa liền kêu, sư thúc tổ. Giờ phút này sao băng điện tổng bộ đại điện, có hơn 30 người tồn tại. Mỗi một cái đều là thông ngộ cường giả. Ngồi ở thượng đầu người là một người hoa giáp lão giả, người này đó là tổ kế thiên, cũng là ngàn năm nhiều trước tấn công vân môn chủ đạo giả, thông ngộ bát trọng thiên tu vi. Mà mặt khác 30 người tới chung không đơn giản là sao băng điện người, còn có đến từ tam đại thiên tôn thế lực thông ngộ cường giả, tiêu giao cung cường giả, tự nhiên đều kết thành liên minh. Năm đó tấn công vân môn một trận chiến, cuối cùng hoa sen đen xuất hiện đánh lui bọn họ, cũng cho bọn hắn lưu lại khắc sâu ấn tượng, biết được Dương Nghị Vân thả ra lời nói tới tuyên chiến thời điểm, này mấy nhà cường giả tự nhiên liền tiến đến cùng nhau. Bất quá tam đại thiên tôn thế lực, cũng chỉ là tới 3 cái thông ngộ, nhưng lại đều là thông ngộ 7 trọng thiên cường giả, tiêu giao cung tới 2 người, đồng dạng thông ngộ 7 trọng thiên, dư lại còn lại là sao băng điện người. Trừ bỏ tổ kế thiên là thông ngộ bát trọng thiên ở ngoài, dư giả sao băng điện thông ngộ cường giả, có thông ngộ 7 trọng thiên 5 người, 6 trọng thiên 8 người, dư giả ngũ trọng thiên dưới, này xem như toàn bộ sao băng điện tối cao lực lượng. Dương Nghị Vân mang theo người một đường nghênh ngang mà đến thời điểm, tổ kế thiên tự nhiên thu được tin tức. Vì thế phái ra thông ngộ 6 trọng thiên tổ giáp mang theo 8 thông ngộ cùng hơn 1.000 tiên tôn tiến đến, kỳ thật chính là thử một chút. Nếu Dương Nghị Vân dám như vậy nghênh ngang tới, như vậy vân môn trừ bỏ hoa sen đen bực này cường giả ở ngoài, còn có cái gì mặt khác tồn tại? Tổ kế thiên còn lại là cùng tam đại thiên tôn thế lực cùng với tiêu giao cung người lại chờ tin tức. Cũng lại nghĩ như thế nào đi tiêu diệt vân môn người. Từ lúc bắt đầu kỳ thật cũng chưa đem vân môn để vào mắt. Bởi vì giờ phút này sao băng điện ngồi người đều là tiên giới tu tiên kim tự tháp cường giả. Hắn tổ kế thiên thông ngộ bát trọng thiên, tam đại thiên tôn thế lực 3 cái thông ngộ 7 trọng thiên, tiêu giao cung 2 cái 7 trọng thiên, đều là từ tiên ma bí cảnh chung đi ra cường giả. Năm đó đi tấn công vân môn thời điểm, này 2 nhà thông ngộ 7 trọng thiên người đều còn chưa có đi, mới là mấy trăm năm trước từ tiên ma bí cảnh chung đi ra. Mà tổ kế thiên năm đó bị hoa sen đen đánh cho bị thương thương thế cũng khôi phục lại đây. Hơn nữa tu vi lại một lần tinh tiến, cho nên hắn hoàn toàn không đem vân môn để vào mắt. Nếu là lại cùng hoa sen đen đại chiến, hắn có tin tưởng đem hoa sen đen chém giết, huống chi còn có tam đại thiên tôn thế lực cùng tiêu giao cung thông ngộ 7 trọng ngày trước tới trợ trận. Đương Dương Nghị Vân thả ra lời nói, hướng về sau băng điện tiền tới thời điểm, tổ kế thiên phái ra tổ giáp tiến đến thử, cũng là không giống tự hạ thân phận, một cái vân môn ở hắn xem ra còn không có tư cách làm hắn ra tay. Đơn giản ở đại điện chờ, bước tiếp theo đang xem tình huống, hoặc là nói làm đại tam thiên tôn thế lực cùng tiêu giao cung thông ngộ 7 trọng thiên đi diệt đó là. Lúc này nghe được tổ giáp kinh hoàng thanh âm vang lên, tổ kế thiên mày nhăn lại. Ngay sau đó tổ giáp hoảng loạn chạy vào đại điện. Tổ kế thiên quát lớn nói, hoang mang rối loạn còn thể thống gì. Tổ giáp vội vàng mở miệng nói, sư thúc tổ tình huống không ổn, kia Dương Nghị Vân mang theo ước chừng 8-9-10 tên thông ngộ. Càng có rất nhiều thông ngộ đại yêu tại bên người, một cái đối mặt liền diệt ta người, nếu không phải ta vận dụng cấm thuật, sợ là đều liền không về được. Ai rõ ràng tình huống như thế nào, xem người túng bộ dáng tổ kế thiên mắng, hắn là sao băng điện bối phận rất cao đồng lứa người, biến mất vài vạn năm xuất hiện, hiện tại trở lại sao băng điện, sao băng thiên tôn đi lên trời lộ lúc sau, hắn chính là toàn bộ sao băng điện đương ra người, tổ giáp đều phải kêu một tiếng sư thúc tổ. Những năm gần đây ở sao băng điện nói 102, chí cao vô thượng, cũng thực hưởng thụ bực này cao cao tại thượng quát lớn thuộc hạ cảm giác. Tổ giáp thật đúng là không dám có chút cãi lại, vội vàng nói, tổ sư thúc Dương Nghị Vân kia tiểu tử bên người có rất nhiều đại yêu khí tức đệ tử đều nhìn không thấu hư thật, thậm chí là,
Nói, ấp a ấp úng, có cái gì không thể nói, một cái tiểu tiểu vân môn mà thôi, còn phiên không được thiên, liền tính là hắn là trời cao tà đệ tử, lại như thế nào? Phiên không được thiên, tổ kế thiên nhíu mày. Là, đệ tử biết sai, là như thế này tổ sư thúc, đệ tử cảm giác Dương Nghị Vân kia tiểu tử bên người một ít đại yêu hơi thở, tựa hồ cùng tổ sư thúc ngài có chút không phân cao thấp. Lời này đến cuối cùng tổ giáp thanh âm càng ngày càng nhỏ. Hoàng đường năm đó bổn tọa đi tấn công vân môn liền ba người thực lực còn cường một ít, nhưng cũng tuyệt đối không đạt được bổn tọa tu vi cấp bậc, đi qua ngàn nhiều năm mà thôi, trong đó tu vi tối cao hoa sen đen, căng chết cũng liền tiến vào bát trọng thiên, huống chi ngàn năm thời gian ở thông ngộ cấp bậc sao có thể bước vào bát trọng. Vạn năm đều không nhất định có thể đột phá đến bát trọng thiên, dư giả vẫn luôn hỏa điều cùng một gốc cây lão thụ, đều bị bổn tọa bị thương nặng, không có vạn tám năm thời gian đừng nghĩ khôi phục, trừ bỏ này ba cái. Cái này vân môn cũng không có gì cường giả tồn tại, càng đừng nói mười mấy cái hơi thở cùng bổn tọa không phân cao thấp xuất hiện, chẳng lẽ hắn tiểu tiểu vân môn cũng có cường giả từ tiên ma bí cảnh đi ra không thành. Đừng làm cho tiên ma bí cảnh bị chúng ta mấy nhà khống chế được, sao có thể có khác cường giả ra tới. Hắn vân môn mới thành lập bao nhiêu thời gian, có thể có cái gì cường giả từ bí cảnh ra tới. Lời tuy nói như thế, nhưng tổ kế thiên ở quát lớn tổ giáp thời điểm, trong lòng lại cũng là ở phạm nói thầm. Hắn là thành tinh người, tổ giáp nói chuyện có hay không nói dối, tự nhiên là nhìn ra được tới, hơn nữa tổ giáp cũng không dám đối hắn nói dối. Chẳng lẽ Dương Nghị Vân kia tiểu tử bên người có mười mấy cái thông ngộ bảy tám trọng thiên người là thật sự? Thậm chí có tám chín mười hào thông ngộ cường giả? Sao có thể? Nếu là thực sự có năm đó bọn họ tấn công vân môn thời điểm như thế nào không nhảy ra? Không thích hợp à? Dương Nghị Vân kia tiểu tử năm đó liền không ở vân môn. Hiện tại là đột nhiên toát ra tới, chẳng lẽ có cái gì biến cố? Hết thảy vẫn là tiểu tâm vì thượng đi. Thế giới này cái gì đều là có khả năng, hắn tổ kế thiên đều có thể từ tiên ma bí cảnh trung tồn tại đi ra, như vậy người khác cũng có thể, liền tỷ như tam đại thiên tôn thế lực người cùng Tiêu Giao Cung, còn có mặt khác mấy nhà người cũng có từ tiên ma bí cảnh trung ra tới. Điểm này hắn biết rõ. Thậm chí những người đó tu vi sẽ không so với hắn tổ kế thiên nhược. Tam đại thiên tôn thế lực nội tình so sao băng điện cường đại nhiều. Tổ kế thiên tính cách đa nghi, thực cẩn thận, bằng không hắn cũng không có khả năng tồn tại từ tiên ma bí cảnh chung đi ra. Tuy rằng cảm thấy tổ giáp lời nói không quá khả năng, nhưng loại sự tình này vẫn là thà rằng tin này có không thể tin này vô đi, tiểu tâm cẩn thận mới có thể sống lâu lâu. Hắn tổ kế thiên thật vất vả từ tiên ma bí cảnh chung tồn tại ra tới, nhưng đừng ở chuyện nhỏ thượng cống ngầm lật thuyền. Vì bảo hiểm trong lúc vẫn là phải làm một cái chuẩn bị ở sau mới được. Nghĩ đến đây tổ kế thiên nhìn về phía tam đại thiên tôn thế lực cùng Tiêu Giao Cung năm cái thông ngộ bảy trọng thiên cường giả nói, chư vị đạo hữu, ta hiểu biết quá Dương Nghị Vân kia tiểu tử, chính là trời cao tà quan môn đệ tử, nghe nói là thực yêu dị, tổ giáp nói tuy rằng nghe có chút hoang đường nhưng bực này sự, vẫn là tiểu tâm thì tốt hơn. Tiêu diệt trời cao tà truyền thừa, đây là chúng ta mấy nhà cộng đồng mục tiêu. Hơn nữa cũng cùng vân môn trở thành chết thù, lần trước không có tiêu diệt vân môn, Dương Nghị Vân liền dám chủ động tuyên chiến chúng ta mấy nhà, lần này mặc kệ như thế nào đều phải đem hắn cùng vân môn hủy diệt. Cho nên vài vị đạo hữu vẫn là thỉnh các ngươi các ra phía sau thông ngộ bát trọng thiên cường giả tiến đến một chuyến đi, vạn nhất nếu là Dương Nghị Vân bên người có đạo hạnh thâm hậu cường giả tồn tại đâu. Đến lúc đó chúng ta chẳng phải là lật thuyền trong mương. Vài vị đạo hữu sự tình quan chúng ta tự thân ra tánh mạng, cho nên thỉnh các ngươi mấy nhà sau lưng thông ngộ bát trọng thiên cường giả tiến đến trợ trận đi. Nghe được tổ kế thiên nói như thế, năm người lẫn nhau liếc nhau, đều biết tổ kế thiên nói cũng đúng, liền gật đầu đáp ứng rồi, đích xác bọn họ mấy nhà sau lưng tự nhiên là có thông ngộ bát trọng thiên cường giả tồn tại, lần này tới chỉ là bọn hắn mấy cái, đều là bảy trọng thiên, nhưng nếu là Dương Nghị Vân bên người thực sự có bát trọng thiên cường giả tồn tại, này đối bọn họ tới nói là rất nguy hiểm. Lập tức mấy người bắt đầu liên hệ từng người sau lưng sư môn, cầu tình thông ngộ bát trọng thiên cường giả tiến đến. Báo. Một bóng người chạy như bay tiến vào đại điện, lại là sao băng điện tình báo nhân viên. Giảng tổ kế thiên đạo. Hồi bẩm sư tổ, Dương Nghị Vân mang theo vân môn người trực tiếp giết đến chúng ta sao băng thiên sơn, đã đến sơn môn ở ngoài. Tới thật đúng là mau a tổ kế thiên tự nói một tiếng. Ngay sau đó đứng dậy nói. Chư vị mấy người khác đều trực tiếp tới cửa, chúng ta liền đi ra ngoài gặp đi. Dứt lời tổ kế thiên trên người bùng nổ mà ra thông ngộ bát trọng thiên cường giả hơi thở phóng lên cao,
làm cho cả đại điện người đều sắc mặt khẽ biến. Tổ kế thiên đích sắc cường đại. Sao băng điện sơn môn ở ngoài, cá trạch ngừng lại. Dương Nghị Vân nhìn bị đại trận bao phủ sơn môn, chuẩn bị hạ lệnh trực tiếp tấn công sơn môn vọt vào đi. Mà liền khắp nơi lúc này, từng đạo lưu quang trực tiếp từ bên trong ra tới. Một đạo tiếp theo một đạo, ước chừng 36 người, các thông ngộ. Cầm đầu hoa giáp lão giả thật là thông ngộ bát trọng thiên, không cần hỏi hắn liền biết là năm đó tấn công vân môn người nọ. Tổ kế thiên đánh giá Dương Nghị Vân đám người, cuối cùng nhìn đến đứng ở cá trạch đỉnh đầu đằng trước Dương Nghị Vân, đột nhiên cất tiếng cười to dựng lên. Hoa ha ha ha, cuồng thiếu tận trời, là trào phúng. Ngay sau đó nhìn chằm chằm Dương Nghị Vân nói, tiểu tử ngươi chính là cái gì chó má vân môn môn chủ Dương Nghị Vân đi. Là ta Dương Nghị Vân nheo lại mắt. Ha ha, bổn tọa tổ kế thiên, hiện tại ngươi quỳ xuống tự sát, lão phu cho ngươi toàn thây, một cái nho nhỏ tiên tôn mà thôi, cư nhiên có thể làm nhất môn chi chủ, thật sự là cười đến rụng răng, bổn tọa vốn tưởng rằng tiểu tử ngươi ít nhất cũng nên có cái đi thông 3-4 trọng thiên tu vi, không nghĩ tới cư nhiên là tiểu tiên tôn, ha ha ha, nhanh lên tự sát đi, đừng cho trời cao tà mất mặt. Tổ kế thiên đại cười, cảm thấy chính mình có chút cẩn thận quá mức, đích xác tiểu tử này bên người có đại yêu, nhưng hơi thở tựa hồ cũng không phải bát trọng thiên cấp bậc, năm đó cái kia hoa sen đen nữ tử cũng ở, nhìn qua cũng không có gì biến hóa. Nghe tổ kế thiên chào phúng Dương Nghị Vân cảnh giới nhược, Vân Trường Sinh bọn người nhíu mày, tiểu sư đệ tu vi cảnh giới thật là không có gì biến hóa, nhưng bọn hắn biết tiểu sư đệ thực lực hiện tại không thể so bọn họ bất luận cái gì là nhược. Dương Nghị Vân còn lại là sắc mặt không hề biến hóa, chậm rãi mở miệng nói, thông ngộ sao? Cũng không có gì ghê gớm, nếu ngươi coi trọng cảnh giới, vậy cấp thỏa mãn ngươi. Dứt lời, Dương Nghị Vân toàn thân ngũ quang thập sắc đại tác phẩm, từng tiếng nổ vang vang lên. Ầm ầm ầm. Ngay sau đó Dương Nghị Vân cảnh giới bắt đầu bò lên. Thông ngộ nhất trọng thiên, nhị trọng thiên, bát trọng thiên. Mãi cho đến thông ngộ cửu trọng thiên thời điểm rốt cuộc dừng. Nhưng toàn trường mặc kệ là Dương Nghị Vân phía sau vẫn là tổ kế thiên đám người tất cả đều mở to hai mắt nhìn há to miệng. Một hơi đột phá tới rồi thông ngộ cửu trọng thiên. Này mẹ nó là đôi mắt hoa. Vẫn là ảo giác. Nhất định là sinh ra ảo giác, không có khả năng không có khả năng. Tổ kế thiên tâm điên cuồng hét lên. Tất cả mọi người khiếp sợ trong mắt mau nhảy ra ngoài. Ảo giác đó là không có khả năng. Xoa nhẹ rất nhiều lần đôi mắt, cũng chưa sai. Tổ kế thiên tâm kinh hoàng, hắn phía sau một chúng thông ngộ đại kinh thất sắc. Thông ngộ cửu trọng thiên, đây là muốn làm gì? Toàn bộ tiên giới hiện tại cũng không có thông ngộ cửu trọng thiên tồn tại đi. Cái này cư nhiên ở bọn họ mí mắt ngầm xuất hiện một cái thông ngộ cửu trọng thiên. Hơn nữa nghịch thiên chính là, người này cư nhiên là từ tiên tôn đỉnh bắt đầu đột phá, ngắn ngủn vài phút trong vòng liền một trọng tiếp nhất trọng thiên trực tiếp liền đến thông ngộ cửu trọng thiên. Không phải ảo giác đều hơn hẳn ảo giác. Này quả thực là thần thoại. Hoặc là chính là thật là ảo giác, chẳng qua là Dương Nghị Vân cho đại gia trình diễn một hồi thật lớn ảo giác đi. Sao có thể, thông ngộ năng có như vậy đột phá? Mỗi nhất trọng thiên đến tiếp theo trọng thiên tu luyện, cái nào không phải muốn tu luyện khí hàng ngàn hàng vạn năm mới có thể đột phá? Thậm chí đều không nhất định đột phá. Cho nên đi, đối với tổ kế thiên cùng hắn phía sau thông ngộ đều cho rằng, Dương Nghị Vân cái này thông ngộ cửu trọng thiên tuyệt đối là có hơi nước, đây là ở hù dọa người mà thôi. Nhưng là, Dương Nghị Vân phía sau vân môn mọi người đại yêu đều là tin tưởng. Đến nỗi Dương Nghị Vân cái này thông ngộ cửu trọng thiên đến tột cùng có hay không hơi nước đâu. Cái này chỉ có Dương Nghị Vân chính mình biết. Đối với Dương Mỗ Nhân tới nói, kỳ thật hắn tu luyện phương thức, ở năm đó trong cơ thể hấp thu 10 đại thuộc tính lực lượng, ở tiên tinh trong vòng có đạo chủng thời điểm. Cũng đã nhảy ra cảnh giới vấn đề. Này ngàn năm tu luyện lúc sau, hắn đạo chủng này mầm lúc sau, đạo hạnh trực tiếp có thể nói nhảy ra phía chân trời, hắn luôn có chung cảm giác là thực mờ ảo, nhưng lại thực chân thật, có loại thiên địa đều ở khống chế cảm giác, hắn chính là trong thiên địa vương giả giống nhau cảm giác, cho nên nhưng tổ kế thiên trào phúng hắn cảnh giới thời điểm, Dương Nghị Vân liền đột nhiên nhanh trí giống nhau, trực tiếp làm chính mình cảnh giới bước vào thông ngộ cửu trọng thiên. Gần là trong lòng vừa động chi gian, hoặc là nói hắn trong lòng suy nghĩ, ngay sau đó trực tiếp là có thể thực hiện, hơn nữa thật đúng là thực hiện, trong thiên địa vương giả cảm giác chính là loại này. Thông ngộ mà thôi, không có gì ghê gớm. Dương Nghị Vân nhìn chằm chằm tổ kế thiên nhàn nhạt nói. Dương Nghị Vân thật thật tại thông ngộ cửu trọng thiên cảnh giới ở trên người,
hơi thở gì đó hoàn toàn không phải ở đây mọi người có thể nhìn thấu, thực sự là phi thường thật lớn chấn động. Nhưng là đối với Tổ Kế Thiên tới nói, hắn là không tin, bởi vì thông ngộ tu luyện quá khó khăn, khó nhập lên trời, thông ngộ cửu trọng thiên càng là tiên giới chân chính kim tự tháp đứng đầu. Toàn bộ tiên giới thông ngộ cửu trọng thiên một cái thời đại sợ là cũng không nhiều ít. Mà Dương Nghị Vân một hơi từ tiên tôn nhảy tới thông ngộ cửu trọng thiên, ở Tổ Kế Thiên xem ra chính là thần thoại bọt biển. Không có khả năng, tiểu tử ngươi cố lộng huyền hư mà thôi, tự cổ chí kim không có bất luận cái gì một người có thể một hơi từ tiên tôn cảnh giới thẳng vào thông ngộ cửu trọng thiên, tiểu tử lão phu thông ngộ bát trọng đều có suốt 8 vạn năm, vẫn là ở tiên ma bí cảnh bị nhốt có kỳ ngộ lúc sau kết quả, ngươi cái này ảo giác đích xác thực chân thật, không đối không nói phi thường cao minh. Ngay cả lão phu đều nhìn không ra cái gì sơ hở tới, nhưng ảo giác chung quy là ảo giác, muốn đứng ở tiên giới đỉnh. Cuối cùng dựa vào vẫn là thực lực, mà không phải tiểu thông minh, hiện tại khiến cho lão phu tới đánh vỡ người cái này ảo giác đi. Tổ Kế Thiên từ bắt đầu khiếp sợ lúc sau, phục hồi tinh thần lại cấp Dương Nghị Vân cái này một ngụm thông ngộ cửu trọng thiên cấp ra một cái kết quả, chính là một cái ảo giác mà thôi. Rất nhiều người nghe Tổ Kế Thiên nói chuyện, cũng cảm thấy có đạo lý, cho rằng tu luyện chi đạo. Không có loại này thuyết phục ngộ liền thông ngộ, còn cho ngươi một hơi liền thẳng tới thông ngộ đỉnh, đứng ở tiên giới cường giả kim tự tháp đứng đầu sự tình, không có, hoàn toàn không có. Cho nên đại gia cũng đều cảm thấy Dương Nghị Vân đây là ảo giác bọt biển mà thôi, hù dọa người. Sát! Tổ Kế Thiên ra lệnh một tiếng, hơn 30 danh thông ngộ tiền đề xuất động. Mặc kệ như thế nào, đánh là muốn đánh, hắn dù sao cũng phải thử xem Dương Nghị Vân cân lượng mới là. Tuy rằng ngoài miệng Tổ Kế Thiên nói Dương Nghị Vân là ảo giác, hắn trong lòng thượng cũng là như vậy cho rằng, nhưng xem vài trăm thước ở ngoài Phong Khinh Vân đạm Dương Nghị Vân trên mặt không chút biểu tình bộ dáng, hắn cũng chột dạ, không biết hư thật. Nhưng ngẫm lại chính mình tốt xấu là thông ngộ bát trọng thiên tồn tại, liền tính là đối thượng chân chính thông ngộ cửu trọng thiên cường giả cũng có thể có một trận chiến chi lực, trong lòng cũng liền bình thường trở lại, đánh một trận lại nói. Lão Phu cho rằng ngươi là biểu hiện giả dối ảo giác. Vậy đánh vỡ hảo, tu vi thực lực mới là vương đạo. Tức khắc thuê mấy ngày đi đầu phía sau là sao băng điện cùng tam đại thiên tôn thế lực cùng tiêu giao cung thông ngộ bảy trọng thiên cường giả, dư giả thành cầu thang đi theo phía sau, đây cũng là một cổ phi thường cường hãn lực lượng. Đi ra ngoài đều có thể quét ngang tiên giới. Cũng không có gì sợ quá. Mà Dương Nghị Vân một phản đâu. Tự nhiên cũng sẽ không kém. Không nói bị, tử kim công công, tạp mao điểu, mai tỷ, hoa sen đen. Tuyết Miêu, Tiểu Phượng Hoàng mấy cái nhưng đều có thể chiến thông ngộ bát trọng thiên, sao băng điện một phương liền một cái Tổ Kế Thiên là thông ngộ bát trọng thiên, bảy trọng thiên lại nhiều cũng ở bát trọng thiên trước mặt cũng là không đủ xem. Trận này đại chiến, chú định là mất đi thiên bình chém giết. Cũng liền so ngay từ đầu tổ giáp thử cường mà thôi. Dương Mỗ Nhân nếu dám đồng thời tuyên chiến, bay vọt ngàn vạn giảm tới cửa trả thù, lại kỳ thật nói mà thôi. Hắn muốn chính là hoàn toàn san bằng sao băng điện cùng tiêu giao cung, ở thượng cửu trọng thiên trực tiếp hủy diệt tam đại thiên tôn thế lực, hoàn toàn làm vân môn không có kẻ thù, làm tiên giới trật tự một lần nữa tẩy bài. Đừng phóng chạy một cái, ta muốn chính là sao băng điện biến mất ở tiên giới. Dương Nghị Vân đứng ở cá trạch trên lưng, khoanh tay mà đứng, nhìn chằm chằm xông lên Tổ Kế Thiên đám người mở miệng hạ lệnh. Hắn thậm chí cũng chưa chuẩn bị ra tay, bởi vì vào giờ phút này trong mắt hắn. Tổ Kế Thiên này một cái thông ngộ bát trọng thiên đã phiên không được thiên. Vèo vèo vèo. Lần này bên người đại yêu toàn thể xúc động, bao gồm hoa sen đen cũng đều động. Giống giống. Đây là sinh tử đại chiến. Dương Nghị Vân mệnh lệnh là hoàn toàn làm sao băng điện diệt sạch, mà Tổ Kế Thiên mang theo người cũng đều là đạo hạnh cao thâm hạng người, chân chính chém giết chính là sinh tử. Cho nên Dương Nghị Vân bên người đại yêu đều hóa ra bản thể chiến đấu. Ngay từ đầu chính là vô cùng thảm thiết. Sát, giống, ngao, tiếng kêu rung trời, ầm vang, trời sụp đất nứt, thượng đạt tận trời. Chiến đấu ngay từ đầu, sao băng điện sơn môn nơi bốn phía ngọn núi đó là từng tòa hóa thành hủy diệt. Dương Nghị Vân đứng ở cá trạch trên đầu, đối với cá trạch mở miệng nói, cá trạch đi thôi, đi hủy diệt sao băng điện hộ sơn đại trận. Cá trạch thân thể cũng rút nhỏ, hóa thành mười mấy mét. Trực tiếp mang theo Dương Nghị Vân dừng ở sao băng điện sơn môn trước.